Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Thái ca, cái này sợ không phải tỉnh ủy có thể quyết định mà. Đối với em mà nói hình như đề tài này cũng quá nặng một chút, em có chút không thừa nhận nổi. Đừng có mà vòng vo với anh chỉ hỏi cái nhìn của chú, ai bảo chú quyết định. Thái Chánh Dương trầm giọng nói. Tình huống đã dần sáng tỏ, khi Triệu Quốc Đống có thể rời khỏi Điền Nam, Đào Hòa Khiêm cũng có thể rời khỏi Điền Nam, Trương Bảo Quốc có thể lên làm chủ tịch tỉnh mà phó bí thư tỉnh ủy sẽ điều từ ngoài tới. Trung ương muốn ở Điền Nam sinh ra một thường vụ tỉnh ủy, điểm này Triệu Quốc Đống không rõ lắm cho nên Thái Chánh Dương hy vọng Triệu Quốc Đống có thể đưa cho mình đề nghị tương đối chuẩn xác. Thái ca, em đúng là không tiện nói. Nếu Trung ương có ý sinh ra trong tỉnh ta thì em cảm thấy trưởng ban hoàng, trưởng ban thư ký thương đều được, đương nhiên em cảm thấy chủ tịch đăng cao cũng thích hợp, việc này phải xem suy nghĩ của anh. Triệu Quốc Đống không quá muốn phát biểu ý kiến ở vấn đề này. Mặc dù là có quan hệ mật thiết với Thái Chánh Dương nhưng ở vấn đề nhân sự này mỗi bí thư đều có chừng mực của mình. Lời của anh chưa chắc đúng tâm ý của đối phương. Anh đừng bao giờ nghĩ mình có thể thấy được tâm tư của sếp. Thái Chánh Dương lắc đầu không nói chỉ uống trà. Triệu Quốc Đống biết mình nếu không nói thêm chỉ sợ khó làm Thái Chánh Dương hài lòng nên kiên trì tới cùng. Trưởng ban Hoàng có tính cách cứng rắn, có chủ kiến, làm việc quyết đoán. Trưởng ban thư ký thương như kim giấu trong chăn. Giỏi về quan hệ phối hợp, năng lực toàn diện cũng rất thích hợp. Ồ, em thật ra cảm thấy chủ tịch đăng cao làm việc kiên nhẫn cũng khá thích hợp. Thái ca, em chỉ có thể nói đến vậy, ăn cơm mỗi người một khẩu vị, đi giày có cỡ của mình, chỉ có thích hợp mới là tốt nhất. Nói cách khác chỉ có phù hợp với tình hình thực tế của Điền Nam, phù hợp với ý đồ công việc sau đây của anh mới là quan trọng nhất. Thái ca, anh nói có đúng không? Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống một lúc lâu làm hắn hơi sợ. Lúc này Thái Chánh Dương mới gật đầu nói. Quốc Đống, cậu coi như chính thức trưởng thành, có thể xuất sư. Trời đất rộng lớn nơi đâu cũng có thể đi. Quyển 18, chương 24. Trưởng ban Triệu, trưởng ban Triệu. Tiếng nói rồn rập truyền tới, Triệu Quốc Đống đang ở ruộng xem cây lúa mọc lập tức bị hấp dẫn. Triệu Quốc Đống thấy vẻ mặt Đoạn Tự Lập không giống bình thường, trong vẻ nghiêm túc mang theo một tia khẩn trương, xem ra có chuyện gì lớn xảy ra. Cái cần tới cuối cùng đã tới, Triệu Quốc Đống chỉ ngẩn ra xong lập tức lấy lại bình tĩnh. Quốc Phú, tỉnh ủy đã có chỉ thị về quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa, trong đó có một phần làm như thế nào từ xây dựng tổ chức đảm bảo xây dựng nông thôn mới theo hướng xã hội chủ nghĩa. Tôi cảm thấy thị xã Chiêu Đạt các anh có ưu thế trời ban ở điểm này. Năm trước Chiêu Đạt đã đưa ra quy hoạch và thí điểm vài nơi, tôi thấy Chiêu Đạt cần nhanh chóng chứng thực. Xây dựng nông thôn mới là một bộ phận quan trọng trong công tác nông thôn, trong một thời gian dài. Xây dựng nông thôn mới có hàm nghĩa phong phú, phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, xúc tiến tăng thu nhập cho nông dân, phong phú cuộc sống văn hóa tinh thần của nông dân, mấy công việc này đáng để chúng ta lưu tâm tự hỏi. Làm như thế nào làm tốt công việc này, làm cho xây dựng nông thôn mới thật sự áp dụng vào thực tế, tôi hy vọng Chiêu Đạt có thể làm điển hình ở công tác này. Triệu Quốc Đống không để ý tới Đoạn Tự Lập mà vẫn nói tiếp với bí thư thị ủy Chiêu Đạt, Trương Quốc Phú. Chiêu Đạt có lẽ không thể so sánh về sản xuất công nghiệp với các nơi như Khúc Châu Ngọc Hà nhưng tôi nghĩ là một thị xã có ngành sản xuất nông nghiệp lớn mạnh thì theo lý thuyết phải đạt được thành tích xuất sắc trong công tác tam nông. Quốc Phú, nói vậy anh cũng có thể cảm nhận được năm nay Trung ương chú trọng vấn đề tam nông khác hẳn so với các năm trước. Tôi có thể nói rõ với anh tỉnh ủy lần này sẽ điều chỉnh phương thức khảo sát. Căn cứ tình hình khác nhau của các thị xã mà chuyên môn đưa ra phương án khảo sát, tỉnh rất nhanh sẽ tổ chức hội nghị đến lúc ấy anh sẽ phát hiện tình hình năm nay khác. Trưởng ban Triệu, chế độ khách sạn và phương pháp đúng là nên thay đổi. Tôi lúc làm việc ở Văn Thành cũng đã đề cập tới vấn đề này. Tình hình các nơi khác nhau, có nơi thích hợp phát triển sản xuất công nghiệp, nơi thích hợp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thương nghiệp, thu hút đầu tư cũng tốt, tăng tốc sản xuất công nghiệp cũng tốt, quy định quy mô đầu tư tài sản cũng tốt. Anh sao có thể ép giống nhau? Trương Quốc Phú nói. Giống như Chiêu Đạt chúng tôi là thị xã nông nghiệp điển hình, trụ cột công nghiệp và cơ sở vật chất rất bạc nhược. Chúng tôi không phải không muốn thu hút đầu tư mà là cần phải có chính sách và sân khấu, nếu không người khỏe càng khỏe, người yếu càng yếu, chênh lệch càng lúc càng lớn, làm như thế nào thực hiện cùng giàu có. Tôi nhớ ngài cũng đã nói khi một bộ phận người giàu lên thì chính sách cũng cần phải dần có thay đổi, đây không chỉ là với người mà phải gồm cả địa phương. Đây mới là chân lý và bản chất của nhà nước xã hội chủ nghĩa, cũng là căn bản của phát triển hài hòa. Trương Quốc Phú là bí thư lâu năm,
dù là trình độ lý luận hay kinh nghiệm công tác thực tế đều là số 1 số 2 trong các bí thư của 16 thành phố, thị xã toàn tỉnh. Triệu Quốc Đống rất thưởng thức vị bí thư thị ủy này, đây là nguyên nhân tại sao hắn đẩy đối phương từ Văn Thành sang Chiêu Đạt. Hắn cảm thấy đối phương có thể làm ra thành tích ở Chiêu Đạt, thị xã có sản xuất nông nghiệp hàng đầu của tỉnh. Đây là lần thứ 3 Triệu Quốc Đống đến Chiêu Đạt, cũng là một nơi hắn thường xuyên tới nhất. Lần đầu là điều tra làm Triệu Quốc Đống không quá hài lòng với bộ máy trước đó của Chiêu Đạt. Lần thứ 2 là năm trước, biểu hiện của Trương Quốc Phú khá tốt, cũng làm Triệu Quốc Đống quyết tâm tiến hành thí điểm ở Chiêu Đạt. Bây giờ xem ra công tác của Chiêu Đạt đúng là đi ở phía trước. Đoạn Tự Lập biết biểu hiện vừa nãy của mình làm sếp không hài lòng cho nên không dám tiến lên mà chỉ đứng ở một bên. Đường Ngạn Phong gọi điện mặc dù không nói gì nhưng Đoạn Tự Lập vẫn nghe được ít gì đó từ giọng khác lạ của đối phương. Đường Ngạn Phong lập tức sẽ tới trường đảng tỉnh học, đây là bí thư Thái muốn đối phương tiến lên thêm một bậc thang mới. Học ở trường 3 tháng, 3 tháng sau Đường Ngạn Phong có thể về văn phòng tỉnh ủy hay không là rất khó nói, có lẽ sẽ xuống cơ sở rèn luyện. Nghĩ đến đây Đoạn Tự Lập không khỏi hâm mộ đối phương. Đoạn Tự Lập không phải lập tức muốn đi rèn luyện dù sao lý lịch của y khác nhiều so với Đường Ngạn Phong. Thời gian Đường Ngạn Phong ở văn phòng tỉnh ủy nhiều hơn mình, đề bạt sớm hơn mình, hơn nữa lại đi theo bí thư tỉnh ủy nên có ưu thế trời ban. Chẳng qua Đoạn Tự Lập cũng rất hy vọng mình có thể đi theo sếp vài năm rồi tới trường đảng học, cuối cùng xuống địa phương làm. Nhưng mà bây giờ, nghĩ vậy Đoạn Tự Lập không khỏi lo lắng. Trong điện thoại Đường Ngạn Phong rất thần bí nói với mình là sếp có thể động, điều này làm Đoạn Tự Lập rất sợ hãi. Triệu Quốc Đống đến Điền Nam mới một năm, sao có thể động? Trong thời gian trước cũng có ít lời đồn đại nhưng Đoạn Tự Lập căn bản không tin, chưa từng nghe nói vị thường vụ nào mới đến làm một năm đã có điều chỉnh. Mặc dù là từ góc độ giữ ổn định bộ máy thì ít nhất phải 2-3 năm mới điều chỉnh chứ. Hơn nữa Triệu Quốc Đống có thể rời khỏi Điền Nam, đâu có chuyện không hợp lẽ thường như vậy. Đường Ngạn Phong cũng nói văn bản của Trung ương đã chính thức gửi xuống, bí thư Thái muốn nói chuyện với sếp Triệu cho nên mới thông báo gấp với sếp như vậy. Sếp phải đi, vậy mình nên làm gì? Đoạn Tự Lập không ngờ mình nhanh như vậy đã gặp việc này. Nếu Triệu Quốc Đống có thể ở Điền Nam thêm năm nữa, Đoạn Tự Lập tin mình sẽ được an bài vị trí tốt trước khi Triệu Quốc Đống đi, nhưng bây giờ... Vận mệnh chính trị của mình hình như khó có thể đoán định. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Xe Audi chạy về Côn Châu vẫn duy trì tốc độ 100 km, chỉ có lúc rẽ mới giảm tốc độ. Đoạn Tự Lập cẩn thận nhìn vẻ mặt của sếp sau kính chiếu hậu. Vẻ mặt của sếp không khác mấy. Mặc dù là mình bảo với hắn là bí thư Thái thông báo hắn lập tức về, sếp vẫn không có vẻ gì giật mình giống như đây là việc rất bình thường. Chẳng lẽ sếp sớm biết ngày này? Rất có thể. Nhân vật ở cấp độ như bọn họ sao có thể không đoán được gì về tiền đồ chính trị của mình. Đoạn Tự Lập rất muốn hỏi một câu nhưng y biết không thỏa đáng. Y gần như nghiến răng nghiến lợi làm mình giữ im lặng. Xe tiến vào cửa trụ sở tỉnh ủy, Đoạn Tự Lập cảm thấy tim mình gần như thoát ra khỏi ngực, y chạy nhanh tới mở cửa xe cho sếp. Triệu Quốc Đống xuống xe mà hơi mê man, hắn đứng bên cạnh dừng lại quay đầu nhìn cổng, từ từ thu vào mắt như muốn nó hoàn toàn được ghi nhớ vào trong lòng mình. Một lúc sau Triệu Quốc Đống mới từ từ tiến vào sảnh. Đoạn Tự Lập vẫn cầm cặp theo sát sau Triệu Quốc Đống. Trong nháy mắt khi vào cửa, Đoạn Tự Lập nghe sếp nói. Tự Lập, Ngạn Phong lập tức sẽ tới trường đảng học, nếu cậu muốn đi tôi có thể tranh thủ một suất cho cậu hoặc là cậu cũng có thể đi theo tôi. Đoạn Tự Lập như bị sét đánh, cả người cứng lại, miệng lắp bắp nhưng không nói được câu nào. Triệu Quốc Đống không quay đầu lại chỉ đi về phía trước. Cậu không cần trả lời ngay, cứ suy nghĩ cho kỹ. Ngày 2 tháng 3 năm 2006, Trung ương miễn chức thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam của Triệu Quốc Đống, cuối cùng của quyết định có một câu có phân công khác. Có phân công khác, có phân công khác là tốt, nếu không có lời này có thể sẽ có nhiều người vỗ tay thích thú. Ngô Nguyên Tể cười ha hả đi tới trước mặt Triệu Quốc Đống, tự mình rót cốc trà cho Triệu Quốc Đống. Biết tôi không thích uống phổ nhị mà cứ mời tôi chè này, có phải cảm thấy tôi đã thôi làm việc ở Điền Nam nên thế không? Triệu Quốc Đống giả vờ tức giận nói. Vỗ tay khen hay thì không đến mức, có lẽ rất nhiều người vứt được tảng đá trong lòng xuống, tôi có thể ngủ ngon hơn. Cậu muốn chọn xương trong trứng gà như vậy thì tôi cũng chịu. Tôi chỉ có phổ nhị, chẳng qua đây là loại người bình thường muốn uống cũng không được. Ngô Nguyên Tể tự hào nói. Không mấy ai dám nói chè phổ nhị của mình ngon hơn của tôi đâu.
Được rồi, đừng có mà tự khen. Chỉ chè mà thôi, uống quá tôi thấy có hại cho mình, đừng coi người uống trà thành kẻ ngốc. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Quá sẽ không tốt, đạo lý này sao rất nhiều người không nhìn thấy. Đây là nghệ thuật kinh doanh, là thương hiệu, là nghệ thuật kinh doanh mà thôi. Ngô Nguyên Tể từ chối cho ý kiến. Quốc Đống, lần này động tĩnh không nhỏ đâu. Lão Bạch cũng động, bí thư thị ủy Trường Sa, nắm giữ một phương. Quyển 18, chương 25. Ừ, không biết Lão Bạch cảm thấy như thế nào, phó chủ tịch đến làm bí thư thị ủy tỉnh thành. Nguyên Tể, bây giờ anh thật ra nên trao đổi với Lão Bạch nhiều hơn. Anh bao giờ đi, mai à? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Lão Bạch cũng là đại biểu, vừa lúc hai người có thể gặp ở hội nghị. Sáng mai bay, còn cậu, định ở Côn Châu vài hôm hay lên Bắc Kinh hoặc là đi An Đô. Ngô Nguyên Tể gật đầu, y là đại biểu, ngày mồng 5 khai mạc đại hội, mồng 4 phải lên báo danh, trong tỉnh cũng thống nhất an bài. Triệu Quốc Đống thật ra hay, được miễn chức vào lúc này nên không tham gia hội nghị. Xem đã, các anh học 10 ngày, chẳng lẽ tôi ở Côn Châu 10 ngày chờ anh sao? Dù sao tôi bây giờ cũng là người rảnh rỗi. Từ phân công khác chính là bảo tôi chịu khó chờ thông báo. Nếu là thời xưa chính là mỏi mắt mong chờ, nghe nói có người đợi cả quãng đời còn lại cũng không thấy gì cả. Triệu Quốc Đống cười cười tự giễu. Chỉ mong tôi không đi con đường đó. Nghe Triệu Quốc Đống nói, Ngô Nguyên Tể dở khóc dở cười. Ngô Nguyên Tể phát hiện là người bất cứ lúc nào cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng, vẫn duy trì được tâm lý thản nhiên, đây là điều người bình thường rất khó làm được. Quốc Đống. Tôi đã xem văn bản, lần này ở cấp bộ thì phải chờ hai hội nghị kết thúc, đến lúc đó sợ rằng mới có quyết định cuối cùng. Ngô Nguyên Tể nói, đợt điều chỉnh này có phải là chuẩn bị cho sang năm không? Sợ rằng còn hơi sớm, ít nhất còn năm rưỡi nữa, xem như đợt điều chỉnh nhỏ cho đại hội đảng sắp tới. Triệu Quốc Đống một bên tự hỏi một bên nói, đây thực ra cũng là điều bình thường, tôi xem một số lãnh đạo lui xuống, phần lớn đều là người tuổi cao. Bây giờ Trung ương không tập trung tiến hành điều chỉnh cùng lúc mà dùng cách tiến dần từng bước. Tôi cảm thấy làm vậy sẽ ảnh hưởng nhỏ đến địa phương, cũng có lợi thực hiện chính sách. Ồ, rất nhiều người có lẽ rất bất ngờ vì cậu cũng được điều chỉnh. Cậu mới tới Điền Nam có một năm, rất nhiều người cho rằng cậu sẽ ở lại Điền Nam ba năm, không ngờ đi nhanh như vậy. Ngô Nguyên Tể có chút nuối tiếc. Triệu Quốc Đống là đồng minh đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh ngầm. Thái Chánh Dương rất tin tưởng vào Triệu Quốc Đống. Điều này cũng ở một trình độ nào đó làm suy giảm quyền lên tiếng của Ngô Nguyên Tể ở tỉnh ủy. Triệu Quốc Đống đi đương nhiên cần phải có người bù lại chỗ trống này, đây là cơ hội của Ngô Nguyên Tể. Nhưng tính từ góc độ khác thì năm ngoái lực lượng Thái Hệ thông qua đợt điều chỉnh nhân sự đã chiếm ưu thế tuyệt đối ở Điền Nam. Bây giờ Triệu Quốc Đống đi thì có thể có biến hóa hay không cũng rất khó nói. Mặc dù bây giờ Thương Vô Bệnh tiếp nhận chức trưởng ban tổ chức cán bộ, vị trí trưởng ban thư ký tỉnh ủy còn trống nhưng có lẽ nhanh chóng sẽ được xác định. Nhưng Ngô Nguyên Tể chưa nghe được tin gì từ Thái Chánh Dương. Ngô Nguyên Tể rất muốn từ Triệu Quốc Đống để nghe ngóng được vài thứ. Triệu Quốc Đống bây giờ coi như người ngoài cuộc ở Điền Nam, đối với Ngô Nguyên Tể mà nói kéo gần quan hệ với Triệu Quốc Đống là hoàn toàn có lợi. Tâm trạng phức tạp của Ngô Nguyên Tể, Triệu Quốc Đống cũng không hoàn toàn biết được. Trên thực tế hắn gì đã tách mình ra khỏi cục diện chính trị Điền Nam. Lưu lại chẳng qua là mấy việc nhỏ mà thôi. Ví dụ như vấn đề của Đinh Lập Cường, còn có cả Phan Xảo và Hướng Quân. Hoắc Vân Đạt đi tới nước này đã khá nhanh, y cần là thời gian tích lũy, nhanh quá cũng không tốt, lời này rất thích hợp với Hoắc Vân Đạt. Hoắc Vân Đạt bây giờ cần chính là vùi đầu làm việc để đạt được thành tích. Vấn đề của Đinh Lập Cường là đơn giản nhất, hắn tin dù mình đến đâu, Ngô Nguyên Tể cũng không thể lập tức trở mặt. Một cán bộ cấp phòng đối với người ở cấp độ như Ngô Nguyên Tể mà nói là quá đơn giản. Mình chỉ cần thoáng đề cập là được. Hướng Quân cũng không phải vấn đề. Hướng Quân làm rất xuất sắc ở Hồng Sơn, chính y cũng khá hài lòng với công việc trước mắt. Y bây giờ đã thành thường vụ huyện ủy, còn tương lai như thế nào chủ yếu dựa vào chính y. Đương nhiên lúc thích hợp Triệu Quốc Đống cũng không ngại nói giúp một hai câu. Vấn đề của Phan Xảo khá phức tạp. Triệu Quốc Đống vốn nghĩ Phan Xảo sẽ ở lại ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nhưng khi biết Triệu Quốc Đống sắp rời đi, Phan Xảo đã tỏ vẻ không muốn tiếp tục ở lại Điền Nam. Triệu Quốc Đống từng cân nhắc để Phan Xảo tới thị ủy Côn Châu, hắn tin Ngô Nguyên Tể cũng sẽ nể mặt mình nhưng Phan Xảo từ chối. Cô nói nếu có thể cô thà đồng ý về Ninh Lăng. Điều này cũng làm khó Triệu Quốc Đống. Về Ninh Lăng đương nhiên không vấn đề,
dù là Trung Dược Quân hay Tiêu Phượng Minh, Triệu Quốc Đống vẫn có sức ảnh hưởng tới bọn họ. Chủ yếu nằm ở chỗ sau khi về thì an bài vị trí nào là thích hợp với Phan Xảo. Triệu Quốc Đống không thể nào đưa ra chỉ thị cho Trung Dược Quân, Tiêu Phượng Minh về một vị trí cho Phan Xảo được. Triệu Quốc Đống cảm thấy Phan Xảo có ý muốn đi theo mình đi đâu cô sẽ đi đó. Nếu Phan Xảo là đàn ông thì hắn tìm còn không được. Tác phong làm việc của Phan Xảo rất phù hợp ý đồ của Triệu Quốc Đống, nhất là giỏi nghiền ngẫm ý đồ công việc của Triệu Quốc Đống, gần như Triệu Quốc Đống định đi đâu là cô sớm đã làm chuẩn bị xong. Trong thời gian Phan Xảo chủ trì công việc văn phòng ban có thể nói là thời gian Triệu Quốc Đống thấy thoải mái nhất ở Điền Nam. Thứ gì vừa hỏi là Phan Xảo lấy ra được ngay. Triệu Quốc Đống thậm chí có cảm giác nếu thiếu Phan Xảo thì mình cũng chưa chắc đã thích ứng. Chỉ tiếc Phan Xảo là phụ nữ, một người phụ nữ tuổi tương đương và xinh đẹp, chồng không ở bên cạnh, đây là quả bom nổ chậm. Mình điều Phan Xảo lên ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng đã đưa tới một vài chê trách. Điền Vĩnh Thái cũng nhắc mình phải thận trọng khi sử dụng Phan Xảo, đề nghị hắn nên để Phan Xảo ở phòng nào đó chứ không phải ở bên cạnh. Triệu Quốc Đống do dự cuối cùng để cô ở văn phòng ban, hắn cảm thấy Phan Xảo thích hợp nhất với công việc này. Nhưng bây giờ mình phải đi, nếu còn mang cô theo thì không ổn, chỉ riêng ảnh hưởng trái cũng có thể dìm chết hắn. Hắn còn không đến mức ngu như vậy. Triệu Quốc Đống cũng đoán khả năng sau này mình về Điền Nam là rất nhỏ. Phan Xảo có lẽ cũng thấy được điểm này nên mới rất kiên quyết nói muốn rời đi, thậm chí đồng ý về Ninh Lăng. Cô bây giờ là cấp phó huyện, về Ninh Lăng đến quận, huyện nào đó làm phó chủ tịch hoặc vào thường vụ, đây có là kết quả tốt nhất với Phan Xảo không? Chồng Phan Xảo làm giảng viên ở Ninh Lăng, hình như là dạy môn lịch sử. Quan hệ vợ chồng tốt hay không thì Triệu Quốc Đống không rõ, nhưng hắn có chút kinh ngạc khi hai người không có con. Lúc còn làm việc ở Ninh Lăng, hắn chỉ thấy chồng Phan Xảo xuất hiện một lần. Đó là người đàn ông nhã nhặn, tri thức. Phan Xảo không muốn ở lại Điền Nam, Triệu Quốc Đống chỉ có thể làm cô toại nguyện. Nhưng trước mắt mà nói ngay cả hắn cũng là người chờ xếp việc nên chỉ có thể duy trì hiện trạng như bây giờ. Bàn giao công việc cho Thương Vô Bệnh rất đơn giản, ban cũng mở một hội nghị đơn giản mà long trọng coi như hoàn thành bàn giao. Trước Tết Triệu Quốc Đống cũng đã có chuẩn bị cho việc này. Phương Dạ Bạch từ vị trí trưởng phòng nghiên cứu chính sách chuyển sang làm trưởng phòng cán bộ số 2. Thay Tôn Ấu Lai, coi như là trụ cột để Phương Dạ Bạch phấn đấu thành ủy viên đảng ủy. Về phần sau này có thể được hay không còn phải do chính y cố gắng. Triệu Quốc Đống cũng trao đổi với Thương Vô Bệnh về việc mình muốn tiến hành luân chuyển cán bộ giữa ban với các địa phương, Thương Vô Bệnh tán thành việc này và dự định tiếp tục duy trì. Nói lời từ biệt với các thường vụ tỉnh ủy cũng rất thú vị. Mặc dù sắp phải lên Bắc Kinh tham gia hai đại hội nhưng các thường vụ đều có mặt đông đủ trong buổi chia tay Triệu Quốc Đống. Chỉ là không biết đưa hắn đến đâu. Trong văn bản chỉ ghi có phân công khác, mọi người lúc mời rượu cũng chúc mừng chung chung. Mặc dù biết 90% Triệu Quốc Đống sẽ đến Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia nhưng một ngày Trung ương chưa có văn bản thì vẫn có thể có ẩn số. Người ở cấp độ này đương nhiên không hỏi thăm kỹ, mọi người ngầm hiểu là đủ. Quyển 18, chương 26. Sau đại hội Đào Hòa Khiêm có thể sẽ từ chức Chủ tịch tỉnh Điền Nam. Có thể lên làm Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia. Đây là bước đi khá tốt nhưng đối với Đào Hòa Khiêm mà nói y cảm thấy mình như bại trận, bại không thể gượng dậy nổi. Đào Hòa Khiêm ý thức được mình rời khỏi Điền Nam sẽ làm thế lực địa phương sụp đổ. Mặc dù Trương Bảo Quốc có thể thay thế vị trí của mình, nhưng y cho rằng Trương Bảo Quốc là một cán bộ không có quan điểm chính trị rõ ràng, người này thiếu kiên quyết, dũng khí. Đào Hòa Khiêm tin rằng Trương Bảo Quốc căn bản không thể ngưng tụ lực lượng cán bộ địa phương Điền Nam. Tống Quốc Lương và Trương Bảo Quốc sẽ không tin tưởng lẫn nhau. Đối với bộ máy tỉnh ủy Điền Nam sắp tới, Đào Hòa Khiêm biết Thái Chánh Dương sẽ tiếp tục dùng biện pháp mạnh để đưa Điền Nam tiến tới thời kỳ phát triển mới. Triệu Quốc Đống đi chẳng qua chỉ là một bước trong đó. Đào Hòa Khiêm không ngờ bao cố gắng của mình lại có kết quả như vậy. Khi thấy đây là không công bằng. Mọi người luôn muốn nghĩ theo hướng tốt nhưng lại không muốn nhét sự thật tàn khốc và vấn đề phức tạp vào, chỉ chờ đến khi chính thức mở ra thì anh mới có thể phát hiện tất cả đều không tốt đẹp như anh vẫn nghĩ. Đây là thực tế. Mãi đến khi hai hội nghị của cả nước chính thức bắt đầu, Triệu Quốc Đống vẫn không thoát ra được khỏi các chuyện phiền toái. Mặc dù chỉ có một năm nhưng sự táo bạo, quyết đoán của Triệu Quốc Đống đã tổn hại lợi ích vô số người nhưng cũng khiến không ít người thay đổi vận mệnh. Ví dụ như Tôn Ấu Lai, Đinh Hoa. Phương Dạ Bạch, Tào Tử Đạt, lại ví dụ như Vương Liệt, Diệp Khánh Xuyên. Vương Liệt tại Ngọc Hà đã đạt thành công vang dội,
thậm chí khiến Ngô Nguyên Tể gặp áp lực rất lớn. Thực lực tài chính hùng hậu của Ngọc Hà cùng với hoàn cảnh chính sách rộng rãi do Vương Liệt đề xuất khiến cho khu khai phát Ngọc Hà gần như đón mùa xuân sau một đêm. Theo mấy công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học đầu tư tới, hơn nữa các loại tài nguyên hợp lại khiến cho Ngọc Hà trở thành điểm sáng trong chiến lược nghiên cứu gen của Trung Quốc. Vương Liệt thậm chí còn đưa ra mục tiêu trong 5 năm tới sẽ thay đổi hoàn toàn sản nghiệp trụ cột của Ngọc Hà, muốn ngành công nghệ sinh học trong 5 năm tới sẽ phát triển nhanh chóng. Thực hiện cơ cấu 3 ngành quang điện, công nghệ sinh học, sản xuất thuốc lá cùng chiếm 1/3 GDP của Ngọc Hà. Tư tưởng của Vương Liệt được Triệu Quốc Đống và Dương Bưu ủng hộ. Trên thực tế Vương Liệt thậm chí còn cảm ơn Triệu Quốc Đống đã giải thoát mình khỏi vị trí thị trưởng Côn Châu. Nếu không phải Triệu Quốc Đống đã thông tư tưởng của y, làm y tiến sang làm bí thư thị ủy Ngọc Hà thì y sao có thể hưởng thụ sự quang vinh ở Ngọc Hà bây giờ. Vương Liệt thậm chí có thể vừa thúc đẩy ngành công nghệ sinh học và quang điện ở Ngọc Hà. Tài chính hùng hậu của Ngọc Hà có tác dụng lớn giúp đỡ các công ty vừa và nhỏ, các công ty đầu tư mạo hiểm cũng tiến mạnh vào khu công nghiệp công nghệ sinh học. Quang điện Ngọc Hà, không đầy nửa năm đã có 10 công ty vừa và nhỏ được các quỹ đầu tư mạo hiểm góp vốn hỗ trợ. Đúng là vì nguyên nhân này Vương Liệt mới có thể chuyên môn từ Ngọc Hà chạy tới Côn Châu chào tạm biệt Triệu Quốc Đống. Cảm giác của Diệp Khánh Xuyên mặc dù không giống Vương Liệt nhưng cũng không đều không muốn Triệu Quốc Đống đi. Triệu Quốc Đống đi là điều Diệp Khánh Xuyên đoán trước, nhưng đi ngay lại là điều y không đoán được. Theo y nghĩ sang năm Triệu Quốc Đống mới đi. Nhưng Triệu Quốc Đống đi sớm một năm làm Diệp Khánh Xuyên có chút nuối tiếc đồng thời rất hâm mộ. Y đã nhận được tin Triệu Quốc Đống nhất định sẽ tới làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, bước tiến này không phải là bình thường. Đối với một cán bộ cấp phó tỉnh mà nói phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển còn hấp dẫn hơn là phó bí thư tỉnh ủy nhiều, càng dễ để lên tầm bộ trưởng hơn. Dù từ góc độ nào thì duy trì quan hệ cá nhân tốt đẹp với Triệu Quốc Đống cũng là lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa Triệu Quốc Đống cũng có ơn giúp đỡ mình. Cao tốc Côn Văn được phê duyệt đã mang tới cơ hội chưa từng có cho Văn Thành. Hơn nữa hạng mục của tập đoàn Hâm Đạt ở Văn Thành cũng đã bắt đầu tiến vào giai đoạn xây dựng, hoạt động thu hút đầu tư của Văn Thành đạt tiến triển chưa từng có. Không ít công ty chuyển từ Đông sang Tây cũng bắt đầu nhìn vào Văn Thành. Nhất là Văn Thành có đường sắt Điền Quế và cao tốc Côn Văn đi qua càng khiến cho sức hút của Văn Thành tăng lên nhiều. Tốc độ phát triển kinh tế và cải thiện cơ sở vật chất của Văn Thành tăng nhanh cũng làm cho Diệp Khánh Xuyên thấy rất tự hào. Chẳng qua lúc này Triệu Quốc Đống rời đi làm y có chút nuối tiếc. Nhưng nghĩ Triệu Quốc Đống lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, có một người như vậy ở trên hỗ trợ thì cũng là cơ hội hiếm có đối với Văn Thành. Mà từ góc độ nào đó mà nói, Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia sẽ càng có lợi cho sự phát triển của Văn Thành hơn là hắn làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam. Mấy ngày liên tục ăn uống làm Triệu Quốc Đống không chịu nổi. Từ trưa đến tối hắn đều được mời, cũng không thể từ chối. Cho nên sau 4 ngày Triệu Quốc Đống cảm thấy chân mình run run, đúng là không chịu được nữa. Biện pháp duy nhất là tạm thời rời khỏi Côn Châu, nghỉ ngơi lại sức vài hôm, vừa lúc có thể nhân lúc mình chưa được xác định công việc để nhàn nhã suy nghĩ cho tương lai. Ồ, lại là anh về Ando, một mình. Trên khuôn mặt tròn xinh đẹp như mặt trăng của Bùi Nghi lộ rõ vẻ kinh ngạc và vui mừng, đôi răng hổ cũng lộ ra. Bộ đồ tiếp tân hàng không hợp người cũng tôn lên đường cong của cô. Một mình không được sao? Trong tay Triệu Quốc Đống xách chiếc vali to. Triệu Quốc Đống thích vali kiểu Pháp, vừa trang nhã, không chói mắt, rất thích hợp phong cách của hắn. Cô cũng đi một mình, Mạc Lan đâu? Bùi Nghi có chút kinh ngạc nói. Mạc Lan tỷ nghỉ ngơi. Chị ấy xin nghỉ một tháng, anh không biết sao? Biết gì? Triệu Quốc Đống ngạc nhiên nhìn Bùi Nghi cảm thấy sợ rằng có chuyện. Tôi năm trước điều tới Côn Châu, cô cũng biết đó, bây giờ ít về Ando, bây giờ xảy ra chuyện gì? Bùi Nghi định nói lại thôi như không muốn đề cập việc này. Nhưng thấy Triệu Quốc Đống nhìn mình đầy nghi vấn nên cô định nói. Chẳng qua đúng lúc này khách bắt đầu đến làm thủ tục đăng ký, Triệu Quốc Đống ngồi ở khoang công vụ đằng trước. Khách lên máy bay đều đi qua nên Bùi Nghi chỉ có thể lắc đầu nhỏ giọng nói. Một lát không nói rõ, nếu anh rảnh thì đến sân bay Ando anh chờ tôi một chút. Được. Triệu Quốc Đống rất dứt khoát nói. Lúc này hắn ý thức được sợ là Mạc Lan không có chuyện mà là Vương Phủ Mỹ có vấn đề. Nếu không Bùi Nghi sẽ không cần dùng bộ mặt kinh ngạc như vậy với mình. Hàng ngày hãng hàng không Đông Hàng có 4 chuyến từ Côn Châu tới Ando, hơn nữa còn có các hãng khác nên đại khái ngày 10 chuyến. Không nhiều không ít. Sau khi hãng Điền Hàng sát nhập vào Đông Hàng,
sân bay Côn Châu coi như là cảng quan trọng của Đông Hàng, cũng hy vọng tạo thành điển hình của hãng ở khu vực Tây Nam cho nên chất lượng chuyến bay không kém. Hơn tiếng sau Triệu Quốc Đống đã xuất hiện ở bãi đỗ xe sân bay Thái Bình, Ando. Là Lam Đại tới đón, cô đi chiếc xe Audi của nhà Triệu Quốc Đống đến đón hắn. Cô không ngờ Triệu Quốc Đống lại dẫn theo một cô gái tiếp viên nhỏ hơn cô vài tuổi đi ra. Điều này làm Lam Đại hơi thấy ghen tị. Chẳng qua cô rất nhanh thấy dễ chịu hơn từ cuộc nói chuyện của hai người. Bùi Nghi cũng giật mình vì cô gái đến đón Triệu Quốc Đống. Đối phương cao ít nhất 1m75, phụ nữ phía nam hiếm khi cao như vậy. Lam Đại tuy cố gắng dùng bộ đồ công sở che giấu nhưng vẫn không che được bộ ngực cao vút, vòng eo thon nhỏ và cặp mông căng tròn. Nhìn Lam Đại với vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt tròn to hoàn toàn là tiêu chuẩn người mẫu quốc tế. Cô gái kia ít nhất nhỏ hơn Triệu Quốc Đống 7-8 tuổi. Bùi Nghi nghe Mạc Lan nói Triệu Quốc Đống có vợ ở trên Bắc Kinh, hơn nữa chỉ nhỏ hơn Triệu Quốc Đống 2-3 tuổi thì nhất định không thể nào là người phụ nữ trước mặt này được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 18, chương 27. Chẳng qua chỉ nghi ngờ trong nháy mắt mà thôi, Bùi Nghi rất nhanh đã bị câu hỏi của Triệu Quốc Đống hấp dẫn. Lam Đại cũng không cố giấu, vẫn gọi Triệu Quốc Đống là Quốc Đống ca như bình thường, điều này làm Bùi Nghi ý thức được đối phương có quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống, nhưng hình như không quá giống quan hệ kia. Triệu Quốc Đống điều tới Điền Nam, Bùi Nghi cũng loáng thoáng nghe Mạc Lan nhắc đến. Chỉ là nói Triệu Quốc Đống đến làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, tình hình cụ thể không nói. Bùi Nghi sau đợt Tết mới điều chỉnh bay tuyến Côn Châu, cô vốn định xem ngày nào thích hợp thì đến gặp Triệu Quốc Đống, không ngờ lại có thể gặp trên máy bay. Lam Đại chạy xe trên đường cao tốc khá nhanh, tốc độ đều trên 120 km. Từ sân bay quốc tế Thái Bình An Đô đi ra là có thể trực tiếp lên đường cao tốc, đường này có nền đường tốt nhưng mấy năm qua đi Triệu Quốc Đống cảm thấy đường bắt đầu có chỗ lún, khắp nơi đều có những dấu vết mới được tu sửa giống như quần áo vá, lan can ven đường đầy bụi bám. Đây là con đường nhất định phải đi qua từ sân bay về nội thành, coi như là mặt mũi của An Đô và An Nguyên, nhưng tình hình mặt đường thế này đúng là làm người ta không hài lòng, không biết lãnh đạo liên quan của tỉnh An Nguyên và thành phố An Đô sao lại không để ý tới việc này. Cô nói Vương Phủ Mỹ có chuyện, thời gian này vẫn ở nhà sao? Triệu Quốc Đống kinh ngạc nói, sao có thể? Tháng 12 năm ngoái hắn vẫn còn gọi điện cho Vương Phủ Mỹ, không cảm thấy gì mà. Đợt Tết hắn quá bận. Hơn nữa còn cùng Lưu Nhược Đồng đi nghỉ vài ngày nên không liên lạc với bạn bè đồng nghiệp An Nguyên, sao chỉ trong 1-2 tháng đã xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Vương Phủ Mỹ không bị bắt nói rõ vấn đề của y không quá lớn, vậy vấn đề này nằm ở đâu? Bùi Nghi, chuyện này có quan hệ đến việc Vương Phủ Mỹ kết hôn với Mạc Lan không? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Bùi Nghi hơi đổi sắc giống như đang do dự. Bùi Nghi cắn môi nói. Mạc tỷ và Vương đại ca kết hôn được nửa năm nhưng người phụ nữ kia vẫn dây dưa Vương đại ca, thường xuyên mắng Lan tỷ vẫn nhịn nhục. Tôi không biết có quan hệ đến việc này không. Triệu Quốc Đống biết Bùi Nghi nhất định che giấu gì đó. Vương Phủ Mỹ là bí thư thị ủy Thiên Châu, cán bộ cấp giám đốc. Tỉnh ủy An Nguyên không thể vì vấn đề hôn nhân mà bắt hắn. Tuy có ảnh hưởng nhưng đến mức phải ở nhà thì hơi quá trừ khi còn có vấn đề gì khác. Bùi Nghi, Mỹ ca bây giờ đang ở An Đô cùng Mạc Lan. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, Bùi Nghi xảy ra chuyện lớn như vậy mà không gọi điện cho mình nhất định là có lời gì đó khó nói. Nhưng quan hệ giữa Vương Phủ Mỹ và Mạc Lan thì Triệu Quốc Đống sớm biết, đây đâu phải bí mật không thể nói với người. Vương Phủ Mỹ im lặng không nói ra đúng là làm người ta khó hiểu. Tôi không rõ, hôm qua tôi gọi điện cho Lan tỷ nhưng không hỏi, nhưng hình như bọn họ đang ở ngoài. Bùi Nghi cúi đầu buồn bã nói. Xe tiến vào nội thành, Bùi Nghi xuống ở ven đường. Lam Đại nhìn cô gái mặt mày rạng rỡ đang vẫy tay nói lần sau tới Côn Châu sẽ tìm Triệu Quốc Đống. Cô không khỏi thầm nghĩ mình cũng đã từng trẻ như vậy nhưng bây giờ đã gần 30, lại một thân một mình, cảm giác đó đâu phải ai cũng biết. Triệu Quốc Đống không có tâm trí mà cân nhắc tâm trạng của Lam Đại. Hắn không quan tâm tới Bùi Nghi vì đó là người qua đường. Hắn quan tâm chính là Vương Phú Mỹ. Vương Phú Mỹ là người anh, người bạn của hắn mà giờ bị đình chỉ công tác, bên cạnh chỉ còn lại một người phụ nữ. Trưởng phòng Ích Minh, tôi là Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống trầm tư khá lâu mới cảm thấy mình nên tìm hiểu tình hình trước. Bên Ninh Lăng nhất định cũng biết nhưng không nắm giữ tài liệu trực tiếp được. Muốn tìm hiểu rõ nhất thì nhất định phải là Ủy ban Kỷ luật hoặc Thanh tra tỉnh. Nhưng Triệu Quốc Đống không quá quen với hai cơ quan kia của An Nguyên,
như vậy chỉ có thể thông qua ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên. Sau khi Triệu Quốc Đống sang Điền Nam nhận chức, Chu Ích Minh lại thường xuyên liên lạc với Triệu Quốc Đống hơn. Trong năm ngoái Chu Ích Minh Tết và Quốc Khánh đều gọi điện mời Triệu Quốc Đống về An Đô chơi, Tết còn hai lần gọi điện hỏi Triệu Quốc Đống lúc nào về Triệu Quốc Đống, điều này làm Triệu Quốc Đống rất cảm động. Quan hệ giữa người với người rất khó nói. Chu Ích Minh trước không qua lại mấy với mình nhưng về sau này đi càng lúc càng gần. Anh muốn nói là chí đồng đạo hợp thì không phải, nhưng lợi ích lại có thể làm cho mình và đối phương nhanh chóng tới gần. Mình muốn một người ở ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy An Nguyên cung cấp tin tức cho mình, mà đối phương hy vọng dựa vào quan hệ mật thiết giữa mình và Hàn Độ, cùng với sức ảnh hưởng của mình ở tỉnh ủy để giúp y thực hiện giấc mơ lên chức. Đây có thể nói là theo nhu cầu chẳng qua theo qua lại nhiều hơn nên hai người càng lúc càng cảm thấy được ưu điểm trên người đối phương. Chu Ích Minh cũng không phải loại người hám lợi thuần túy như lúc đầu Triệu Quốc Đống nghĩ, mà Triệu Quốc Đống cũng không phải là kẻ may mắn như Chu Ích Minh nghĩ. Đúng là trong quá trình giao tiếp nên hai người coi như duy trì được quan hệ khá tốt. Chu Ích Minh bây giờ đã là ủy viên đảng ủy ban tổ chức cán bộ, đây có phải do Triệu Quốc Đống giúp hay không cũng khó nói. Nhưng Hàn Độ đã giúp Chu Ích Minh lên làm ủy viên đảng ủy. Mà Triệu Quốc Đống mặc dù rời khỏi An Nguyên nhưng vẫn có quan hệ mật thiết với Hàn Độ. Điểm này Chu Ích Minh cũng chỉ ngẫu nhiên phát hiện Triệu Quốc Đống từ nhà Hàn Độ đi ra, mà lúc ấy Triệu Quốc Đống đã rời khỏi An Nguyên một thời gian. Khi nhận được điện của Triệu Quốc Đống, Chu Ích Minh rất vui mừng. Trưởng ban Triệu, ngài về An Đô, ngài ăn cơm chưa, nếu chưa thì ngồi một chút, chúng tôi ở Tùng Hạc Lâu, hoàn cảnh rất được, ồ, mấy người bạn thôi, ngài cũng biết. Ngài nói gì vậy, bí thư Cao, thị ủy Tân Châu, trưởng ban Diêu, bí thư Tương huyện ủy Bồng Sơn. Vâng, ngài vừa xuống máy bay nhất định mệt, sáng mai tôi liên lạc với ngài. Vâng, 10 giờ 30, nhất định. Cao Chí Minh có chút kinh ngạc nhìn Chu Ích Minh đang đầy hưng phấn. Chu Ích Minh coi như làm lâu năm ở ban, có quan hệ khá tốt với mình. Chu Ích Minh đã ở ban tổ chức cán bộ hơn 10 năm, trải qua vô số kinh nghiệm, qua mấy đời trưởng ban cũng không ngã. Mặc dù chưa bao giờ được lên chức quá cao nhưng bây giờ cũng là ủy viên đảng ủy ban, tính cách trầm ổn mà hôm nay lại có biểu hiện như vậy. Lão Chu, ai vậy? Cao Chí Minh cố bình tĩnh nói. Hắc hắc, lão Cao, cũng là người quen cũ của anh. Trưởng ban Triệu, Triệu Quốc Đống, chẳng qua bây giờ đã không còn là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam nữa. Trung ương có văn bản miễn chức thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam của trưởng ban Triệu, nhưng phía dưới có một câu có phân công công việc khác. Không biết sau đây trưởng ban Triệu đi đâu, các anh nói có thể về An Nguyên chúng ta không? Chu Ích Minh cố kiềm chế vui mừng trong lòng, lạnh nhạt nói. Triệu Quốc Đống, Cao Chí Minh run lên, là hắn, nếu hắn thật sự về An Nguyên thì đó là phúc hay họa với mình. Cái này cũng khó nói, trên tỉnh lần này nghe nói sẽ có điều chỉnh lớn, bây giờ đang diễn ra hai hội nghị ở Bắc Kinh, có lẽ sau khi kết thúc hội nghị sẽ lục tục có tin tức. Nói xen vào là trưởng ban tổ chức án bộ thị ủy Tân Châu Diêu Thành Quý. Hắn cũng không rõ lắm quan hệ sâu xa giữa Cao Chí Minh và Triệu Quốc Đống, còn tưởng Cao Chí Minh và Triệu Quốc Đống từng làm việc chung không chừng có quan hệ mật thiết. Tỉnh ta lần này sẽ có điều chỉnh lớn, trưởng ban Triệu còn trẻ bây giờ đợi vị trí không chừng sẽ về An Nguyên thật. So sánh với Điền Nam, bên An Nguyên càng mưa gió đầy trời, đủ loại tin đồn bao phủ An Nguyên. Có nói Ứng Đông Lưu đến làm bí thư thành ủy thành phố Tân Môn, có lời đồn Tần Hạo Nghiên đến Bộ Tài nguyên Môi trường. Có lời đồn Miêu Trấn Trung đến thanh tra chính phủ, có nói Nhâm Vi Phong sẽ đến tỉnh Tần làm chủ tịch tỉnh. Về phần Tôn Liên Bình càng chắc chắn. An Nguyên thoáng cái truyền ra đủ lời đồn, Tần Hạo Nghiên có lời đồn từ lâu nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Tốc độ tăng trưởng 1-2 năm nay của An Nguyên đã nhanh trở lại, nhất là kinh tế các thành phố, thị xã cũng nhanh hơn, bày ra cục diện trăm hoa đua nở, đây là nguyên nhân quan trọng nhất để Ứng Đông Lưu được Trung ương tán thành. Mà Nhâm Vi Phong làm phó chủ tịch thường trực An Nguyên nhiều năm, biểu hiện xuất sắc, được cấp trên tán thành, y lên chức cũng là chuyện hợp logic. Quyển 18, chương 28. Triệu Quốc Đống đặt chân về An Đô mới ý thức được An Nguyên có một màn mây mưa bao phủ. Lam Đại đưa Triệu Quốc Đống về nhà bố mẹ hắn. Cô khá quen thuộc với nơi này, gần như coi đây là nhà cô. Bố mẹ Triệu Quốc Đống cũng thích cô, coi cô hơn con gái ruột. Mà cô cũng ý thức được mình giống như dần dần dung hòa vào Triệu gia. Triệu Phu Vọng im lặng ít nói, hiền lành, Hứa Tú cần chất phác, thiện lương cũng làm cho cô muốn thành một phần tử của gia đình này. Gia đình này mang lại nhiều xúc động cho cô. Anh em Triệu Quốc Đống anh Tuấn, xuất sắc,
tài giỏi, bố mẹ hắn lại quan tâm cô, điều này làm cô cảm thấy mình có gia đình ở Ando. Ăn tối xong, Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế im lặng khá lâu. Lam Đại bây giờ làm việc ở văn phòng ủy ban thành phố Ando. Tống Như Phỉ coi cô như tâm phúc nên rất nhiều chuyện không giữ bí mật với cô. Ví dụ như Quan Kinh Sơn rất có thể làm bí thư thị ủy Ando, Nhâm Vi Phong có thể đến tỉnh Tần làm chủ tịch tỉnh, mấy tin này coi như khá chính xác. Như Chu Hoành Vĩ bây giờ không có quyền thế, mang theo đuôi làm người, nhưng Nghiêm Lập Dân rất hợp với Quan Kinh Sơn, mấy tin này tạo thành một bộ phận cuộc sống xã hội của Ando, thậm chí là An Nguyên. Vậy Quan Kinh Sơn muốn làm bí thư thị ủy thì ai làm thị trưởng Ando? Triệu Quốc Đống lắc lắc cổ, ghế hơi thấp, đầu Triệu Quốc Đống dựa trên bụng Lam Đại, vừa mềm vừa ấm, còn mang theo mùi thơm làm hắn điên đảo thần hồn. Bây giờ còn chưa biết, em nghe nói cạnh tranh rất kịch liệt. Một bên bóp vai cho Triệu Quốc Đống, Lam Đại cũng có chút do dự ở vấn đề này. Nghiêm Lập Dân đang cố gắng, Tống Như Phỉ ngậm chặt miệng ở việc này. Nhưng càng khẩn trương càng nói rõ đối phương chú trọng việc này như thế nào. Lão Nghiêm sợ rằng không có hy vọng, tuy y có tư cách cạnh tranh nhưng anh cảm thấy tuổi của y chỉ sợ là tình huống xấu. Hơn nữa y vẫn công tác không phải lĩnh vực kinh tế, anh đoán Trung ương sẽ không coi trọng y. Triệu Quốc Đống cố gắng làm mình nằm ở tư thế thoải mái nhất nhưng sự ấm áp và mùi thơm từ Lam Đại truyền tới làm hắn không thể tập trung được. Chẳng qua em thấy Tổng tỷ khá bình tĩnh, có lẽ. Lam Đại cũng biết Triệu Quốc Đống và Nghiêm Lập Dân có khúc mắc nên không muốn nói thêm ở vấn đề này. Triệu Quốc Đống bây giờ cũng đã vượt xa Nghiêm Lập Dân, hai người đã không còn ở vị trí cạnh tranh nữa. Quan hệ giữa Tống Như Phỉ và Nghiêm Lập Dân thì Triệu Quốc Đống cũng biết đôi chút, Lam Đại cũng biết. Có đôi khi Lam Đại không nhịn được thở dài trong lòng, chẳng lẽ phụ nữ nhất định phải dựa vào một người đàn ông thì mới tiếp tục đi lên trong chính trị sao? Phụ nữ ở trong chính trị đã rất khó khăn, phụ nữ xinh đẹp càng khó khăn hơn. Bình tĩnh, càng là bình tĩnh càng chứng minh không tự tin. Triệu Quốc Đống cười nói. Vị trí thị trưởng Ando có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào. Lên được vị trí này đó là cá chép vượt long môn. Lam Đại làm phó trưởng phòng tổng hợp, văn phòng ủy ban thành phố Ando, đã là cán bộ cấp trưởng phòng. Với một cô gái độc thân chưa tới 30 tuổi mà nói đây là điều hiếm thấy. Đây cũng là do Tống Như Phỉ cố gắng tranh thủ giúp Lam Đại, tạo ra không ít tranh luận ở văn phòng ủy ban. Bây giờ Tống Như Phỉ đã là phó trưởng ban thư ký kiêm chủ nhiệm văn phòng tiếp đón, văn phòng ủy ban thành phố Ando, coi như ngồi ở vị trí nóng ở Ando. Lam Đại theo Tống Như Phỉ rất chặt nên được coi là người Tống hệ. Lam Đại cũng nhờ đó nghe được không ít tin tức bí ẩn ở thành phố Ando. Quan Kinh Sơn và Nghiêm Lập Dân thành công hợp sức đóng băng phó thị trưởng thường trực Chu Hoành Vĩ. Bây giờ Chu Hoành Vĩ đã không khác gì phó thị trưởng bình thường, thậm chí còn không bằng thường vụ thị ủy, phó thị trưởng khác. Chu Hoành Vĩ cũng biểu hiện quy củ. Thành phố Ando trước đây có nội đấu nên ở trình độ rất lớn làm suy giảm sức chấp hành của thành phố Ando. Quan Kinh Sơn cũng gặp áp lực lớn như vậy, mỗi bước đi đều phải phối hợp quan hệ từ bốn phương tám hướng. Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ hơi mệt, Lam Đại nhẹ nhàng nói. Quốc Đống ca, hay là anh nghỉ ngơi một chút, em bóp cổ, đấm lưng cho anh. Triệu Quốc Đống hơi giật mình, hắn có chút do dự cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn chỉ cảm thấy một cơ thể mềm mại ngồi lên lưng mình, nhẹ nhàng dùng tay đấm lưng, xoa bóp cho mình. Không biết Lam Đại học được từ đâu bản lĩnh này. Nhìn người đàn ông bên dưới mình đã thiếp đi, Lam Đại khẽ thở dài một tiếng. Cô từ từ đứng lên cẩn thận đắp chăn cho hắn. Quốc Đống ngủ rồi à cháu? Hứa Tú Cần đầy yêu thương nhìn Lam Đại. Trong mắt bà thì Lam Đại mới là thích hợp với Triệu Quốc Đống nhất. Người đẹp như ngôi sao điện ảnh, công việc tốt, tính cách ngoan ngoãn, hơn nữa coi vợ chồng bà như bố mẹ ruột, trên đời tìm đâu ra cô con dâu tốt như vậy. Chỉ tiếc Triệu Quốc Đống sao lại tìm vợ như vậy. Bà không phải phản cảm gì với Lưu Nhược Đồng, nhưng thứ nhất cách nhau quá xa, tính cách Nhược Đồng cũng khá lạnh nhạt, không quá thích tiếp xúc với người nhà Triệu gia, ngay cả đối với bố mẹ chồng cũng là tôn kính nhiều hơn nhiệt tình, luôn làm người ta cảm thấy không phải người một nhà. Mà gia đình như Triệu gia vốn thích sự hòa thuận nên không quá thích tính cách của Nhược Đồng. Nhưng do đó là vợ của Triệu Quốc Đống nên bà không lộ ra ngoài. Nhưng bà càng lúc càng yêu quý Lam Đại hơn. Vâng. Có thể anh ấy mệt nên cháu đấm bóp cho anh ấy ngủ thiếp đi rồi. Lam Đại gật đầu nói. Vất vả cho cháu cô bé ngốc, Quốc Đống, ôi. Hứa Tú Cần trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Không có gì đâu bác, cháu coi đây như nhà mình.
thật sự không có gì mà. Quốc Đống Ca có sự nghiệp của mình, cháu sẽ không ảnh hưởng đến anh ấy, cháu chỉ mong đứng xa xa nhìn anh ấy. Nói câu này ngay cả Lam Đại cũng không nhịn được nóng mặt. Oan nghiệt! Hứa Tú Cần thở dài một tiếng, bà thực tế đã ám chỉ Triệu Quốc Đống có phải nên ly hôn rồi lấy Lam Đại. Thậm chí bà còn hy vọng xa vời Lam Đại sẽ thích Đức Sơn, nhưng đây là điều không thực tế. Với thân phận của Triệu Quốc Đống thì ly hôn gần như không thể. Đức Sơn lại là kẻ ăn chơi, Lam Đại không thích loại người như vậy. Ngay cả bà cũng cảm thấy Lam Đại nếu lấy Đức Sơn thì sẽ rất oan uổng. Đêm đó Triệu Quốc Đống ngủ rất ngon, mãi đến khi đồng hồ sinh học nhắc thì hắn mới xuống giường tập luyện nửa tiếng. Đây gần như là quy luật cuộc sống mà hắn luôn duy trì. Có lẽ tối qua Lam Đại đấm bóp có tác dụng nên hắn ngủ rất ngon. Trong mơ hắn thấy vô số gương mặt xinh đẹp hiện lên, Triệu Quốc Đống không phân rõ là anh nhưng cặp mắt trong sáng của Lam Đại rõ ràng in trong đầu hắn, làm hắn thấy mê man. Nói như vậy trên tỉnh vẫn có tranh luận lớn ở vấn đề này. Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Hắn tuyệt đối không ngờ Lâm Băng lại dùng chiêu này. Ngay cả Vương Phú Mỹ tự nhận mình trong sạch ở phương diện khác nhưng ở phương diện này lại bị người nắm lấy bằng chứng. Nếu như Lâm Băng cứ bám chặt thì chỉ sợ tỉnh ủy chỉ có thể xử lý Vương Phủ Mỹ. Ừ, cũng có chút tranh luận nhưng phương pháp là để sang một bên trợ ủy ban kỷ luật và thanh tra tỉnh từ từ điều tra. Dù sao đây chỉ là vấn đề tác phong, còn chưa ly hôn đã sống cùng người phụ nữ khác. Hơn nữa còn bị cho là công khai sống chung, lại bị chụp ảnh lại. Chủ nhiệm mới tới của Ủy ban Kỷ luật nghe nói là người nóng tính, trên hội nghị tỉnh ủy đã đưa ra muốn trực tiếp cách chức Vương Phủ Mỹ, cuối cùng trưởng ban Hàn đề nghị đình chỉ công tác nên mới buông. Chu Ích Minh lắc đầu nói. Lão Vương này đúng là không quá cẩn thận, bị vợ thuê thám tử chụp hết ảnh lại, có những ảnh không thể để người khác nhìn. Sau khi Ủy ban Kỷ luật nhận được ảnh này làm Phùng Cương rất tức. Không thể để người khác nhìn ư? Lâm Băng dùng chiêu này đúng là khiến Triệu Quốc Đống giật mình. Chẳng lẽ nói người thành thật như Vương Phú Mỹ còn có thể thể có? Cái này tôi nói hơi quá, có thể là ảnh thân mật một chút, cũng không biết đám thám tử bây giờ sao lại lợi hại như vậy. Chụp được cả ảnh hai người ở bên Tam Á, mà lúc ấy Vương Phú Mỹ còn chưa ly hôn vợ. Chu Ích Minh chép miệng nói. Quyển 18, chương 29. Nghỉ ở Tam Á, xem ra du lịch ở trong nước đúng là không ổn. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng, một khi bị người theo dõi thì dù cẩn thận đến đâu cũng có sơ hở. Nếu không mình sao cũng gặp việc đó. Trần Đại Lực xem ra cũng là người cố chấp như Lâm Băng. Nếu không phải Đinh Lập Cường trùng hợp gặp được, không chừng mình sẽ thành Vương Phú Mỹ thứ hai. Lâm Băng nếu đáp ứng ly hôn với Vương Phú Mỹ rồi sao còn làm như vậy? Điều này làm Triệu Quốc Đống rất khó hiểu, chẳng lẽ lại bị gì đó đả kích nên đổi ý? Lão Chu, tôi hiểu rõ Lâm Băng. Chị ta là lão lãnh đạo trước đây của tôi. Theo lý thuyết đã ly hôn thì không nhảy ra như vậy chứ. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút mới nói. Cái này tôi cũng không rõ, hình như Lâm Băng suốt ngày đến Ủy ban Kỷ luật làm loạn, nói gì mà tỉnh ủy không để ý đến đạo đức của cán bộ. Chủ nhiệm Phùng vừa tới mà gặp việc này suốt nên tức, cho nên mới yêu cầu kiên quyết xử lý Vương Phú Mỹ. Chu Ích Minh nói. Ngoài ra còn có một cách nói khác là bí thư Ứng không hài lòng với lão Vương. Cho rằng Thiên Châu hai năm qua thay đổi không mấy, nhất là mấy thị xã Đường Giang, Vinh Sơn, Thông Thành phát triển tăng vọt, Thiên Châu vẫn đứng im mà Vương Phú Mỹ lại có tâm tư quan hệ trai gái ngoài luồng cho nên. Chu Ích Minh tuy không nói hết câu nhưng Triệu Quốc Đống cũng hiểu ý của đối phương. Hắn biết phong cách của Ứng Đông Lưu, nhìn cán bộ đầu tiên là nhìn năng lực, chỉ cần tố chất chính trị cơ bản vượt qua yêu cầu là anh có thể được Ứng Đông Lưu thừa nhận hay không phải dựa vào năng lực bản thân, nhất là lãnh đạo chủ yếu đảng ủy. Chính quyền địa phương có thể thúc đẩy địa phương mình phát triển kinh tế hay không, có thể cải thiện đời sống nhân dân hay không chính là tiêu chuẩn đánh giá cán bộ của Ứng Đông Lưu. Mấy năm qua Thiên Châu mặc dù không phải phát triển chậm nhất tỉnh nhưng là một thị xã nghèo. Khi Vinh Sơn, Đường Giang, Thông Thành ở điều kiện tương tự phát triển rất nhanh mà Thiên Châu vẫn chỉ tăng trưởng với tốc độ bò kéo thì chỉ sợ bí thư tỉnh ủy sẽ giảm ấn tượng với bí thư thị ủy Thiên Châu. Một năm như vậy, hai năm như vậy, ba bốn năm anh cũng như vậy. Bây giờ lại xuất hiện quan hệ nam nữ ngoài luồng, anh sao có thể làm bí thư tỉnh ủy hài lòng? Đình chỉ công tác của anh đó là còn coi mấy năm vừa qua anh không có công lao cũng có khổ lao. Cuối cùng chỉ sợ nắm tóc anh là do anh không làm được thành tích gì nổi bật ở Thiên Châu. Đương nhiên quan hệ nam nữ kia là mồi lửa, không có chuyện này Vương Phú Mỹ đến một cơ quan trong tỉnh cũng là sớm muộn. Vương Phú Mỹ đi thì ai tới Thiên Châu? Triệu Quốc Đống thuận miệng nói.
Trác Ninh, trưởng ban Triệu cũng có thể biết, y từng làm phó thị trưởng thành phố Ando, bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao Ando. Nghe nói thường vụ quan còn tức tối trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, nói tỉnh điều chỉnh nhân sự quá đột nhiên, làm rối loạn quy hoạch của thành phố Ando, ảnh hưởng đến sự phát triển của Ando. Chu Ích Minh cười ha hà nói. Thường vụ quan gần như nổi giận với trưởng ban Hàn, chẳng qua lúc ấy nghe nói trưởng ban Hàn cũng cố gắng giải thích. Trác Ninh chẳng những có quan hệ khá mật thiết với quan Kinh Sơn, Hàn Độ cũng thưởng thức người này. Triệu Quốc Đống biết khi mình rời khỏi Ninh Lăng, Trác Ninh là người cạnh tranh mạnh nhất với Tiêu Phượng Minh làm thị trưởng Ninh Lăng. Nếu không phải mình thuyết phục được Nhâm Vi Phong nói giúp thì có lẽ Trác Ninh đã tới Ninh Lăng. Bây giờ Trác Ninh vượt qua bước thị trưởng, trực tiếp lên làm bí thư thị ủy Thiên Châu coi như là đền bù. Mặc dù Thiên Châu là thị xã có tốc độ phát triển chậm nhất tỉnh nhưng dù sao bí thư cũng là bí thư, là người đứng đầu. Từ góc độ chính trị mà nói thì thị trưởng không thể so sánh. Xem ra An Nguyên có nhiều mưa gió, điều chỉnh cán bộ cấp thị xã sớm như vậy cũng có nghĩa lãnh đạo chủ yếu có thể có biến hóa. Về Ando có vài người mình cần gặp, có vài người mình ngẫu nhiên gặp phải. Tennis trong mắt nhiều người có lẽ không cao quý như chơi golf nhưng từ lượng vận động mà nói thì hơn golf. Đối với người còn trẻ, có thể lực tốt thì chơi tennis sẽ thích hợp hơn. Triệu Quốc Đống vẫn cho rằng chơi golf nên dành cho người già. Anh vô thức chọn golf làm trò giải trí chính cũng có nghĩa anh không tự tin vào sức khỏe của mình, cảm thấy vận động ở cường độ thấp phù hợp với sức khỏe của mình, cũng có nghĩa suy nghĩ của anh đang dần lão hóa. Triệu Quốc Đống không quá thích golf, bơi lội bởi vì thiếu tính đối kháng nên ít người thích, như vậy chỉ có tennis là phù hợp. Khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa do vị trí địa lý và hoàn cảnh nên càng lúc càng trở thành khối tài sản quan trọng nhất của tập đoàn Thiên Phu. Nơi đây không ngừng được hoàn thiện, hơn nữa theo nội thành Ando không ngừng mở rộng nên khoảng cách với nội thành càng lúc càng gần, đến đây cũng nhanh hơn, thậm chí đã có một chuyến xe bus chạy tới nơi này. Từ năm 2001 khi tập đoàn Thiên Phu mua lại tập đoàn Hoa Mậu, Thiên Phu đã có ý thức quy hoạch khối tài sản này, đồng thời không ngừng mở rộng khu nghỉ dưỡng ra xung quanh. Lúc ấy đất xung quanh còn chưa quá đắt, nhất là ở phía tây là địa hình đồi núi, nương rẫy. Thiên Phu mua một lúc hơn ngàn mẫu đất dùng để xây dựng biệt thự ngoại ô, các căn biệt thự với diện tích rộng, việc này làm Thiên Phu thu được rất nhiều tiền, cũng khiến cho hứng thú mua đất ở khu vực này của Thiên Phu càng lúc càng lớn. Mặc dù sau đó quốc gia rõ ràng yêu cầu cấm phê duyệt mua bán đất xây dựng biệt thự nhưng không thể ngăn cản việc Thiên Phu điên cuồng mua đất ở đây. Theo Dương Thiên Bồi cùng Kiều Huy mặc dù không xây dựng biệt thự thì khu vực này cũng sớm vào quy hoạch nội thành, không thừa lúc giá đất thấp mua vào đúng là lãng phí. Trong nội bộ tập đoàn Thiên Phu đã có lần muốn biến khu đất này sang mục đích xây dựng biệt thự, nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc nhất trí cho rằng giữ lại khu vực cây cối nguyên sinh, công viên cho khu nghỉ dưỡng cũng sẽ mang lại lợi ích không hề nhỏ. Vì thế Thiên Phu không ngừng đầu tư thêm vào khu nghỉ dưỡng, hoàn thiện các khu giải trí. Chính vì vậy khu nghỉ dưỡng Hồ Vân Loa càng lúc càng trở thành nơi hội tụ cao cấp nhất của thành phố Ando, thậm chí ngay cả tỉnh và thành phố khi tổ chức các hội nghị thương mại có đôi khi cũng đến đây tổ chức, nếu như không phải giá ở đây quá cao thì có lẽ danh tiếng còn lớn hơn nữa. Ando vào tháng 3 mặc dù vẫn hơi lạnh nhưng không thể ngăn cả các cô gái xinh đẹp đi chơi. Mấy cô gái vui vẻ đi vào sân tennis thì Triệu Quốc Đống và Đức Sơn cũng đi theo phía sau. Đây là bạn gái chú chọn. Anh, đâu có chuyện ấy. Chẳng qua là trùng hợp tới Ando có việc thôi. Anh biết tính em rồi mà. Thật chỉ là bạn thôi, cô ấy quay phim ở Ando, em cũng ở Ando nên mời ăn bữa cơm. Đức Sơn đeo cặp kính che gần hết nửa mặt, Triệu Quốc Đống cũng gần như vậy. Trung tâm tennis của Hồ Vân Loa sau nhiều lần sửa chữa đã có 10 sân, chủ yếu là mở ra cho hội viên, bình thường không tiếp khách bên ngoài. Sân nơi đây có chất lượng cỏ tốt, hoàn cảnh tốt, là sân có tiếng trong toàn tỉnh. Một số ngành có thực lực kinh tế mạnh tổ chức giải thi đấu bình thường đều chọn nơi này. Phía sau truyền tới tiếng nói cười, tiếng phanh xe, Triệu Quốc Đống không quá để ý, chỉ có Đức Sơn là lo cô bạn đi cùng mình bị nhận ra nên hơi quay đầu lại nhìn. Đó là xe đeo biển Tân Châu, Đức Sơn yên tâm, y chỉ sợ giới phóng viên về phần người khác thì không sao cả. Bạn bè bình thường trên giường hả, ăn bữa cơm mà chú phải thần bí như vậy sao? Triệu Quốc Đống tức giận nói. Một lúc lâu không thấy Đức Sơn trả lời, Triệu Quốc Đống đi đằng trước có chút kinh ngạc xoay đầu lại nói. Chú sao thế, không đi nổi nữa à? Anh, đây mới là bạn bình thường trên giường của anh đó. Đức Sơn cười hì hì nói. Nhìn xem, mấy người phía sau là ai? Họ Đường hả? Hắc hắc,
em đã hơn 10 năm không gặp rồi, lần trước thấy chị ta là ở Giang Miếu hay An Đô? Vẫn vậy, không thay đổi gì mấy. Quyển 18, chương 30. Đức Sơn phản kích lại, nếu là bình thường nhất định sẽ bị Triệu Quốc Đống mắng một trận, nhưng lúc này Triệu Quốc Đống lại im lặng, thậm chí còn không biết bước đi như thế nào. Bốn người từ xe xuống, có ba người Triệu Quốc Đống quen. Cao Chí Minh, đồng nghiệp cũ của hắn. Đường Cẩn, bạn gái cũ của hắn. Cao Thiền, cô gái này từng có qua lại với hắn. Cao Thiền thậm chí có lẽ còn có một tia tình cảm với hắn, nhưng theo thời gian trôi qua nên thứ tình cảm này dần trôi đi. Chỉ có người đàn ông bên cạnh Cao Thiền là Triệu Quốc Đống không nhận ra, có lẽ là bạn trai của Cao Thiền. Từ bãi đỗ xe đến trung tâm tennis là một lối đi gỗ xen lẫn đá, có thể nói phong cách thiết kế khá độc đáo. Đức Sơn và Triệu Quốc Đống chợt dừng lại, làm mấy người phía sau đang nói chuyện cũng chú ý đến bọn họ. Mặc dù Triệu Quốc Đống đeo kính râm nhưng lưng của hắn đâu có khác, hai cô gái phía sau đều giật mình. Cao Chí Minh cũng rất nhanh nhận ra người đằng trước, ở trong chính trị nhiều năm nên y không còn quá kính sợ Triệu Quốc Đống như trước mà là có cảm giác rất phức tạp. Triệu Quốc Đống bây giờ không là lãnh đạo trực tiếp của y, thậm chí không liên quan gì đến chính trường An Nguyên. Mặc dù An Nguyên sắp tới có điều chỉnh lớn nhưng Cao Chí Minh biết khả năng Triệu Quốc Đống về An Nguyên là rất nhỏ, đương nhiên không loại trừ khả năng sau này. Việc Đường Cần chia tay Triệu Quốc Đống là nỗi đau gặm nhấm trong lòng Cao Chí Minh, vì thế y có chút sợ về An Đô gặp Đường Cần. Tuy nói chuyện này không quan hệ đến y mấy, hoàn toàn là do một loại quán tính, nhưng đúng là do mình cùng với người khác nên mới cắt đứt duyên phận của đôi nam nữ này. Sự thành công của Triệu Quốc Đống làm người Đường gia chấn động. Mỗi lần lơ đãng đề cập tới Triệu Quốc Đống, mọi người đều than thở, thị trưởng này vẫn quanh quẩn người của Đường gia. Bây giờ người Đường gia thậm chí có chút sợ nhắc tới tên này trước mặt Đường Cẩn. Trưởng ban Triệu, đã lâu không gặp. Cao Chí Minh gần như hít sâu một hơi làm mình bình tĩnh lại để đi lên trước Đường Cẩn và Cao Thiền. Bí thư Cao, đúng là đã lâu không gặp, ở An Nguyên đã khó gặp, ra khỏi tỉnh càng khó hơn. Triệu Quốc Đống bỏ kính xuống, lạnh nhạt nói. Sao, cùng người nhà đến chơi sao? Thời tiết hôm nay rất đẹp, đúng là thời gian tốt để chơi. Đúng thế, sao trưởng ban Triệu chỉ đi hai người ư? Cao Chí Minh bắt tay Triệu Quốc Đống. Ừ, tôi cùng đi với em trai. Trên mặt thoáng hiện ra tia mê man nhưng chỉ trong nháy mắt là biến mất. Hắn nhìn cô gái mặt hơi trắng bệch đang đi tới. Đã không thể dùng từ cô gái gọi cô, Đường Cẩn chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi. Đường Cẩn vẫn xinh xắn, lả lướt, thon thả như trước, trên mặt vẫn xinh đẹp như trước, đôi môi đỏ thắm có lẽ do tâm trạng thay đổi nên hơi trắng lại. Cao Thiền bên cạnh cao hơn Đường Cẩn gần một cái đầu, mặc dù chỉ có 2-3 năm không gặp nhưng đối với Triệu Quốc Đống mà nói cô gái này đã khá xa lạ. Quốc Đống, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây. Anh sang Điền Nam có tốt không? Ngay cả Đường Cẩn không biết đã phải thầm nhắc mình bình tĩnh lại bao nhiêu lần mới nói được. Nghe tuy không có điểm khác thường nhưng chỉ có Cao Thiền đứng cạnh cô mới biết cơ thể chị họ cứng lại như đá, tay đang nắm tay cô cũng đã ướt lại. Mặc dù biểu hiện của Đường Cẩn rất bình tĩnh nhưng Triệu Quốc Đống sao không biết trong lòng cô đang có sóng. Chẳng qua cô bây giờ cô đã miễn cưỡng khống chế được tình cảm của mình. Cũng được, mới đi một năm đã lại phải đi. Triệu Quốc Đống nói. Anh sẽ về IE. Trong lòng Đường Cẩn hiện lên một tia vui mừng. Mặc dù hắn đã không còn quan hệ gì với cô nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi nghĩ về hắn, vui buồn vì hắn. Không biết, còn đợi phân công. Triệu Quốc Đống nhún vai nói. Cho nên mấy hôm nay được nhàn nhã để nghỉ ngơi vài hôm. Ồ, là như vậy à? Đường Cẩn có chút cô đơn gật đầu. Không khí thoáng cái cứng lại, Cao Chí Minh đúng lúc nói xen vào. Trưởng ban Triệu, như vậy không làm phiền ngài nữa. Tiểu Cẩn, đi thôi. Đức Sơn cảm thấy được một buổi sáng đáng lẽ vui vẻ cứ như vậy bị phá hủy. Triệu Quốc Đống không còn hứng thú, chỉ miễn cưỡng ngồi bên nhắm mắt trầm tư, thi thoảng đưa mắt nhìn mấy cô diễn viên chạy trên sân. Nhưng cảnh này cũng không làm hắn vui vẻ. Cuộc sống của Đường Cẩn không quá hạnh phúc, nhưng không hề đau khổ cho lắm. Nhưng làm Triệu Quốc Đống rất kinh ngạc là cô hình như định độc thân cả đời, điều này Khâu Nguyên Phong đã có lúc nói với hắn. Triệu Quốc Đống cũng không biết tình cảm của mình đối với cô như thế nào nữa. Yêu đến chết, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mỗi người phụ nữ ở vấn đề này thường có suy nghĩ khác nhau, rất khó nắm bắt. Đến khi hai người Kiều San cùng Cổ Tiểu Âu thở hổn hển chạy tới, Triệu Quốc Đống mới từ từ thoát khỏi ký ức. Triệu Quốc Đống lúc này mới phát hiện mình thiếu chút nữa bỏ lỡ cảnh rất đẹp.
Tiểu San cùng Cổ Tiểu Âu từ sân bóng đi tới quả thật là một cặp hoa hậu. Tiểu San tết tóc đuôi ngựa, Tiểu Âu lại quen vén lên sau đầu, chiếc áo dài đã đổi thành áo ngắn thương cảm, bên dưới là váy thể thao tinh xảo, hai cô lộ rõ đường cong lả lướt dưới ánh nắng xuân. Cổ Tiểu Âu hơi cao hơn một chút, dáng người cũng thướt tha hơn. Cổ Tiểu Âu hay tập luyện, đi du lịch, thích ăn đồ Tây, chế độ dinh dưỡng phong phú làm cho cơ thể cô luôn đầy sức sống. Từ đôi đùi đẹp co giãn của cô có thể thấy được điểm này. Chiếc mũi cao gầy kết hợp với đôi môi đỏ mọng, mắt được vẽ màu lâu, ngực bập bồng theo bước chạy làm Triệu Quốc Đống nhớ đến mấy tờ tạp chí thời thượng. Các cô người mẫu trên đó cũng chỉ đến thế này là cùng. So sánh với Cổ Tiểu Âu tươi đẹp thướt tha, Kiều San nhu mì hơn nhiều, cô thấp hơn đôi chút tầm 1m74, tóc tết đuôi ngựa càng tăng thêm mấy phần trẻ trung. Triệu Quốc Đống không biết hai cô gái này sao biết được mình về Ando. Đương nhiên hắn cũng không cần né tránh, chỉ là đồng thời xuất hiện trước mặt hai cô có lẽ sẽ rất đau đầu. Hai cô khác Trình Nhược Lâm và La Băng, đây là loại người có tính cách khác hẳn nhau nên Triệu Quốc Đống hơi run run. Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện với nhau, má lúm đồng tiền dưới ánh nắng càng thêm động lòng, giọt mồ hôi lấm tấm trên mũi càng tăng thêm vẻ xinh đẹp. Triệu Quốc Đống nằm trên ghế có thể đầy đủ nhìn hai bộ ngực cao vút nhấp nhô theo bước đi của các cô. Quốc Đống ca, hôm nay anh có việc gì vậy mà không được vui? Có phải là thấy em và San San cùng đến làm anh lo lắng không? Cổ Tiểu Âu hờn dỗi nói. Không phải, anh chỉ là cảm thấy mình vốn luôn muốn có thời gian nghỉ ngơi nhưng chỉ nghỉ có hai ngày đã thấy người ngứa ngáy, trong lòng luôn thấy thiếu thiếu gì đó. Em nói anh có phải là sướng quá nên vậy không? Triệu Quốc Đống nói. Cổ Tiểu Âu cùng Kiều San đều nở nụ cười vì câu nói của Triệu Quốc Đống. Các cô cười làm xung quanh như sáng bừng lên. Triệu Quốc Đống đang muốn than thở một phen thì điện thoại di động ở trên bàn đã đổ chuông. Triệu Quốc Đống tùy ý nhìn thấy là Qua Tĩnh gọi nên vội vàng cầm máy. Qua tỷ, nghe hình như cậu có thị trường, hình như trong thời gian này cậu rất nhàn phản không? Qua Tĩnh ở đầu bên kia xem ra khá vui. Đã bàn giao công việc xong chưa? Bàn giao xong, bây giờ tôi đang về Ando nghỉ ngơi vài ngày. Triệu Quốc Đống đoán chẳng lẽ có tin tức, nhưng hai hôm nữa đại hội mới kết thúc cơ mà. Ừ, tối qua hội nghị đã có ý kiến, cậu lần này sợ là sẽ phải gánh vác trọng trách nặng nề đó. Phải có chuẩn bị tư tưởng, chức phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia không dễ làm đâu. Qua Tĩnh dừng một chút rồi nói tiếp. Có lẽ sau khi đại hội kết thúc là quốc vụ viện sẽ tuyên bố quyết định bổ nhiệm. Quyển 18, chương 31. Nhanh như vậy, Triệu Quốc Đống hơi giật mình. Theo lý thuyết sau đại hội cũng có vài ngày giảm sóc, như bổ nhiệm mình thì phải được hội nghị thường vụ quốc vụ viện thông qua, theo hắn đoán thì phải cuối tháng 3 mới có quyết định bổ nhiệm, không ngờ sẽ tuyên bố ngay sau khi đại hội kết thúc. Có phải có chút bất ngờ không? Chẳng lẽ cậu nghỉ ngơi chưa đủ sao? Cậu có thể nhàn được mãi thế sao? Qua Tĩnh cười nói trong điện thoại. Cậu phải biết rằng điều chỉnh nhân sự này không chỉ có mình cậu. Hôm nay Trung ương đã chính thức bổ nhiệm cậu làm ủy viên đảng ủy ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Điểm này Triệu Quốc Đống thật ra là biết, đợt điều chỉnh nhân sự này không nhỏ, Đào Hòa Khiêm cũng sẽ được điều chỉnh trong lần này chỉ là nhanh quá nên hắn có chút bất ngờ mà thôi. Vậy có nghĩa mình và Đào Hòa Khiêm rời đi chỉ cách nhau nửa tháng, khá hiếm thấy. Qua tỷ, có thể tiết lộ một chút xem ai sẽ động nữa không? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Cậu quan tâm việc này làm gì? Đào Hòa Khiêm đến là Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia, cậu chắc biết chứ? Qua Tĩnh không giấu giếm, việc này rất nhiều người đều biết mặc dù văn bản chính thức phải 2-3 hôm sau mới có. Cái này tôi cũng biết, còn có không? Bên An Nguyên có động tĩnh gì không? Triệu Quốc Đống cảm thấy Qua Tĩnh như còn giấu gì đó. Ừ, có lẽ sẽ điều chỉnh lớn. Qua Tĩnh trầm ngâm một chút nói. Ứng Đông Lưu lập tức sẽ đi. Hả? Triệu Quốc Đống giật mình, không phải vẫn nói Tần Hạo Nghiên phải đi, sao lại thành Ứng Đông Lưu? Ứng Đông Lưu đi chỉ sợ lãnh đạo tỉnh khác của An Nguyên sẽ không có điều chỉnh, ít nhất trong thời gian ngắn là không. Vậy bí thư Ứng đi đâu vậy Qua tỷ? Ừ, có thể là Tân Môn. Trung ương không hài lòng với sự phát triển của Tân Môn. Cậu cũng biết Tân Môn là thành phố rất quan trọng ở phương Bắc nước ta, một trong bốn thành phố trực thuộc Trung ương nhưng vẫn không phát huy được tác dụng vốn có của nó. Bây giờ ngay cả kinh tế Trùng Khánh cũng có khởi sắc, Tân Môn lại không phát triển mấy. Trung ương lại muốn tăng cường địa vị trung tâm kinh tế của Tân Môn ở khu vực phương Bắc cho nên điều Ứng Đông Lưu sang đó. Nếu đã nói, Qua Tĩnh quyết định nói hết.
Biểu hiện của Ứng Đông Lưu ở An Nguyên được Trung ương tán thành. Mặc dù kinh tế An Đô phát triển không quá tốt nhưng mấy thị xã khác của An Nguyên đều có điểm sáng, phát triển ngành nghề cũng cân đối. Sự phối hợp thăng bằng của Ứng Đông Lưu được lãnh đạo chủ yếu của Trung ương tán thành. Quốc Đống, Ứng Đông Lưu có thể sang Tân Môn cũng có quan hệ nhất định đến việc y đã dám mạnh dạn bổ nhiệm cậu làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, lãnh đạo chủ yếu của Trung ương cũng tán thành sự quyết đoán của y. Mặc dù Qua Tĩnh không nói lãnh đạo chủ yếu Trung ương là ai nhưng có thể gọi là lãnh đạo chủ yếu cũng chỉ có mấy vị. Tân Môn từ trước đã là thành phố quan trọng thứ hai của phương Bắc chỉ thấp hơn Bắc Kinh, cũng là đầu mối giao thông quan trọng của Bắc Kinh. Nhưng từ những năm 90 đến nay Tân Môn phát triển mãi vẫn không tìm được vị trí thích hợp của mình, phát triển kinh tế cũng chậm lại. Địa vị kinh tế của Tân Môn cứ trượt mãi, có thể nói Trung ương rất lo lắng. Lần này Trung ương quả quyết điều Ứng Đông Lưu sang Tân Môn, như vậy có nghĩa muốn Ứng Đông Lưu gánh trách nhiệm trấn hưng Tân Môn. Qua Tĩnh nói làm Triệu Quốc Đống không nhịn được thấy giật mình. Ứng Đông Lưu cuối cùng đã tiến lên một bước, Tân Môn là thành phố trực thuộc Trung ương, bí thư Tân Môn cũng là ủy viên Bộ Chính trị. Khi Ninh Pháp từ An Nguyên đến Nam Việt, rất cán bộ An Nguyên đều than thở vì Ninh Pháp có thể lên làm ủy viên Bộ Chính trị. Đây cũng là vinh dự cho An Nguyên khi cán bộ An Nguyên được lãnh đạo Trung ương tán thành. Mặc dù Tô Giác Hoa cũng là cán bộ từ An Nguyên đi ra nhưng y dù sao cũng là làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Hoàn Trung rồi mới đến Thượng Hải và vào Bộ Tài chính, không thể hoàn toàn coi như cán bộ trưởng thành từ An Nguyên. Mà Ninh Pháp lại từ bí thư thị ủy An Đô, chủ tịch tỉnh, bí thư tỉnh ủy An Nguyên lên làm ủy viên Bộ Chính trị. Bây giờ Ứng Đông Lưu lại tiếp tục viết lịch sử huy hoàng. Triệu Quốc Đống đột nhiên nghĩ tới một vấn đề khác, Ứng Đông Lưu đến Tân Môn, vậy ai tới làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên? Qua Tỷ, vậy ai thay bí thư Ứng? Là chủ tịch Tần sao? Theo lẽ thường nên là Tần Hạo Nghiên nhưng Triệu Quốc Đống cảm thấy lần này Ứng Đông Lưu đi quá đột nhiên, mà trước đó không có tin gì Tần Hạo Nghiên sẽ thành bí thư tỉnh ủy, điều này làm hắn sợ là không đơn giản. Không, coi như người quen của cậu, trưởng ban Lăng sẽ làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên. Qua Tĩnh bình tĩnh nói. Lăng Chính Dược, không ngờ lại là y. Triệu Quốc Đống kinh ngạc nên không biết nói gì. Thì ra là vậy. Lúc trước Trung ương điều Qua Tĩnh sang làm phó trưởng ban tổ chức cán bộ Trung ương từ chức phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương theo lý thường không hợp lý. Lúc ấy Triệu Quốc Đống đã cảm thấy Lăng Chính Dược có phải sẽ đi không? Nhưng vị trí phó trưởng ban thường trực của Lăng Chính Dược không bình thường, nếu đến địa phương thì chức bí thư tỉnh ủy ở tỉnh nhỏ sẽ không ổn, không ngờ lại là An Nguyên. Như vậy sẽ hợp tình hợp lý. Tốc độ tăng trưởng của An Nguyên năm ngoái khá tốt, An Nguyên một lần nữa vượt qua dự tỉnh trở thành tỉnh xếp thứ 5 toàn quốc chỉ kém Việt, Tô, Lỗ, Chiết, xu thế phát triển nhanh. Lăng Chính Dược làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên cũng là hợp lẽ thường. Như vậy Qua Tĩnh sẽ thay Lăng Chính Dược làm phó trưởng ban thường trực. Nghĩ vậy Triệu Quốc Đống không khỏi vui vẻ trong lòng. Ha ha, vậy phải chúc mừng Qua Tỷ. Triệu Quốc Đống phản ứng rất nhanh. Qua Tĩnh cũng không ra vẻ, chỉ là nói Ứng Đông Lưu đi muộn hơn một chút, nhưng chậm nhất sang tháng sau sẽ rõ ràng. Triệu Quốc Đống cũng hỏi một chút trước mắt mình có cần lên Bắc Kinh chờ bổ nhiệm không. Qua Tĩnh cũng nở nụ cười nói Triệu Quốc Đống tốt nhất nên về Côn Châu xem có gì cần làm cho hết. Dù sao công tác ở Điền Nam một năm cũng có vài mối quan hệ cần duy trì. Sau này hắn tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển công tác nên cũng thường xuyên qua lại với bên dưới. Điền Nam mấy năm sau là cầu nối quan trọng của Trung Quốc đi sang khu vực Nam Á, có lẽ mấy năm tới còn có một loạt hạng mục khổng lồ được thực hiện ở Điền Nam. Điều này cũng có nghĩa Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia và Điền Nam sẽ thường xuyên qua lại. Có thể có quan hệ tốt ở bên dưới cũng sẽ giúp Triệu Quốc Đống nhanh chóng thành lập uy tín ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Đề nghị này của Qua Tĩnh làm Triệu Quốc Đống có chút cảm kích, mình ở phương diện này đúng là hơi non một chút, mình không nghĩ nhiều ở phương diện này như vậy. Ngoài mấy người quan hệ mật thiết ra thì những người khác mình có thể đùn đẩy là đùn đẩy. Lời nói của Qua Tĩnh thực tế cũng chính là chỉ điểm hắn. Bên trên có quan hệ sẽ giúp anh thành lập uy tín và thúc đẩy công việc, bên dưới có quan hệ tốt cũng giúp anh ở bên trên thể hiện năng lực của mình. Đây là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, chủ yếu xem anh nắm bắt như thế nào. Cuộc điện này Triệu Quốc Đống nghe khá lâu, Cổ Tiểu Âu cùng Kiều San thấy Triệu Quốc Đống sang bên nghe điện thì biết nhất định là có nhân vật gọi tới. Hai cô đã quen với cách làm này của hắn. Hắn bình thường không nói chuyện công việc trước mặt các cô, dù nói cũng chỉ là vài câu cho qua, tuyệt đối không nói chuyện cụ thể. Tiểu Âu, bà nhìn vẻ mặt của Quốc Đống ca có phải khá đặc sắc không? Từ bên cạnh nhìn Triệu Quốc Đống lúc thì ngưng thần suy nghĩ, lúc thì lạnh nhạt,
lúc thì cau mày, lúc thì phối hợp vài động tác, vẻ mặt đúng là rất phong phú, có lẽ bản thân hắn không cảm thấy. Có phải là hắn dùng điểm này hấp dẫn bà? Cổ Tiểu Âu liếc nhìn Kiều San. Câu nói sắc bén này làm mặt Kiều San đỏ lên, cô không nhịn được muốn đi lên đánh miệng Cổ Tiểu Âu. Cổ Tiểu Âu tránh được, lắc đầu nói. Sao, còn sợ người ta nói ư? San San, tôi nói bà đáng thương, bà sao có thể học tôi? Tôi không có việc làm, tìm phiếu ăn cơm dài hạn còn được, bà thì sao? Bà khác, người như hắn sẽ không bao giờ vì một người phụ nữ nào mà dừng chân, bà chẳng lẽ còn không cảm thấy? Cổ Tiểu Âu nói làm mặt Kiều San thay đổi mấy lần, cô cũng thấy hơi bi thương vì câu nói của Cổ Tiểu Âu. Tiểu Âu, chuyện này chẳng lẽ có thể dùng lý trí để cân nhắc sao? Ôi, bà đừng cảm thấy tôi nói không dễ nghe, bà lúc cùng hắn thì phải hiểu rõ rồi chứ. Đương nhiên việc đến nước này tôi không có gì để nói nữa. Chúng ta là chị em tốt, hắn quyết không chỉ thuộc về tôi và bà, thậm chí không thể thuộc về bất cứ ai khác, bà phải chuẩn bị tư tưởng mới được. Nhìn thoáng qua Cổ Tiểu Âu hiếm khi thở dài, Kiều San lần đầu tiên thấy Cổ Tiểu Âu như vậy sau từng đó năm quen biết. Quyển 18, chương 32. Cùng xuất hiện với nhau có cả Triệu Quốc Đống đúng là việc rối rắm, cả Kiều San cùng Tiểu Âu đều nhìn về phía Triệu Quốc Đống. Lúc này Triệu Quốc Đống chỉ từ hình tượng có thể nói là hấp dẫn nhất, gương mặt phong phú, cử chỉ đặc sắc, giọng điệu cũng trầm bổng, vẻ mặt khá thâm thúy. Mặc dù không nghe được hắn nói gì nhưng Kiều San cùng Tiểu Âu đều đoán nhất định có liên quan tới điều chỉnh công việc của hắn. Kiều San phát hiện mình vẫn lưu luyến lúc Triệu Quốc Đống làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, từ lần đột phá quan hệ ở cô Lỗ Câu, tất cả đều như một mũi dao khắc các ký ức vào trong tim cô, làm cô không thể tự kiềm chế. Cổ Tiểu Âu nhắc, cô không phải không biết, thậm chí trước đó cô cũng đã cẩn thận suy nghĩ. Đột phá quan hệ với Triệu Quốc Đống thì sau đây mình sẽ như thế nào? Nhưng cuối cùng cô vẫn như con thiêu thân lao vào lửa đỏ. Một năm Triệu Quốc Đống tới Điền Nam làm cô cảm nhận được nỗi cô đơn, cô cảm thấy mình như một bông hoa thiếu hơi nước và chất dinh dưỡng, đang từ từ héo rũ. Cô cảm thấy Triệu Quốc Đống có lẽ lâm vào hoàn cảnh tự trách, hắn thấy áy náy vì đã đột phá quan hệ với mình, đây không phải điều Kiều San mong thấy. Cả năm qua Triệu Quốc Đống vẫn duy trì sự im lặng với cô, hai bên như đang chờ đợi gì đó, là kết thúc hay đột phá. Kiều San không biết. Cô chỉ cảm thấy mình như chiếc thuyền bị gió lạnh thổi về mọi hướng và đang đợi chủ nhân kéo về. Cô không biết Cổ Tiểu Âu có phải như vậy không? Mặc dù cô và Tiểu Âu thường xuyên ở bên nhau nhưng cô không dám nói đến việc này. Tiểu Âu mặc dù phóng khoáng, mặc dù mình cũng không giấu đối phương nhưng chuyện này đúng là khó đoán được Tiểu Âu sẽ có phản ứng gì nếu mình hỏi. Mãi cho tới khi Triệu Quốc Đống từ Điền Nam về Ando, Kiều San lại cảm thấy như chưa có chuyện kia xảy ra. Khi Cổ Tiểu Âu hưng phấn hẹn cô cùng đi chơi với Triệu Quốc Đống, cô thậm chí còn có trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cổ Tiểu Âu không nghĩ phức tạp như Kiều San, chính xác mà nói cô chưa bao giờ nghĩ Triệu Quốc Đống sẽ thuộc về một mình. Tuy cô cảm thấy mình không có lỗi khi có quan hệ với Triệu Quốc Đống, nhưng từ góc độ đạo đức mà nói thì cô vẫn bị khiển trách. Nếu là như vậy thì cô đâu có tư cách nói ai. Kiều San muốn làm gì thì làm, đó là tự do của cô ấy. Thế giới này vốn là thứ làm người ta vừa yêu vừa hận, một việc nếu đã không thể thay đổi thì sao không thích ứng, hưởng thụ nó, đây là quan điểm của Cổ Tiểu Âu. Gác máy Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, không khí hồ Vân Loa rất mát mẻ, hít vào như đẩy hết các chất cặn bã trong phổi ra. Mặc dù cây cối ở đây là thứ sinh nhưng nhiều loại cây phong phú được trồng lâu năm nên vẫn khiến độ bao phủ của cây xanh ở đây rất nhiều. Thế giới này thật sự làm người ta vừa hận vừa yêu. Ứng Đông Lưu sẽ tới Tân Môn làm bí thư thành ủy, Triệu Quốc Đống thật lòng muốn chúc mừng đối phương. Theo hắn thấy đây là chứng minh tác phong làm việc và năng lực công tác của Ứng Đông Lưu được lãnh đạo Trung ương tán thành, sắp đi vào tầng đưa ra quyết định của Trung ương. Lăng Chính Dược điều tới làm bí thư tỉnh ủy An Nguyên, an bài này Triệu Quốc Đống rất khó nhận định. Trung ương thấy nó là hợp lý nhưng có thể đạt được mục đích mà Trung ương mong muốn hay không còn cần kiểm nghiệm trong thực tế. Mà qua Tĩnh lên chức chính là tin tức rất có lợi cho hắn. Mặc kệ sau này có biến hóa gì thì có một lãnh đạo có quan hệ mật thiết với mình ở ban tổ chức cán bộ trung ương thì mình cũng yên tâm hơn. Cũng nên nhanh chóng khôi phục trạng thái. Khi Triệu Quốc Đống bước trở về vị trí, dù là Cổ Tiểu Âu hay Kiều San, Đức Sơn đều cảm thấy khí thế của hắn đã thay đổi, vẻ tùy ý lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là khí phách dâng trào. Từ Lôi có chút kinh ngạc nhìn hắn. Cô không rõ thân phận của hắn, chỉ biết đây là anh trai của Triệu Đức Sơn. Đức Sơn đứng hàng thứ hai trong nhà.
Đức Sơn luôn được gọi là Nhi ca nên theo lý thuyết hắn phải còn anh trai hoặc chị gái. Nhưng dù từ Đức Sơn hay là vị chủ tịch tập đoàn Thương Lãng ít xuất hiện trước giới truyền thông kia thì đúng là không ai biết bọn họ còn anh trai hay chị gái. Trong thời gian này Đức Sơn vẫn theo đuổi Từ Lôi, muốn nói Từ Lôi không động tâm với Đức Sơn là nói dối. Đức Sơn là người trọng nghĩa, khinh tài, có tiếng tốt trong làng giải trí. Ở trong giới ai nếu có gì không tiện chỉ cần tìm hắn, hắn cũng sẽ giúp đỡ vì thế hắn được vòng tròn rất hoan nghênh. Chỉ có khuyết điểm duy nhất là hắn háo sắc, mấy năm nay hắn thay đổi không biết bao bạn gái, Từ Lôi cũng không cho rằng mình hấp dẫn hơn các cô gái kia bao nhiêu. Cô không tự tin có thể giữ chặt hắn ở bên người, vì nguyên nhân này nên cô vẫn chưa đồng ý nhận lời hắn. Nhưng mấy cô gái chia tay với Đức Sơn đều nói hắn tốt, đều nói tiếc vì không thể ở bên Đức Sơn, qua đó đủ thấy được sức hấp dẫn của hắn. Một người đàn ông có thể nói là khá xuất sắc về nhiều mặt như vậy nhưng không ai dám chắc mình nắm được hắn. Vậy mà hắn lại cúi đầu rụt cổ trước ánh trai, hoặc là nói vầng sáng chói lọi của hắn cũng phải yếu ớt trước mặt anh trai. Đứng trước mặt người anh kia, Đức Sơn biểu hiện rõ sự tôn trọng và gần gũi với anh trai. Từ Lôi không quá tin sự tôn trọng đó chỉ đơn thuần được thành lập trên tình cảm anh em. Người đàn ông có thể làm Đức Sơn tâm phục khẩu phục cũng không nhiều. Vậy người đàn ông kia làm gì? Từ Lôi rất tò mò. Chẳng qua Đức Sơn thậm chí không nói tên đối phương cho cô biết, chỉ bảo cô gọi người đó là đại ca. Người đàn ông đầy bí ẩn như vậy không thể không làm Từ Lôi hứng thú, cô không biết sau lưng hắn cất giấu bí mật gì nhưng cô tin một người có thể khiến Đức Sơn ngoan ngoãn nghe lời thì nhất định không phải người bình thường. Triệu Quốc Đống không có hứng thú để ý suy nghĩ ảo người khác. Qua Tĩnh đã nhắc hắn cần phải về Côn Châu trước khi hai đại hội kết thúc, thu thập hết những thứ có thể thu. Một năm qua hắn tạo không ít sóng gió bên đó, cũng quan hệ được với mấy bạn bè và cấp dưới đáng giá. Như Thương Vô Bệnh cùng Dương Bưu, như Vương Liệt cùng Diệp Khánh Xuyên, sau này mọi người như thế nào thì không ai đoán được, sau này có lẽ một lúc nào đó mọi người sẽ cùng hợp tác, làm việc chung với nhau thì sao? Trung ương và Quốc vụ viện cuối cùng đã công bố các quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh quan trọng. Đợt điều chỉnh này chủ yếu là cán bộ cấp phó tỉnh, Triệu Quốc Đống cũng nằm trong danh sách. Triệu Quốc Đống được bổ nhiệm làm ủy viên đảng ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia. Cùng đợt đồng chí còn có phó bí thư tỉnh ủy An Nguyên, Tôn Liên Bình, thị trưởng An Đô Quan Kinh Sơn chính thức kiêm chức bí thư thị ủy An Đô. So sánh với những người khác trong đợt điều chỉnh này thì Triệu Quốc Đống và Quan Kinh Sơn được chú ý nhất. Triệu Quốc Đống chưa đầy 36 tuổi đã làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, đây là ngôi sao mới trên nền chính trị Trung Quốc. Từ trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam nhảy lên làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, tiến vào cơ quan tập trung quyền lực hành chính, kinh tế của Trung Quốc không thể không làm người ta thấy hứng thú. Lúc này rất nhiều người từ các loại tin tức truyền thông biết được Triệu Quốc Đống chính là bí thư thị ủy Ninh Lăng An Nguyên sáng tạo kỳ tích kinh tế năm trước, thậm chí còn có người tìm được tin Triệu Quốc Đống đã lên CCTV đợt lũ lụt năm nào. Cũng làm mọi người chú ý là tân bí thư thị ủy An Đô, thị trưởng Quan Kinh Sơn. Quan Kinh Sơn năm nay hơn 40 tuổi, từ trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương mại xuống làm thị trưởng An Đô, chỉ dùng hơn 2 năm đã lên làm bí thư thị ủy. Mặc dù bây giờ chỉ là thường vụ tỉnh ủy nhưng rất nhiều người tin rằng với xu thế hiện nay Quan Kinh Sơn làm phó bí thư tỉnh ủy chỉ là sớm hay muộn. Quyển 18, chương 33. Từ lúc lên máy bay, Triệu Quốc Đống vẫn im lặng suy nghĩ. Đợt điều chỉnh này không hề nhỏ, chỉ riêng ủy ban kế hoạch phát triển cũng đã có thay đổi không nhỏ. Ngoài một phó chủ nhiệm về hưu còn một phó chủ nhiệm khác đến làm phó bí thư đảng ủy, phó bộ trưởng Bộ Thương mại, mà cục trưởng cục quy hoạch phát triển, ủy ban kế hoạch phát triển cũng lên làm ủy viên đảng ủy, trưởng ban thư ký, mà nguyên trưởng ban thư ký lại lên làm phó chủ nhiệm. Hiện nay ủy ban kế hoạch phát triển ngoài chủ nhiệm còn có 6 phó chủ nhiệm và một chánh thanh tra, trong đó phó chủ nhiệm thứ nhất Phó Tuyền là phó bí thư đảng ủy, 5 phó chủ nhiệm khác kể cả Triệu Quốc Đống, chánh thanh tra cùng với trưởng ban thư ký là các thành viên đảng ủy. Đảng ủy ủy ban kế hoạch phát triển có 9 người, trong đó Hứa Dược 3, chánh thanh tra ủy ban kế hoạch phát triển còn kiêm chức bí thư đảng ủy, cục trưởng cục dự trữ vật tư quốc gia. Hiệu suất làm việc bên ủy ban kế hoạch phát triển rất cao, khi Triệu Quốc Đống tạm biệt ở Điền Nam đã phát hiện trên trang web của ủy ban kế hoạch phát triển có đăng tên và lý lịch của mình, chỉ có phân công công việc là đẻ trống. Một vị từ trưởng ban thư ký lên làm phó chủ nhiệm khác là Ngụy Hưng Hỷ đặt sau tên hắn. Trong mắt rất nhiều người vị trí sắp xếp là rất quan trọng, nhưng theo Triệu Quốc Đống thấy nó không quan trọng, chủ yếu là phân công công việc của mình,
có thể làm mình thể hiện sở trường không? Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia chính là cơ cấu hành chính khổng lồ nhất trong hệ thống quốc vụ viện, dù trách nhiệm trọng đại nên từ trước đến giờ được xưng là quốc vụ viện thu nhỏ. Ủy ban kế hoạch phát triển có hơn 30 cục vụ, có quyền lực khống chế các hạng mục xây dựng cơ sở vật chất và kinh tế lớn, có thể nói quyền cao chức trọng, cho nên cũng có người nói ủy ban kế hoạch phát triển trong không có người bình thường. Một phó cục trưởng đi ra cũng được đãi ngộ ở cấp phó chủ tịch tỉnh. Ngày kia Triệu Quốc Đống sẽ tới ủy ban kế hoạch phát triển trình diện, có lẽ buổi sáng sẽ là hội nghị cán bộ từ cấp trưởng phòng trở nên, tuyên bố bộ máy mới, sau đó là hội nghị đảng ủy tiến hành phân công công việc. Triệu Quốc Đống liên lạc với Qua Tĩnh, biết Qua Tĩnh sẽ đọc quyết định bổ nhiệm mình. Triệu Quốc Đống không khỏi tha thở, Qua Tĩnh lại một lần nữa tuyên bố bổ nhiệm mình. Mình đúng là có duyên phận với Qua Tĩnh. Từ Ninh Lăng đến Hoài Khánh, từ Bộ Năng lượng về Ninh Lăng, mỗi lần đều là do Qua Tĩnh tuyên bố bổ nhiệm, là người lặng lẽ ủng hộ mình. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống khá cảm động. Tình cảm giữa người và người thường là dần bồi dưỡng ở tình huống này, mà tình cảm đó cũng càng lúc càng sâu nặng trong công việc. Ra khỏi sân bay Bắc Kinh, Triệu Quốc Đống tự bắt xe về nhà. Lưu Nhược Đồng hôm nay tiếp đón khách ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Kazakhstan dẫn đoàn tới Bắc Kinh muốn thăm Ban Thư ký Tổ chức Thượng Hải. Đồng thời muốn tiến hành trao đổi với ban thư ký một số việc, Lưu Nhược Đồng không thể không đi. Nhà ở trung tâm Hoa Úc không có gì thay đổi, Triệu Quốc Đống tiến vào vẫn có một cảm giác mới lạ, không chỉ vì lâu không ở nên mới có cảm giác đó, hắn có cảm giác rất mâu thuẫn chỉ mong thời gian có thể từ từ hóa giải cảm giác này. Vén rèm cửa, ánh mặt trời sáng rực chiếu vào, Triệu Quốc Đống không khỏi thấy thương cảm. Thời gian qua rất nhanh. Căn nhà này mình mua từ lúc kết hôn đã được vài năm mà mình đến đây ở không giống bình thường, giá nhà Bắc Kinh cũng tăng lên nhiều lần khiến cho dân chúng hò hét, gọi là dân oán cũng không quá đáng. Một căn nhà một nhân viên bình thường 10 năm nhịn ăn nhịn mặc cũng không thể mua nổi, đây cũng là áp lực lớn cho QQ. Một mình ngồi dựa lưng vào ghế, để mặc ánh mặt trời rơi vào người, ấm áp, thoải mái. Khi Triệu Quốc Đống tỉnh dậy cảm thấy cả người mình rất ấm áp. Ánh nắng rạng rỡ xuyên qua cửa kính như làm mình có thể quang hợp như cây cối. Chưa Lưu Nhược Đồng bình thường không về nhà nhưng ngay cả điện thoại cũng không gọi thì đúng là lạ. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhớ tới mình hình như chưa bật máy điện thoại di động lên, hắn lúc này mới nhớ ra cầm lấy. Trong nhà không có máy bàn, đó là chủ trương của Lưu Nhược Đồng. Cô không thích người khác quấy rầy. Cô nói điện thoại di động có thể thay thế tất cả. Bật máy, hắn nhận được một tin nhắn. Là Lưu Nhược Đồng gửi hỏi hắn về tới nhà chưa, Triệu Quốc Đống nhắn lại đã về, đang ngủ. Rất nhanh Lưu Nhược Đồng nhắn lại ngủ ngon, hết giờ sẽ về. Triệu Quốc Đống đứng lên, hắn muốn đi tắm. Về nhà tắm không chỉ là nhu cầu không sinh, cũng là nhu cầu tâm lý, ám chỉ mình đã một lần nữa đi lên quỹ đạo bình thường, mà bên ngoài tạm thời như hoàn toàn chia cắt với mình. Hai ngày ở Ando làm Triệu Quốc Đống một lần nữa có cảm giác điên cuồng. Cổ Tiểu Âu cùng Kiều San giống như hai con yêu tinh muốn hút hết sinh lực của hắn. Triệu Quốc Đống không biết sao hai cô lại điên cuồng như vậy. Hắn vốn tự hào về sức khỏe cũng cảm thấy cứ mãi như vậy thì chỉ sợ mình sẽ thua trong tay hai cô bé này. Triệu Quốc Đống lắc đầu mở tủ quần áo tìm đồ của mình. Quần áo của hắn được xếp ngay ngắn mặc dù ít dùng nhưng Nhược Đồng vẫn chuẩn bị đầy đủ cho hắn. Triệu Quốc Đống không khỏi cảm thấy áy náy, không chỉ là đối với Lưu Nhược Đồng. Hắn nhớ đến ở Ando. La Băng và chị em từ Xuân Nhạn cũng đợi mình, mặc dù mình ít về nhưng các cô cũng chuẩn bị quần áo, giày dép cho hắn. Mà hắn, nước ấm áp từ đầu chảy xuống chân, Triệu Quốc Đống lẳng lặng đứng dưới cột nước, để dòng nước ngấm vào mình. Hắn thậm chí cứ muốn đứng mãi như thế này. Rời khỏi Ando hắn cũng đã tắm rửa, bây giờ chẳng qua chỉ dùng nước để rửa sạch vài thứ trong lòng mà thôi. Lưu Nhược Đồng đứng trước mặt chăm chú nhìn hắn. Triệu Quốc Đống mặc bộ vest khá sang trọng. Chẳng qua hắn mặc lại thêm vài phần ngang bướng, nó phù hợp với thẩm mỹ quan của Triệu Quốc Đống, phong cách quá nho nhã cũng không phải điều hắn thích. Được rồi, không phải lần đầu lên xe hoa mà, anh lần đầu tham gia hội nghị thường vụ tỉnh ủy An Nguyên, lần đầu trình diện trong hội nghị thường vụ Điền Nam cũng không chú ý nhiều như vậy. Chẳng lẽ anh mặc kém một chút là làm anh mất vài phần thể diện sao? Triệu Quốc Đống nhìn Lưu Nhược Đồng đang không ngừng bắt mình thử đồ mà rất bất đắc dĩ. Cái này khác. Ở tỉnh ủy An Nguyên thì anh biết mọi người cũng biết anh, phong cách của anh là gì thì mọi người cũng rõ. Bên Điền Nam tốt xấu cũng có Thái Ca đứng đó, không ai chú ý đến chi tiết này. Lần này lại khác, anh lần đầu đến ủy ban kế hoạch phát triển, có thể nói ấn tượng ban đầu rất quan trọng,
thậm chí quyết định anh có thể làm việc thuận lợi ở ủy ban kế hoạch phát triển hay không. Lưu Nhược Đồng càng lúc càng giống một người vợ đảm đang. Điều này chẳng những Triệu Quốc Đống thấy, ngay cô cũng thấy thế. Ví dụ như bây giờ cô thấy mình hơi quan trọng hóa vấn đề nhưng lần đầu gặp mặt chú ý một chút vẫn hơn. Còn đến mức như vậy sao? Triệu Quốc Đống bĩu môi nói. Nếu như chỉ từ bề ngoài mà đánh giá con người thì Ủy ban Kế hoạch Phát triển đã không gọi là Ủy ban Kế hoạch Phát triển, gọi là Thẩm mỹ viện đi. Anh! Lưu Nhược Đồng có chút bực mình vì câu nói này của hắn, cô cũng không biết nên trả lời hắn như thế nào. Cũng may Triệu Quốc Đống tuy nói nhưng vẫn đứng im để cô thử đồ cho hắn. Được rồi, anh nghe em là được chứ gì? Em bảo sao anh nghe vậy? Triệu Quốc Đống chủ động nhường bước, so đo với phụ nữ ở chuyện này là không sáng suốt nhất, hơn nữa cô cũng là vì tốt cho hắn. Mặc dù tối qua đã chuẩn bị đồ từ trước nhưng sáng Triệu Quốc Đống mất hơn nửa tiếng mới mặc xong. Lưu Nhược Đồng lại bắt Triệu Quốc Đống đứng trước gương nhìn, đến khi Triệu Quốc Đống liên tiếp khen mình mặc thế này quá đẹp thì cô mới bỏ qua cho hắn. Thư ký và xe đều đang chờ hắn ở cửa, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ, cầm cặp. Hôm qua trưởng ban thư ký ủy ban đã gọi điện cho hắn, hỏi hắn ở đây, nói với hắn là lái xe và thư ký sẽ đúng giờ đến đón. Sự phục vụ chu đáo như vậy cũng làm Triệu Quốc Đống có chút bất ngờ. Ngay cả thư ký và lái xe đều chuẩn bị trước, mình không có lựa chọn nào. Chỉ mong hai, người bên cạnh, này có thể làm mình hài lòng. Quyển 18, chương 34. Xe Audi từ từ dựng lại ở bãi đỗ xe sinh thái khu biệt thự Hoa Úc. Hôm qua Âu Dương Cẩm Hoa đã tự mình tới đây một chuyến xem nơi ở của vị tân phó chủ nhiệm, không vì gì khác mà mấy năm sau mình có thể sẽ đi theo vị phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất từ trước đến giờ, cũng là cán bộ cấp phó bộ trẻ tuổi nhất từ khi cải cách đến nay. Cẩn thận vẫn hơn, có chuẩn bị vẫn hơn, đây là quan điểm của Âu Dương Cẩm Hoa. Từ khi biết mình sẽ làm thư ký cho phó chủ nhiệm Triệu Quốc Đống, y vừa vui vừa có chút nuối tiếc. Vui là cuối cùng đã đến lượt mình, nuối tiếc là y hy vọng có thể làm thư ký cho nguyên trưởng ban thư ký bây giờ đã lên làm phó chủ nhiệm. Dù sao mình cũng quen trưởng ban thư ký, hơn nữa nguyên trưởng ban thư ký cũng đối xử tốt với mình. Chẳng qua quyết định của tổ chức chỉ có thể phục tùng, lại còn phải làm tốt. Âu Dương Cẩm Hoa mặc dù mới 29 tuổi nhưng lúc học đã là đảng viên, sau khi tốt nghiệp đại học liền tới tập đoàn Trung Cương công tác 2 năm. Sau đó điều tới Hiệp hội Quy hoạch và Phát triển Sản nghiệp Quốc tế Trung Quốc thuộc Ủy ban Kế hoạch Phát triển làm 3 năm, 2 năm trước mới từ Hiệp hội điều tới Phòng Tổng hợp, thư ký thuộc Văn phòng Ủy ban Công tác. Tuổi y ở trong phòng không phải nhỏ nhất, lý lịch cũng không kém. Chẳng qua thời gian làm việc ở Ủy ban không lâu nên Âu Dương Cẩm Hoa cảm thấy mình là yếu thế nhất. Bất cứ một đơn vị, quần thể nào đều nói đến lý lịch. Ngoài lý lịch công tác của anh còn muốn nói số năm công tác của anh ở ngành đó. Đây là tích lũy quan hệ, cũng là cạnh tranh, tích lũy và cạnh tranh thắng sẽ được lãnh đạo cấp trên tán thành. Lần này mình coi như thành công. Chức thư ký mới nghe không phải chức vụ vinh quang gì nhưng chỉ có người trong nhà nước mới biết rõ trọng lượng làm thư ký cho lãnh đạo khác như thế nào so với một nhân viên bình thường. Nhân viên bình thường của phòng tổng hợp, ban thư ký thì anh chỉ là làm việc lặt vặt, làm tay viết. Trưởng ban thư ký, trưởng phòng giao anh bản thảo để anh sửa. Cho anh vài ý là anh phải dùng hết tâm trí suy nghĩ viết ra, sau đó sửa chữa là việc của trưởng phòng, phó trưởng ban thư ký cuối cùng căn bản không có ai nhớ được sự nỗ lực, công sức của anh. Vì cạnh tranh chức vụ thư ký này, Âu Dương Cẩm Hoa đã tích cực chuẩn bị từ một năm trước. Chủ nhiệm Trần còn có một năm đến lúc lui xuống, như vậy rất có thể có một phó chủ nhiệm mới sinh ra. Mặc kệ là sinh ra từ ủy ban hay là điều từ ngoài, cũng không cần biết bọn họ đã có thư ký hay chưa, tóm lại cũng có cơ hội. Dù là 1% cơ hội cũng phải nỗ lực 100% để tranh thủ, đây là điều Âu Dương Cẩm Hoa vẫn theo đuổi. Chăm chú cần cù làm từng việc được giao, cố gắng để trưởng ban thư ký có ấn tượng tốt nhất, Âu Dương Cẩm Hoa biết mình yếu thế, thời gian làm việc ở ủy ban quá ngắn, lý lịch thiếu. Sở dĩ mình được điều tới văn phòng ủy ban là do phó chủ nhiệm Trần Cẩm Tài đọc một bài mình viết ở hiệp hội, sau đó lại trùng hợp văn phòng thiếu một nhân viên ở phòng tổng hợp, thư ký, chủ nhiệm Trần thuận miệng nói ra. Không ai phản đối. Năm thứ nhất khi tới ủy ban, Âu Dương Cẩm Hoa chăm chỉ làm việc, mang theo đuôi làm người, chuyện người khác không muốn làm đều rơi vào đầu y không từ chối. Y tận tâm làm tốt, y tin rằng việc mình làm sẽ có lãnh đạo thấy. Bắt đầu từ năm thứ hai y cũng chủ động viết bài trình lên cho trưởng phòng, các trưởng ban, phó trưởng ban thư ký. Âu Dương Cẩm Hoa cảm thấy điểm này mình làm rất thành công, nó chẳng những phát huy thế mạnh của mình. Cũng được trưởng ban thư ký và trưởng phòng tán thành.
bây giờ mình cuối cùng đã thành công. Mặc dù không thể phục vụ nguyên trưởng ban thư ký nhưng nghe nói phó chủ nhiệm Triệu Quốc Đống còn xếp trước phó chủ nhiệm Ngụy. Mặc dù điều này không nói rõ gì nhưng cũng là ám chỉ mà. Âu Dương, cậu nói sếp mới của chúng ta có tính cách gì? Nghe nói sếp mới 36 tuổi, mẹ ơi, cậu nói sếp có phải ngồi tên lửa bay lên không? Lái xe lão Ngô làm lái xe lâu năm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển, cả đời làm lái xe, cũng hầu hạ qua vài đời phó chủ nhiệm nhưng đều không quá lâu, có lúc do vận mệnh, ví dụ như vị phó chủ nhiệm đó làm 1-2 năm là đi, cũng có do nguyên nhân do sức khỏe của sếp, cũng có do chính y là lẻo miệng, tính cách này sẽ không có vị lãnh đạo nào thích. Âu Dương Cẩm Hoa cũng không thích lái xe này, tuy không thể nói là chán ghét nhưng miệng tên này không chặt, bất cứ chuyện gì trong ủy ban đều có thể nghe được một ít từ miệng y. Người như thế tuy có quan hệ rộng nhưng không thể tin được. Ngô Thúc, cái này cháu cũng không biết, chẳng qua cũng không hẳn. Sếp trước từng làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam. Âu Dương Cẩm Hoa không muốn trả lời vấn đề này nhưng nghĩ ngày sau mình và lão Ngô sẽ phục vụ lãnh đạo khá lâu. Thư ký và lái xe là người bên cạnh lãnh đạo. Không có quan hệ tốt thì lãnh đạo sẽ thấy mình làm thư ký không đủ trình độ. Hắc hắc, trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam là cái gì? Sếp mới của chúng ta có thể từ tỉnh biên giới tiến vào ủy ban là không đơn giản. Tôi sau khi từ bộ đội chuyển ngành đã bắt đầu lái xe ở ủy ban, lái xe hơn 20 năm, từ lúc là bộ kế hoạch đến bây giờ thành ủy ban kế hoạch phát triển nhưng chưa bao giờ nghe nói đến có phó chủ nhiệm nào mới 35, 36 tuổi, ngay cả phó chủ nhiệm 40 tuổi cũng chưa thấy. Phó chủ nhiệm tự ủy ban chúng ta đi ra sẽ là bí thư hoặc chủ tịch tỉnh. Âu Dương, cậu nghĩ xem chẳng phải có nghĩa sếp mới năm 40 tuổi sẽ thành cán bộ cấp bộ trưởng sao? Mặc dù không thích nói chuyện về sếp mới với lão Ngô nhưng Âu Dương Cẩm Hoa cũng thừa nhận đối phương phân tích có lý. Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia không thể so sánh với đơn vị khác. Có thể làm đến chức phó chủ nhiệm đều là tinh anh trong tinh anh, ai cũng đều là người được lãnh đạo cao cấp của Trung ương tán thành. Sếp mới nghe nói rất được Phó Thủ tướng Tiền thưởng thức, nhưng y hôm qua cũng nghe được một người ở Bộ Năng lượng nói sếp lúc làm Cục trưởng Cục Quy hoạch Phát triển ở Bộ Năng lượng cũng rất được Phó Thủ tướng lúc đó cũng là Ủy viên trưởng Lục Kiến Bang thưởng thức. Nghĩ vậy Âu Dương Cẩm Hoa không thể không thừa nhận sếp mới có điểm đặc biệt, nếu không sao hai vị thường vụ Bộ Chính trị đều tán thành. Âu Dương, chúng ta lát nữa về thẳng ủy ban hay là đi đâu? Lão Ngô nhìn đồng hồ, bọn họ đến hơi sớm, dù sao lần đầu đón sếp. Sớm một chút vẫn hơn. Trưởng ban thư ký dặn đến ban tổ chức cán bộ trước, sau đó về ủy ban. Âu Dương Cẩm Hoa không biết trưởng ban thư ký sao an bài như vậy, có lẽ có người của ban tổ chức cán bộ trung ương đang chờ. Triệu Quốc Đống cùng Lưu Nhược Đồng đi xuống cầu thang, điều này làm hắn không quen. Theo hắn nhớ chưa ai làm như vậy, ở chỗ La Băng hắn thường rời đi một mình, chỗ Từ Xuân Nhạn cũng thế, chỗ Cổ Tiểu Âu càng thế. Bình thường hắn đi thì Tiểu Âu vẫn nằm ngủ ngon lành. Lưu Nhược Đồng đưa hắn xuống lầu làm hắn có cảm giác không nói thành lời, cũng may xe Audi đã từ từ tiến tới trước cửa. Một thanh niên cao giáo linh hoạt từ ghế phụ xuống, sau đó bên lái xe cũng có một người đàn ông béo lùn khoảng hơn 50 tuổi đi xuống. Chủ nhiệm Triệu, tôi là Âu Dương Cẩm Hoa, có thể trưởng ban thư ký đã nói với ngài, sau này tôi là thư ký của ngài, đây là lái xe của ngài, Ngô Văn Trương. Âu Dương Cẩm Hoa đi nhanh tới trước mặt Triệu Quốc Đống, cung kính mà không mất lễ độ giới thiệu mình và lão Ngô. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Ừ, trưởng ban thư ký Sinh Long đã nói với tôi, sau này chúng ta cùng nhau làm việc. Đây là vợ tôi, Lưu Nhược Đồng, cậu gọi là Lưu Tỷ, bác Ngô gọi Tiểu Lưu là được. Nhìn hai người đều cao, một bên anh Tuấn, một bên xinh đẹp, Âu Dương Cẩm Hoa và lão Ngô đều có cảm giác đây là cặp đôi trời sinh. Âu Dương Cẩm Hoa và lão Ngô vội vàng chào, Lưu Nhược Đồng cũng rất thân thiện chào hai người, bảo hai người rảnh rỗi thì tới nhà chơi. Mặc dù đây chỉ là nói cho lễ phép nhưng cũng làm người ta có ấn tượng tốt. Xe của Triệu Quốc Đống không phải xe mới nhưng có lẽ mới chạy được 1-2 năm, còn mới được bảo dưỡng. Triệu Quốc Đống ngồi vào xe cảm thấy không tệ, mặc dù hơi cũ nhưng hắn vốn không để ý nhiều mình đi xe, an toàn đặt lên trước. Xe vững vàng chạy trên đường Bắc Kinh, nhìn dòng xe tấp lập. Mọi người bận rộn đi đến nơi mình muốn tới, Triệu Quốc Đống có chút thất thần, trạm tiếp theo sẽ là nơi mình làm việc trong vài năm tới. Quyển 18, chương 35. Ban tổ chức cán bộ nằm ở đường Tây An, tòa nhà cao 8 tầng nằm ở khu có nhiều nhà cao tầng nên không làm người ta chú ý mấy. Trụ sở ban tổ chức cán bộ cách ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia không quá xa, chẳng qua Triệu Quốc Đống phải đến đây một chuyến theo đúng trình tự,
Nói cách khác, mặc dù văn bản đã gửi ra, Triệu Quốc Đống trở thành một thành viên trong bộ máy ủy ban kế hoạch phát triển, nhưng cũng cần lãnh đạo ban tổ chức cán bộ trung ương dẫn theo hắn đến tham gia hội nghị của ủy ban kế hoạch phát triển, như vậy hắn mới chính thức tiến vào ủy ban kế hoạch phát triển. Triệu Quốc Đống nhìn trụ sở ban tổ chức cán bộ mà mình năm trước cũng lên vài lần. Mọi người qua lại không nhiều, nhưng trụ sở này quyết định vận mệnh và tiền đồ của vô số người. Triệu Quốc Đống tới nơi này không còn khẩn trương như trước. Phòng Qua Tĩnh hắn rất quen, sau khi liên lạc với thư ký của Qua Tĩnh, Triệu Quốc Đống cùng một vị phó trưởng ban thư ký họ Dương đến phòng khách cạnh văn phòng Qua Tĩnh chờ, có lẽ Qua Tĩnh còn công việc chưa làm xong. Mấy phút sau Qua Tĩnh xuất hiện, cô vui vẻ chào Triệu Quốc Đống, hỏi tình hình gần đây, sau đó ra hiệu có thể tiến hành theo trình tự. Từ ban tổ chức cán bộ trung ương sang ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia cũng không mất bao thời gian. Qua Tĩnh và Triệu Quốc Đống cùng đi với phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm Phó Tuyền đến hội trường. Mà bí thư đảng ủy, chủ nhiệm Tăng Quyền Quân đã sớm ngồi đợi Qua Tĩnh ở phòng nghỉ phía sau hội trường. Sau đó Qua Tĩnh cũng chính thức giới thiệu Triệu Quốc Đống với các thành viên đảng ủy ủy ban kế hoạch phát triển. Hội nghị cán bộ tiến hành khá ngắn, cục trưởng cục cán bộ số 4, ban tổ chức cán bộ trung ương thay mặt trung ương tuyên bố quyết định bổ nhiệm Triệu Quốc Đống, Ngụy Hưng Hỉ. Sau đó Triệu Quốc Đống và Ngụy Hưng Hỉ lên phát biểu vài lời, Tăng Quyền Quân nhấn mạnh, Qua Tĩnh có lời nói phát biểu. Tất cả diễn ra theo quy củ, không hề cảnh tượng vô hạn, không kích động vạn phần, Triệu Quốc Đống phát hiện mình giờ phút này rất bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào như khi mình được điều từ bí thư huyện ủy Hoa Lâm sang làm bí thư quận ủy Tây Giang. Chẳng lẽ do trước đó mình quá hưng phấn nên giờ hết cảm giác? Triệu Quốc Đống thầm hỏi, hình như đúng là như vậy. Mặc dù cảm giác tốt hơn một chút so với khi mình từ Hoài Khánh lên bộ năng lượng, nhưng đúng là không có cảm giác quá tự hào, hoàn toàn không có. Qua Tĩnh đi rất nhanh, hội nghị vừa kết thúc Qua Tĩnh chỉ nói vài câu với Tăng Quyền Quân rồi đi thẳng. Quốc Đống, có phải mới tới nên rất có cảm xúc không? Hơi nước lượn lờ giữa hai người là chiếc bàn gỗ rộng, đúng là vì rộng nên như kéo dài khoảng cách hai bên ra. Tăng Quyền Quân nghiêng người dựa lưng vào ghế trầm giọng nói. Tăng Quyền Quân đã đoán được Triệu Quốc Đống sẽ làm phó cho mình khi Phó Thủ tướng Tiền nói chuyện với y, chẳng qua lúc ấy y còn cân nhắc xem khả năng này lớn đến đâu. Trần Cẩm Tài cùng với Hà Hiểu Phàm điều sang Bộ Thương mại làm phó bộ trưởng, đây đều là phó chủ nhiệm có thâm niên ở ủy ban, mà Ngụy Hưng Hỉ đề bạt lên làm phó chủ nhiệm cũng là lão điều chỉnh trong ủy ban, quen thuộc công việc của ủy ban, nhưng Triệu Quốc Đống này. Vâng, rất có cảm xúc, bất ngờ, rung động, vui mừng lẫn sợ hãi chiếm nhiều nhất. Triệu Quốc Đống nói ngắn gọn kết hợp vẻ mặt hơi quá để hình dung tâm trạng của mình. Hắn từng nghĩ mình nên thể hiện như thế nào trước mặt Tăng Quyền Quân, là nghiêm túc chăm chú, hay là khiêm nhường. Cuối cùng hắn quyết định theo đúng bản tính của mình, thoáng thu liễm cá tính của mình lại, chỉ như vậy mà thôi. Bất ngờ, rung động, vui mừng, sợ hãi, Tăng Quyền Quân cân nhắc ý trong câu nói của Triệu Quốc Đống. Sau lưng Triệu Quốc Đống có đồng minh rất cứng là Qua Tĩnh, tin tức sẽ không bế tắc. Rung động có lẽ có một chút, dù sao phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển so sánh với trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Điền Nam mà nói thì không gian đối mặt là lớn hơn rất nhiều. Vui mừng, có thể là thật, như vậy sợ hãi. Từ này dùng khá xảo quyệt, hắn sẽ sợ sao? Nếu là một trưởng ban tổ chức cán bộ khác điều tới làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, như vậy hắn nói hắn rất sợ thì có lẽ Tăng Quyền Quân cảm thấy đây là nói thật. Dù sao từ ban tổ chức cán bộ đột nhiên nhảy tới ủy ban kế hoạch phát triển, chỉ sợ dù trước hắn vẫn làm công tác kinh tế thì cũng cần thời gian thích ứng, khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Nhưng người này, hắn sợ sao? Tăng Quyền Quân cho rằng đối phương sẽ không. Sao lại nói như vậy? Tăng Quyền Quân có chút tò mò nói. Triệu Quốc Đống cân nhắc thái độ của đối phương. Mình vào ủy ban kế hoạch phát triển chưa chắc là điều Tăng Quyền Quân mong đợi, chỉ là tình thế mạnh hơn người. Có một số việc không phải do anh. Nhưng hắn có thể xác định Tăng Quyền Quân không có mâu thuẫn quá lớn đối với việc mình tới ủy ban kế hoạch phát triển, đây thuộc loại người xuôi dòng đẩy thuyền. Có chút bất ngờ, rung động và vui mừng, nghĩ đến trách nhiệm và công việc đối mặt nên kinh sợ, sợ mình phụ kỳ vọng của lãnh đạo. Triệu Quốc Đống rất thẳng thắn nói. Tăng Quyền Quân mở to mắt nhìn Triệu Quốc Đống một lúc, lát sau mới cười thành tiếng. Quốc Đống ơi Quốc Đống, tôi cảm thấy không phải. Bí thư thị ủy thị xã là quán quân tăng trưởng kinh tế của cả nước, chế tạo thành phố năng lượng mới, trụ sở ngành bảo vệ môi trường, ánh mắt cao xa như vậy, giỏi nắm giữ tiết tấu phát triển kinh tế như vậy, chẳng lẽ nói cậu không tự tin vào mình như vậy sao?
Triệu Quốc Đống hơi động tâm nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười chân thành. Chủ nhiệm quyền quân, tôi đây là nói thật, nói có chút ngông cuồng chính là bảo tôi làm phó bí thư thị ủy thành phố cấp phó tỉnh tôi cũng tự tin làm tốt. Nhưng muốn tôi làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, tôi đúng là không dám chắc. Tăng quyền quân khẽ gật đầu, y đương nhiên biết Ứng Đông Lưu từng hy vọng Triệu Quốc Đống có thể về An Đô làm bí thư thị ủy, chỉ là do điều kiện chưa thành thục, hơn nữa từ đủ các phương diện quan Kinh Sơn đều sẽ phải lên. Vì thế Triệu Quốc Đống vốn rất có khả năng về An Đô làm bí thư thị ủy mới có thể đến ủy ban kế hoạch phát triển. Đương nhiên không phải nói bí thư thị ủy An Đô quan trọng hơn chức phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, chỉ là sự cân nhắc nặng nhẹ của vị trí là khác nhau thôi. Quốc Đống, cậu không cần tự ti, Trung ương nếu đặt cậu tới vị trí này cũng là suy xét rất kỹ. Biểu hiện của cậu ở Ninh Lăng đủ để mọi người tán thành năng lực của cậu. Tôi nghĩ Trung ương điều cậu tới ủy ban cũng là hy vọng sự trẻ trung của cậu mang lại làn gió mới cho ủy ban, làm mọi người nhảy ra khỏi lối cũ, triển khai công việc một cách sáng tạo. Nói thật, tôi rất mong chờ cậu có thể mang lại thay đổi cho ủy ban. Tằng Quyền Quân cười nói. Triệu Quốc Đống biểu hiện rất bình tĩnh, tự nhiên trước mặt Tằng Quyền Quân. Tằng Quyền Quân nhìn ra được đối phương khá tự tin, đây là thói quen thành lập được do thời gian dài đứng dưới áp lực mà thành. Ánh mắt bình tĩnh và sâu xa kia cho thấy người này có thể đi tới vị trí cao đến thế ở tuổi này là không phải ngẫu nhiên. Chủ nhiệm quyền quân, tôi sẽ cố gắng học hỏi dưới sự lãnh đạo của ngài, nhanh chóng tiến vào trạng thái, cố gắng quen thuộc tình hình và công việc trong thời gian ngắn nhất, điểm này xin chủ nhiệm quyền quân yên tâm. Triệu Quốc Đống cũng tỏ rõ quyết tâm của mình. Ừ, Quốc Đống, năng lực và tầm nhìn của cậu không có gì phải nghi ngờ, có lẽ thiếu chỉ là một chút kinh nghiệm. Tôi tin cậu sẽ nhanh chóng thích ứng. Ủy ban lần này điều chỉnh không nhỏ, chủ nhiệm Hiểu Phàm đến Bộ Thương mại, chủ nhiệm Cẩm Tài về hưu, công việc do bọn họ phụ trách quản lý cũng cần có người nhanh chóng tiếp nhận. Ủy ban dự định chiều nay sẽ nghiên cứu phân công công việc. Do cậu mới tới nên tôi cũng muốn nghe một chút ý kiến của cậu xem cậu có ý tưởng gì trong công việc sau đây. Tăng Quyền Quân rất tự nhiên nói. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, nghe ý tưởng công việc của mình. Chưa có phân công công việc thì mình nói gì được. Hơn nữa lời nói của đối phương cũng lộ ra ủy ban sẽ tiến hành điều chỉnh toàn diện công việc, lúc này lại hỏi mình chẳng lẽ còn có thể làm công việc mà mình nói ra sao? Nhưng nếu đối phương đã hỏi, Triệu Quốc Đống cũng biết Tằng Quyền Quân nhất định có suy nghĩ của mình. Nếu mình đùn đẩy vòng vo có thể sẽ làm Tằng Quyền Quân có ấn tượng không tốt. Chủ nhiệm Quyền Quân, theo lý thuyết tôi mới tới, chưa quen công việc của ủy ban, tôi không nên phát biểu. Chẳng qua nếu ngài hỏi, tôi nghĩ mình cũng nên nói. Tôi phục tùng phân công của ủy ban, dù là phụ trách quản lý công việc nào cũng được. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy hứng thú với ngành công nghệ cao và nghiên cứu khoa học, hy vọng có thể làm một số công việc ở phương diện này. Cho nên nếu có thể tôi nguyện ý làm nhiều việc ở phương diện này. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút mới nói. Cục ngành nghề công nghệ cao vốn do Trần Cẩm Tài phụ trách quản lý, từ tổng thể công việc của ủy ban kế hoạch phát triển mà nói đây cũng là công việc rất quan trọng. Nhưng lại không có trọng lượng nặng so với một số cục khác. Quyền 18, chương 36. Cục sản nghiệp công nghệ cao. Tăng Quyền Quân hơi động tâm, y thật không ngờ Triệu Quốc Đống lại có hứng thú với ngành công nghệ cao này. Trong 6 phó chủ nhiệm ngoài một phó chủ nhiệm kiêm chức phụ chủ nhiệm văn phòng cải cách y tế quốc vụ viện, chủ yếu phụ trách công tác cải cách y tế ra, mấy vị phó chủ nhiệm khác đều phụ trách không ít công việc. Như phó bí thư đảng ủy, phó chủ nhiệm phó tuyển phụ trách quản lý các ngành như cải cách thể chế kinh tế, vận hành kinh tế, phối hợp ngành nghề, ngoại vụ, nhân sự cùng với đảng ủy cơ quan, hậu cần. Như phó chủ nhiệm đồng lập quốc phân công quản lý kinh tế quốc dân, phát triển xã hội, tài chính, vật tư cùng với bảo vệ môi trường và khí hậu, còn muốn giúp đỡ Tằng Quyền Quân quản lý công tác phát triển, quy hoạch, cũng không nhẹ nhàng gì. Đồng lập quốc vẫn cảm thấy áp lực công việc rất lớn. Thậm chí đề nghị với Tằng Quyền Quân cho rằng Triệu Quốc Đống mới tới còn trẻ khỏe vừa lúc có thể gánh vác nhiều trọng trách. Ý của y chính là muốn giao công việc bảo vệ môi trường và khí hậu ra. Một phó chủ nhiệm khác, Thạch Đức Kiến cũng không nhẹ. Y chẳng những phân công quản lý sản nghiệp cơ sở, đầu tư tài sản cố định, phân phối và thu nhập ba công việc này có thể nói là ba công việc có trách nhiệm lớn nhất của ủy ban, nhiệm vụ nặng nề nhất, còn phụ trách mảng thống kê. Trần Cẩm Tài trước phụ trách cục sản nghiệp công nghệ cao. Đầu tư nước ngoài cùng với lưu thông thương mại, bình ổn giá, cũng đều là công việc nặng nề mà phức tạp, nhất là bình ổn giá khá mẫn cảm, luôn bị đứng ở trên đầu sóng ngọn gió, cần đồng chí có danh tiếng và kinh nghiệm gánh vác.
nếu giao công việc này cho Triệu Quốc Đống thì Tằng Quyền Quân cũng có chút lo lắng. Mà Hà Hiểu Phàm sang Bộ Thương mại trước cũng phân công quản lý việc Trấn Hưng, phát triển khu vực Đông Bắc, Tây Bắc Bộ, kinh tế nông nghiệp cùng với kinh tế địa phương, đây cũng là các công việc quan trọng. Tằng Quyền Quân vẫn cân nhắc do ai quản lý mấy ngành này. Y vốn tưởng Triệu Quốc Đống nếu công tác ở An Nguyên và Điền Nam lâu dài nhất định sẽ có hứng thú với phát triển kinh tế địa phương khu vực Trung Tây, có phải nên giao khối công việc kia cho hắn không? Nhưng đối phương bây giờ lại nói muốn phụ trách mảng công nghệ cao, đúng là làm Tằng Quyền Quân có chút bất ngờ. Ý tưởng này của Triệu Quốc Đống thoáng cái phá vỡ kế hoạch của Tằng Quyền Quân. Do thoáng cái điều chỉnh hai phó chủ nhiệm, hơn nữa Đồng Lập Quốc vẫn kêu áp lực công việc quá lớn, hy vọng giao ngành bảo vệ môi trường hòa khí hậu ra, Tằng Quyền Quân vẫn cân nhắc nên làm như thế nào điều chỉnh linh hoạt phân công công việc trong ủy ban. Suy nghĩ một lát, Tằng Quyền Quân cảm thấy lần này sợ là phải có điều chỉnh lớn. Kinh tế khu vực và kinh tế nông thôn là mảng khá quan trọng, Tằng Quyền Quân thực tế cũng chưa biết nên do ai phụ trách quản lý. Theo y thấy Ngụy Hưng Hỉ quen thuộc với nghiệp vụ hơn, do y phụ trách công việc này cũng là lựa chọn tốt. Triệu Quốc Đống nếu thật sự có ý với ngành công nghệ cao, vậy thật ra có thể cân nhắc giao mảng đầu tư nước ngoài, lưu thông thương mại cho hắn, ba hạng mục công việc này tính ra không quá nặng, nhưng đối với Triệu Quốc Đống còn trẻ mới vào ủy ban kế hoạch phát triển mà nói thì Tằng Quyền Quân thấy cũng khá thích hợp. Chỉ là còn công việc bình ổn giá và bảo vệ môi trường, khí hậu. Theo thực lực kinh tế của Trung Quốc không ngừng tăng lên, quyền trên trường quốc tế cũng tăng lên, yêu cầu Trung Quốc gánh chịu trách nhiệm của nước lớn cũng tăng lên. Mà quốc tế cũng yêu cầu Trung Quốc phải có trách nhiệm bảo vệ môi trường, đối phó khí hậu thay đổi, giảm chất gây hại đến môi trường. Đồng thời bây giờ khi áp lực kinh tế càng lúc càng lớn, quần chúng nhân dân rất mẫn cảm với giá cả tăng liên tục. Hai mảng công việc nặng nề, khó giải quyết này ai nhận cũng không nhẹ. Tằng Quyền Quân bây giờ cũng lo lắng nếu giao cho Triệu Quốc Đống vừa tới ủy ban kế hoạch phát triển. Đúng là có chút đau đầu, bình ổn giá, bảo vệ môi trường và thống kê nên giao cho ai. Thẩm định thống kê hạng mục lớn thật ra có thể giao cho Chánh Thanh Tra Hứa Dược Ba, nhưng còn hai công việc còn lại. Phó Tuyền đương nhiên không thể, áp lực của y đã rất lớn, vậy Thạch Đức Kiến. Chỉ sợ cũng không thực tế, ba công việc nặng nề kia có thể ép y không thở nổi. Vẫn oán giận có thể đưa sang cho ai một hai công việc hay không? Dù là có ai hỗ trợ một công việc thì cũng có thể giảm bớt áp lực công việc cho y. Vậy chỉ có Ngụy Hưng Hỉ, nhưng Ngụy Hưng Hỉ cũng giống Triệu Quốc Đống, đều mới nhận chức. Mặc dù vốn là ủy viên đảng ủy, trưởng ban thư ký nhưng chủ yếu phụ trách phối hợp chứ không phải phân công quản lý thực chất. Giao mảng kinh tế địa phương cho Ngụy Hưng Hỉ, Tằng Quyền Quân đã cảm thấy hơi nặng nề, nếu thêm nữa sợ không có lợi cho triển khai công việc. Liên tiếp ý nghĩ hiện lên trong đầu Tằng Quyền Quân. Tằng Quyền Quân đột nhiên nở nụ cười. Quốc Đống, cậu muốn chú ý tới ngành công nghệ cao cũng là việc tốt, nhưng đây chỉ là một khối công việc nhỏ của ủy ban. Chủ nhiệm Cẩm Tài trước phụ trách ngành này, còn muốn phụ trách hai công việc khác là lưu thông thương mại và đầu tư nước ngoài, dù sao không thể chỉ phân công cậu phụ trách mỗi công việc ngành công nghệ cao mà. Cậu còn có suy nghĩ gì khác nữa không? Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút như đang nghiền ngẫm ý đồ thật sự của Tằng Quyền Quân. Chủ nhiệm, tôi mới tới nên không hiểu mấy về công việc cụ thể của ủy ban. Tôi vẫn nói câu kia, kiên quyết phục tùng an bài của tổ chức. Chủ nhiệm thấy tôi thích hợp với công việc nào, tôi sẽ học tập và cố gắng làm tốt, điểm gì không biết tôi sẽ hỏi chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm khác, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến mọi người. Tằng Quyền Quân khẽ thở dài một tiếng, Triệu Quốc Đống đây là lấy lùi làm tiến, thử dò xét mình. Đó cũng là bình thường, dù sao hắn mới tới, chưa quen công việc của ban. Hắn cũng còn chưa hiểu rõ ý đồ của mình, hắn có thể nói muốn phụ trách công việc ngành công nghệ cao đã là hiếm có, nếu ép hắn nói nữa chính là mình làm khó hắn. Được rồi, cậu cứ suy nghĩ cho kỹ, chiều nay ủy ban sẽ tổ chức hội nghị đảng ủy. Đến lúc đó mọi người cần nói ra ý tưởng công việc của mình trong năm. Lần này ủy ban điều chỉnh khá lớn, hơn nữa một vài đồng chí cũng muốn điều chỉnh công việc của mình, cho nên tôi dự định điều chỉnh tổng hợp. Chiều họp sẽ cẩn thận nghiên cứu. Thời gian buổi trưa cậu cân nhắc một chút, như vậy có được không? Tằng Quyền Quân suy nghĩ một chút mới nói. Ra khỏi văn phòng Tằng Quyền Quân, Triệu Quốc Đống cảm thấy mình nhẹ nhàng không ít. Đây không phải do Tằng Quyền Quân mang lại áp lực gì cho hắn, mà là vấn đề Tằng Quyền Quân đưa ra làm hắn thấy áp lực quá lớn. Hắn chỉ biết qua về bề ngoài của công việc ủy ban kế hoạch phát triển. Mỗi hạng mục công việc có chức trách, nghĩa vụ gì, lại có yêu cầu đặc thù gì thì hắn không biết. Nhất là đủ loại quy định, chế độ, chính sách của ủy ban kế hoạch phát triển,
hắn là cán bộ từ địa phương lên nhất định cần thời gian để quen thuộc, thích nghi. Điều này làm Triệu Quốc Đồng ý thức được muốn ăn bát cơm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển cũng không dễ. Thấy sếp từ văn phòng chủ nhiệm đi ra, trên mặt còn lộ rõ vẻ suy ngẫm. Cuộc nói chuyện này không ngắn, hơn một tiếng, bây giờ đã gần 12 giờ nhưng Âu Dương Cẩm Hoa không dám rời đi. Thấy Triệu Quốc Đống đi ra, Âu Dương Cẩm Hoa vội vàng lên đón. Chủ nhiệm Triệu, tôi dẫn ngài đi xem văn phòng của ngài. Văn phòng đã cho người quét dọn, ngài xem một chút cần bố trí gì thêm thì để tôi nói với văn phòng. Âu Dương Cẩm Hoa đi lên cầm sổ và bút cho Triệu Quốc Đống sau đó cẩn thận nói. Ồ, gần 12 giờ rồi, Âu Dương, cơm chưa bình thường ăn ở đâu? Triệu Quốc Đống đi theo Âu Dương Cẩm Hoa, hắn cũng thuận miệng nói. Ủy ban có nhà ăn, cũng cung cấp các bữa ăn tiếp khách, mùi vị cũng ngon. Âu Dương Cẩm Hoa nói. Lưu tỷ nếu chưa không nấu ăn thì cười nói có thể ăn ở đây. Văn phòng của ngài có một phòng nghỉ ở trong, chưa ngài có thể nghỉ ngơi. Âu Dương Cẩm Hoa nói không sai, Triệu Quốc Đống rất hài lòng với văn phòng của mình. Phòng nghỉ không lớn nhưng có phòng vệ sinh riêng, bên trong đặt chiếc giường mới khá rộng, một bàn trà và đèn bàn, bên cạnh là hai giá sách nhỏ. Văn phòng không quá lớn, bên cạnh còn có một phòng tiếp khách có diện tích tương đương, bố trí có thể nói rất tốt. Văn phòng Âu Dương Cẩm Hoa ở bên kia hành lang, gần như đối diện, khoảng cách không quá xa, lãnh đạo có thể gọi bất cứ lúc nào. Ánh sáng cũng tốt, cũng trồng mấy chậu cây cảnh, giá sách phía sau bàn làm việc cũng có một số sách. Triệu Quốc Đống mở ra xem đều là sách kinh tế, có lẽ là chờ mình đưa sách mình muốn đọc vào đây. Triệu Quốc Đống nhìn xung quanh rồi ngồi dựa lưng vào ghế, gật đầu nói. Được, Âu Dương, bố trí rất được, tôi thích nơi này. Đây là lần đầu Âu Dương Cẩm Hoa được sếp mới khen. Quyển 18, chương 37. Triệu Quốc Đống không định về nhà thứ nhất không muốn đi cho mệt, thứ hai hắn cũng muốn cảm nhận hơi thở chân thật ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Âu Dương Cẩm Hoa cũng chỉ có thể cùng Triệu Quốc Đống đến nhà ăn, mặc dù bạn gái đã chờ hắn nhưng bây giờ hắn chỉ có thể buông tha cho bữa ăn ngọt ngào kia. Triệu Quốc Đống và Âu Dương Cẩm Hoa xuất hiện cũng làm nhiều người chú ý. Trong hội nghị cán bộ vừa rồi, người tham gia đều ghi nhớ hình ảnh của Triệu Quốc Đống vào đầu. Phó chủ nhiệm vừa nhận chức đến nhà ăn dùng cơm tuy không nói là ra vẻ nhưng ít nhất cũng là hiếm thấy. Thi thoảng có một hai vị phó cục trưởng, phó viện trưởng đến chào. Âu Dương Cẩm Hoa phụ trách giới thiệu. Sự tự nhiên, hào sảng của Triệu Quốc Đống làm cho nhiều người thấy hứng thú với vị phó chủ nhiệm này, vừa không giống phái bình thường có lực tương tác vô địch, cũng không có vẻ kiêu căng bất phàm của phái tinh anh, làm cho người ta có cảm giác rất không bình thường. Triệu Quốc Đống ăn cơm trưa rất nhanh, cũng không hề giống như nhiều người nghĩ là hắn đến đây sẽ cùng nói chuyện với mọi người, ăn xong Triệu Quốc Đống lập tức rời đi. Kết thành một khối có lẽ là việc tốt. Có thể chứng minh lực tương tác của mình nhưng Triệu Quốc Đống không hy vọng dùng phương pháp này để chứng minh mình. Lực tương tác nghe qua là ưu điểm nhưng từ góc độ nào đó mà nói nó ẩn giấu tác dụng phụ. Đây là Ủy ban Kế hoạch Phát triển, là ngành quan trọng nhất của Quốc phụ viện, nơi này tùy tiện đẩy ra cũng là tốt nghiệp đại học như Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, bọn họ sẽ không bị mấy thủ đoạn nông dân của anh lừa gạt cho nên anh tốt nhất dùng năng lực thực sự mà chứng minh sức hấp dẫn của mình, như vậy mới được bọn họ tôn trọng. Ngồi trên ghế, Triệu Quốc Đống lẳng lặng cảm nhận cảm xúc của mình. Mình bây giờ đã là phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Phát triển, trước đây mọi việc đều thuận lợi nhưng bây giờ mình phải bắt đầu lại từ đầu. Triệu Quốc Đống đã không còn quá nhớ mình làm việc ở bộ năng lượng có trạng thái gì. Lúc ấy mình làm việc ra sao? Triệu Quốc Đống cố gắng nhớ lại lúc ấy mình mở ra cục diện như thế nào, nhưng không được như ý. Hơn nữa thân phận của hắn và bây giờ khác nhau. Lãnh đạo phân công quản lý và cục trưởng một ngành cụ thể triển khai công việc như thế nào là khác hẳn nhau. Xe đến núi sẽ có đường, Triệu Quốc Đống chỉ có thể dùng cách này để trấn an mình. 4 giờ 30 diễn ra hội nghị đảng ủy, ủy ban đã chính thức thông báo, hắn cần là nên suy nghĩ mình sau đây nên làm gì. Xem ra Tằng Quyền Quân dự định giao mấy ngành do Trần Cẩm Tài phụ trách đưa cho mình. Cục sản nghiệp công nghệ cao làm như thế nào đẩy mạnh, làm như thế nào tìm được cơ chế thích hợp. Cố gắng thúc đẩy nghiên cứu khoa học thúc đẩy ngành nghề phát triển, ở vấn đề này Trung Quốc vẫn đi sau các nước Âu Mỹ. Theo Triệu Quốc Đống thấy hệ thống nghiên cứu khoa học của Trung Quốc cần phải bao trùm tất cả các ngành có vốn nhà nước, vốn tư nhân. Mà ở điểm này các nước Âu Mỹ, nhất là Mỹ đã đi xa hơn nhiều so với Trung Quốc. Triệu Quốc Đống hy vọng mình có thể làm chút việc để thay đổi, đây cũng là nguyên nhân hắn không tiếc mạo muội tự đề cử với Tằng Quyền Quân. Tằng Quyền Quân nói cũng không sai.
mình không thể chỉ phụ trách ngành công nghệ cao, mảng công việc này tuy cũng quan trọng nhưng trong phạm vi công việc khổng lồ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển mà nói thì một công việc là quá nhỏ bé. Có thể nói bất cứ cục, phụ nào của Ủy ban Kế hoạch Phát triển lấy ra đều có trọng lượng cả. Trần Cẩm Tài trước phụ trách quản lý Cục Sản nghiệp Công nghệ Cao đồng thời cũng phân công quản lý Cục Lợi dụng Đầu tư nước ngoài và Đầu tư nước ngoài, Cục Kinh tế Thương mại, còn kiêm phụ trách Chung Cục Bình ổn giá cả cùng Cục Giám sát kiểm tra giá. Nhưng Tằng Quyền Quân nói chuyện không có mấy mảng công việc này, xem ra Tằng Quyền Quân không yên tâm giao công việc bình ổn giá cả cho mình. Điểm này Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu. Công tác lợi dụng đầu tư nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài, Triệu Quốc Đống cũng có hứng thú, đầu tư ra nước ngoài hắn vẫn thúc đẩy nhất là công ty tư nhân. Mà kinh tế thương mại cũng có không ít qua lại với Bộ Thương mại, điều này làm liên tưởng tới mấy người bạn học của Khấu Linh mà hắn đã gặp. Năm trước thị trường giá cả sắt thép và nguyên liệu thép ở trong nước rất loạn, Hiệp hội Thép Quốc gia không khống chế được cục diện. Theo Triệu Quốc Đống thấy nếu muốn tổ chức này gánh vác trách nhiệm đúng là làm khó đối phương. Các công ty thép trong nước rất phân tán, nhất công ty thép nhà nước và thép tư nhân có mâu thuẫn lợi ích, nếu có thể Triệu Quốc Đống cũng rất muốn làm chút chuyện cho ngành này. Nếu như Tằng Quyền Quân có ý giao công việc này cho mình, Triệu Quốc Đống thấy tạm được, mấy hạng mục công việc đó hắn cũng hiểu biết đôi chút, làm như thế nào triển khai công việc thì ít nhất hắn cũng có thể dự tính. Đương nhiên tất cả còn đợi hội nghị đảng ủy sắp tới nghiên cứu, chẳng qua sao lại kéo đến 4 giờ 30 mới họp thì đúng là làm hắn có chút buồn bực. Tằng Quyền Quân từ văn phòng phó thủ tướng đi ra đã là 4 giờ 30, y gọi điện về ủy ban mời tất cả mọi người chờ mình một chút, mình lập tức về. Trước khi tiến hành phân công công việc cần phải trình bày với phó thủ tướng phụ trách là điều cần làm, quy củ này Tằng Quyền Quân đương nhiên hiểu. Nói chuyện với phó thủ tướng tiền kéo dài gần tiếng, ý của phó thủ tướng rất rõ. Nếu không mạnh dạn dùng người, cứ lo lắng sẽ có vấn đề, có sai lầm thì sao có thể phát triển được. Dù có sai lầm cũng có thể thay đổi, hơn nữa dùng cơ chế giám sát để phát huy tác dụng, có thể giết chết sai lầm khi nó vừa xuất hiện là đủ. Phó Thủ tướng Tiền đây là nói ra hy vọng của mình với Tằng Quyền Quân. Tiền Việt có thái độ đồng ý với việc Tằng Quyền Quân muốn để Triệu Quốc Đống phụ trách quản lý ngành công nghệ cao, đầu tư ra nước ngoài và kinh tế thương mại. Mãi đến khi Tằng Quyền Quân rời đi vẫn cảm thấy mình chưa hiểu hết ý của Phó Thủ tướng Tiền. Hai mảng công việc bình ổn giá và bảo vệ môi trường, khí hậu, Phó Thủ tướng Tiền cũng yêu cầu cần phải đồng chí có kinh nghiệm phong phú gánh vác. Đây là hai công việc liên quan tới quốc kế dân sinh, Phó Thủ tướng Tiền có khuynh hướng do các đồng chí kỳ cựu của Ủy ban phụ trách. Chẳng qua Phó Thủ tướng Tiền nói thì dễ, tình hình Ủy ban bây giờ khá khó khăn, do ai gánh vác việc này bây giờ? Tằng Quyền Quân lại thấy đau đầu. Đây là do mình dùng đầu óc quá độ, y cảm thấy Phó Thủ tướng Tiền nói có ý gì đó nhưng trong lúc nhất thời không thể hiểu hết. Hội nghị đảng ủy sắp tới sợ rằng có không ít tranh luận, mình còn phải kiên nhẫn thuyết phục mọi người, lần này phân công coi như khá phức tạp. Tằng Quyền Quân gọi điện cho Phó Tuyền chủ ý muốn hiểu rõ ý của đối phương, nhất là muốn nghe ý kiến của đối phương về hai công việc bình ổn giá và bảo vệ môi trường do ai phụ trách. Phó Tuyền im lặng khá lâu cuối cùng đề nghị nên nói thẳng trong hội nghị đảng ủy. Lấy ý kiến của mọi người rồi quyết định. Cũng chỉ có thể như vậy, Tằng Quyền Quân có chút nuối tiếc, nếu vị trí Ngụy Hưng Hỉ trên Triệu Quốc Đống thì mình còn dễ làm nhưng mà bây giờ. Tất cả đều không có nếu như. Phòng hội nghị nhỏ của Ủy ban Kế hoạch Phát triển chỉ dùng khi tiến hành hội nghị đảng ủy hoặc ban chủ nhiệm. Phó Tuyền đến phòng hội nghị khá sớm, y biết Tằng Quyền Quân nhất định đến báo cáo với Phó Thủ tướng Tiền. Chẳng qua bây giờ ngay cả phân công công việc cũng chưa xác định. Đi báo cáo có lẽ hơi sớm, không chừng còn vướng mắc hơn nữa. Trần Cẩm Tài lui, Hà Hiểu Phàm đến Bộ Thương mại, các đồng chí dần già đi, dòng máu mới không ngừng tiến vào. Phó Tuyền đột nhiên thấy mình đã không còn trẻ, trong cả bộ máy đảng ủy thì mình là lớn tuổi nhất. Một năm nay Phó Tuyền rõ ràng nhận ra mình không còn nhiều sức lực như trước, thời gian dài ngồi ở văn phòng nên bệnh trĩ không ngừng phát tác khiến y gặp không ít khổ sở. Thức một đêm là hôm sau thấy mệt ngay. Đồng Lập Quốc không ngừng kêu than mệt mỏi, mình cũng đâu kém gì. Tằng Quyền Quân đôi khi khá mềm mỏng, Đồng Lập Quốc luôn ở đó hò hét, theo Phó Tuyền thấy Tằng Quyền Quân cũng hơi động tâm. Vấn đề là công việc giao ra cho ai chấp nhận, mình ư. Phó Tuyền không nhịn được thở dài một tiếng, tân trưởng ban thư ký Trương Ứng Bảo đi tới. Phó chủ nhiệm Phó than thở gì vậy nhỉ? Quyền 18, chương 38. Sức khỏe càng lúc càng kém, đúng là già rồi. Phó Tuyền lắc đầu làm cho gân cốt mình thư giãn hơn. Hội nghị kết thúc tôi phải đi đấm bóp mới được, ngâm suối nước nóng, không chịu được rồi.
chủ nhiệm phó, đâu đến mức như vậy. Tôi nhớ năm ngoái anh còn hò hét mọi người đi chơi bóng rổ, còn đánh tennis cơ mà. Trương Ứng Bảo vốn là cục trưởng cục quy hoạch phát triển, sau khi lên làm ủy viên đảng ủy, trưởng ban thư ký, công việc cũng có điều chỉnh. Khi trước quen phụ trách nghiệp vụ cụ thể, bây giờ thoáng cái phụ trách phối hợp là chính nên có chút không quen, chỉ là mọi người đều phải đi bước này. Ôi, năm nay không thể so với năm trước, hai năm trước tôi có thể bơi hết vịnh Hải Đông, bây giờ dám sao? Nhìn toàn băng là tôi sợ rồi, có đôi khi còn tự hỏi dũng khí ngày xưa đâu rồi. Phải thừa nhận theo tuổi tăng lên, dũng khí mất đi. Phó Tuyền thở dài nói. Ứng Bảo, Lập Quốc đi không ngừng hét y nhiều việc. Tôi thật ra muốn nói y trẻ hơn tôi vài tuổi, sức khỏe tốt hơn, tôi còn chưa kêu khổ, y đã khóc trước. Anh nói có đúng không? Khí hậu, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên là việc khó giải quyết, bị đẩy lên cao, phức tạp, còn gặp áp lực của xã hội và quốc tế. Trung ương cũng khá thận trọng ở vấn đề này, vừa lúc muốn tăng cường tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, nhưng cũng muốn duy trì phát triển kinh tế, gánh vác trách nhiệm của nước lớn, phần khác cũng phải xem tình hình thực tế của Trung Quốc, tránh ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế của cả nước. Làm như thế nào kết hợp được hai cái này cũng không dễ dàng gì. Trương Ứng Bảo đương nhiên biết suy nghĩ của Đồng Lập Quốc, giao khối này ra sẽ giảm đi nhiều việc phiền phức. Lãnh đạo chủ yếu Trung ương rất coi trọng công việc này nhưng tình hình Trung Quốc phức tạp, thúc đẩy mảng này cũng muốn chiếu cố lợi ích địa phương, có thể nói quyền lực lớn, trách nhiệm lớn nhưng đây không phải chuyện dễ ăn. Đồng Lập Quốc từ lúc nhận việc này gặp không ít việc cho nên vẫn hy vọng giao hai công việc kia ra. Mà chủ nhiệm Tăng Quyền Quân cũng tiết lộ với Trương Ứng Bảo, công việc quản lý giá cả do Trần Cẩm Tài phụ trách cũng muốn đổi người. Đây là chủ nhiệm Tăng Quyền Quân không yên tâm với Triệu Quốc Đống mới tới, có phải giao công việc này cho Ngụy Hưng Hỉ hay không cũng không rõ. Mấy hạng công việc kia không có một việc rõ ràng, ai muốn nhận việc khổ vào mình. Hội nghị đảng ủy hôm nay chỉ sợ sẽ tranh luận gay gắt, Trương Ứng Bảo cũng có chút cảm giác. Mặc dù trước đây y không tham gia hội nghị đảng ủy lần nào, đây là lần đầu tiên nhưng có thể cảm thấy được khi phân công công việc nên người liên quan nhất định sẽ tranh chấp khá lớn. Chủ nhiệm Quyền Quân, tôi cảm thấy tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó thay đổi khí hậu cần người có tầm nhìn trống trải, có sự quốc tế hóa và lối suy nghĩ đi trước phụ trách. Ngài cũng biết mấy công việc tôi đang phụ trách ép tôi gần như không thở nổi. Năm nay lại đưa ra quy hoạch lần thứ 11. Trung ương cũng có nhiều quan điểm mới, bên Cục Tổng hợp Kinh tế Quốc dân cần phải một lần nữa đưa ra quy hoạch mới, đưa ra đề nghị mới, công việc rất nặng nề. Đồng Lập Quốc hôm nay một lần nữa quyết định muốn đưa ngành tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường ra, nếu không mình đúng là không nhịn được. Tăng Quyền Quân cảm thấy Triệu Quốc Đống và Ngụy Hưng Hỉ mới làm phó chủ nhiệm, vừa lên đã phụ trách việc này sợ là có vấn đề. Theo Đồng Lập Quốc thấy đây là Tăng Quyền Quân coi thường Triệu Quốc Đống và Ngụy Hưng Hỉ. Triệu Quốc Đống lúc làm bí thư thị ủy nhiều năm như vậy, ở Ninh Lăng đã sáng tạo nơi đây thành thành phố năng lượng mới, thành phố bảo vệ môi trường hàng đầu của Trung Quốc. Năm ngoái Đồng Lập Quốc còn tới Ninh Lăng khảo sát, y có ấn tượng rất sâu về công ty tài liệu mới từ tre của Ninh Lăng, mà việc Ninh Lăng xây dựng đô thị cũng ứng dụng tài liệu mới vào cũng làm cho y cảm thấy rất khiếp sợ, đây là điều hiếm thấy trong nội địa. Mặc dù Triệu Quốc Đống khi ấy đã rời khỏi Ninh Lăng, nhưng Triệu Quốc Đống vẫn cảm thấy dấu ấn không thể phai nhạt của Triệu Quốc Đống ở Ninh Lăng. Thành phố đó phát triển là lúc Triệu Quốc Đống làm ở đó, đây là công lao của Triệu Quốc Đống, đây là quan điểm mà không ít cán bộ quần chúng nhất trí. Triệu Quốc Đống lúc làm bí thư thị ủy đã đưa ra quan điểm tiến bộ, có thể nói hoàn toàn có ý thức và năng lực ở phương diện này. Theo Đồng Lập Quốc thấy chính là người trời sinh phụ trách công việc này. Giao mảng khí hậu, bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên cho Triệu Quốc Đống sẽ không vấn đề gì. Đồng Lập Quốc nói rõ làm Tăng Quyền Quân có chút khó chịu. Bây giờ để hắn nói suy nghĩ công việc mà hắn lại cứ muốn đẩy ra. Chẳng qua Tăng Quyền Quân sớm có kết luận trong lòng. Mảng quản lý phát triển quy hoạch do mình phụ trách cũng cần Đồng Lập Quốc hỗ trợ chia sẻ. Mảng phát triển xã hội thật ra có thể cân nhắc không cần Đồng Lập Quốc phụ trách nữa, giao cho Hà Lệ Chi phụ trách. Công việc cục lương thực do Hà Lệ Chi phụ trách có thể giao cho Đồng Lập Quốc phụ trách. Về phần mảng tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường thì đúng là quá nặng nề, Đồng Lập Quốc nói không sai, hắn bây giờ đã không chịu nổi. Nếu như lại giúp hỗ trợ mảng quy hoạch phát triển cho mình đúng là càng không chịu được nữa. Tôi thấy như vậy không hay lắm. Lão Đồng, phát triển xã hội hay là giao cho chủ nhiệm Lệ Chi phụ trách, chị ấy bây giờ kiêm chức chủ nhiệm văn phòng cải cách y tế, phụ trách công việc này là thích hợp nhất. Mà cục lương thực thì anh cần chú ý nhiều hơn. Đề nghị của Tăng Quyền Quân cũng nằm trong dự đoán của Đồng Lập Quốc.
muốn mình giúp đỡ đối phương mảng quy hoạch phát triển, như vậy nhất định là muốn giảm áp lực cho mình, nhưng chỉ riêng mảng phát triển xã hội còn chưa đủ, phải đẩy tiết kiệm tài nguyên bảo vệ môi trường ra mới được. Thấy Đồng Lập Quốc không lên tiếng, Tăng Quyền Quân nhíu mày. Phó Tuyền lúc này cười nói. Chủ nhiệm Quyền Quân, tôi thấy như thế này có được không? Áp lực công việc của Lão Đồng đúng là khá lớn, năm nay lại giúp anh cục quy hoạch phát triển. Mà tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường cũng không phải công việc dễ làm. Vừa nãy anh cũng nói Phó Thủ tướng Tiền hy vọng công việc này do một lão đồng chí phụ trách, như vậy đi, mảng này giao tôi, như vậy coi như giảm áp lực cho Lão Đồng. Chẳng qua năm nay tôi có lẽ phải sang nước ngoài nhiều hơn, coi như mở rộng tầm mắt. Tăng Quyền Quân và Đồng Lập Quốc vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút kinh ngạc. Phó Tuyền là phó chủ nhiệm lâu năm ở ủy ban, lại kiêm phó bí thư đảng ủy, uy tín rất cao, tuổi chỉ 2-3 năm nữa là tới. Nói thật nhiệm vụ của y bây giờ cũng không nhẹ, ngay cả Tăng Quyền Quân cũng thấy mình đè quá nhiều công việc cho Phó Tuyền. Chẳng qua bây giờ tình hình ủy ban là vậy, có vài công việc cần do đồng chí có kinh nghiệm phong phú phụ trách. Nhưng Phó Tuyền nếu nhận mảng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường thì sức khỏe có chịu nổi không? Tăng Quyền Quân cảm thấy đối phương sợ rằng còn muốn nói nữa. Phó Tuyền không phải người thích tranh quyền, công tác ở ủy ban nhiều năm như vậy, phối hợp ăn ý với mình nên Tăng Quyền Quân khá tôn trọng Phó Tuyền. Chủ nhiệm Quyền Quân, tôi cảm thấy vừa nãy Lão Đồng nói rất có lý, đó chính là muốn tăng trọng trách cho đồng chí trẻ tuổi, thêm trọng trách cho đồng chí mới. Mảng cải cách thể chế kinh tế, vận hành kinh tế và phối hợp ngành nghề tôi đã phụ trách nhiều năm, tôi đề nghị có nên giao cho đồng chí mới phụ trách, rèn luyện không? Tôi cũng sẽ hỗ trợ. Đề nghị của Phó Tuyền lập tức khiến các thành viên đảng ủy tranh luận. Ba công việc này không hề nhỏ, dù cải cách thể chế kinh tế nghiên cứu là chính, mà vận hành kinh tế và phối hợp ngành nghề lại có quyền giám sát và xét duyệt khá lớn. Tăng Quyền Quân lập tức hiểu ra. Phó Tuyền này xem ra hiểu rõ ý đồ của Tiền Việt, mình lại chậm hiểu. Chẳng qua đây cũng là bình thường, Triệu Quốc Đống nếu là người Phó Thủ tướng Tiền coi trọng như vậy, tăng thêm trọng trách cũng có thể rèn luyện cho đối phương. Bây giờ Phó Tuyền nói ra còn chấp nhận giúp đỡ thì quá tốt. Ừ, ý của Lão Phó tôi đồng ý, đồng chí còn trẻ cần phải gánh vác trọng trách, không ai trời sinh đã biết hết, ai cũng phải làm quen mới biết. Chủ nhiệm Quốc Đống trước đã từng làm Cục trưởng Cục Quy hoạch Phát triển bên Bộ Năng lượng, cũng tiếp xúc qua công việc này. Bây giờ lại có kinh nghiệm công tác phong phú ở địa phương, tôi thấy có nên để đồng chí Quốc Đống quản lý ba công việc mà chúng ta đã nói, cũng giúp đồng chí Phó Tuyền phụ trách hai mảng vận hành kinh tế và phối hợp ngành nghề. Chủ nhiệm Hưng Hỷ thì cũng vậy, ngoài kinh tế địa phương, kinh tế nông thôn ra cũng giúp đồng chí Phó Tuyền phụ trách ngành cải cách thể chế kinh tế. Về phần bình ổn giá, Tăng Quyền Quân nhìn Phó Tuyền gật đầu hiểu ý và lên tiếng. Chủ nhiệm Lệ Chi phân công quản lý phát triển xã hội, mà bình ổn giá cũng liên quan tới vấn đề dân sinh, tôi đề nghị do chủ nhiệm Lệ Chi phụ trách việc này. Ngoài ra chủ nhiệm Quyền Quân, tôi có đề nghị ba công việc tôi vừa nói nên do hai vị chủ nhiệm Triệu Quốc Đống và Ngụy Hưng Hỷ quản lý, nếu bọn họ có gì không rõ trong công việc thì mọi người có thể bàn bạc, nghiên cứu, như vậy cũng dễ cho các cục bên dưới triển khai công việc. Tăng Quyền Quân suy nghĩ một chút thấy Phó Tuyền nói cũng có lý nên gật đầu đồng ý. Quyền 18, chương 39. Hội nghị đảng ủy kéo dài tới gần 7 giờ 30 mới kết thúc. Ngoài thảo luận phân công công việc ra còn muốn mỗi người phát biểu ý tưởng công việc sau đây của mình. Đương nhiên do phân công công việc có điều chỉnh khá lớn nên mọi người chỉ nói mấy câu phiến diện. 9 thành viên đảng ủy có thể nói ai cũng đều phụ trách nhiều công việc, không ai nhẹ nhàng gì cả. Nhất là ba người Hà Lệ Chi, Triệu Quốc Đống, Ngụy Hưng Hỷ. Hà Lệ Chi tháng 11 năm trước vẫn còn là thường vụ tỉnh ủy tỉnh Ngạc, phó chủ tịch tỉnh điều tới làm chủ nhiệm văn phòng cải cách y tế quốc vụ viện. Sau đó tháng 12 được bổ nhiệm làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, xếp trên Triệu Quốc Đống. Vị phó chủ nhiệm này trước đó Triệu Quốc Đống chưa từng tiếp xúc, không giống mấy người Phó Tuyền, Đồng Lập Quốc, Thạch Đức Kiến cùng Ngụy Hưng Hỷ ít nhất cũng biết một chút. Đợt chạy hạng mục sân bay Ninh Lăng và cao tốc Côn Văn, Triệu Quốc Đống cũng gặp mấy người này một ít, dù không quá quen ít nhất mọi người biết nhau. Bữa liên hoan thành viên đảng ủy tổ chức ở nhà hàng Toàn Tụ Đức, vừa có ưu đãi vừa có tính đại diện. Nơi đây có hoàn cảnh trang nhã, kiến trúc cổ điển, rất có không khí dân tộc. Ngồi trên tầng 2 có thể ngồi xem nghệ sĩ biểu diễn các loại hình nghệ thuật dân tộc ở bên dưới. Triệu Quốc Đống đúng là chưa tới quán này bao giờ, chỉ riêng vị trí này, hoàn cảnh như thế này thì kinh doanh cũng không kém. Hoàn cảnh nơi đây làm người ta thấy một mặt khác của Bắc Kinh. Triệu Quốc Đống ngồi bên cạnh Phó Chủ nhiệm Thạch Đức Kiến.
Thạch Đức Kiến là người tỉnh thương, hai người rất nhanh tìm được tiếng nói chung. Từ lúc nhân viên phục vụ mang trà lên, Thạch Đức Kiến nói khá nhiều với Triệu Quốc Đống về văn hóa trà. Quốc Đống, cậu chắc không biết trà Bích Phụ Ninh Lăng tôi đã nếm, nói thật dù là về lịch sử, về nguồn gốc, phẩm chất, về mùi vị đều không bằng trà Cửu Bảo quê tôi. Cậu phải thừa nhận trà vốn không phải đặc sản của Ninh Lăng, nổi tiếng ở tỉnh An Nguyên phải là trà Tân Châu. Chỉ là mấy năm cậu làm bí thư thị ủy Ninh Lăng nên mới làm trà Ninh Lăng có tiếng. Thạch Đức Kiến một bên nhấm nháp miếng da vịt giòn bóng, một bên nói. Tôi về quê một chuyến là có thể nghe được nhà kinh doanh chè ở quê than thở bị chè Ninh Lăng chiếm thị trường của bọn họ. Tập đoàn Dụ Thái bây giờ muốn chiếm thị trường chè ở cả Hong Kong, Đài Loan. Chủ nhiệm Thạch, lịch sử cũng tốt, nguồn gốc cũng tốt, tôi không dám nói chè Ninh Lăng tốt hơn chè Cửu Bảo, nhưng nếu về phẩm chất thì chất lượng do tập đoàn Dụ Thái sản xuất anh cũng có thể tin mà. Mùi vị thì khó nói, mỗi người có ý kiến khác nhau. Nhưng bây giờ chè Bích Phụ Ninh Lăng có tiếng ở Hong Kong, Đài Loan, khu vực Đông Nam Á cũng là sự thật. Chè Cửu Bảo không thể chỉ nhìn vào quá khứ mà. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Về phần chè Ninh Lăng có thể tạo được động tĩnh lớn như vậy thì không có quan hệ với tôi mấy. Là do ánh mắt của Dụ Thái tốt, thủ đoạn kinh doanh cao, tôi chỉ có tác dụng làm cầu nối mà thôi. Ừ, thủ đoạn kinh doanh của Dụ Thái đúng là rất cao. Bên Hong Kong, Đài Loan, Đông Nam Á trước là thị trường truyền thống của chè Cửu Bảo. Sau đó chè Ninh Lăng tiến vào chiếm thị phần khá lớn. Nhất là nghe nói ngay cả chè Phổ Nhĩ bây giờ cũng chỉ có thị phần ngang với chè Ninh Lăng. Trong chè sau thì nổi tiếng nhất là Phổ Nhĩ, Cửu Bảo, An Hóa, Tam Túc Thành bốn nước đại chiến. Chè Ninh Lăng tiến vào đúng là kẻ sau đè kẻ trước. Thạch Đức Kiến rất biết ăn nói, y hơi gầy, đeo kính mắt gọng vàng trông như một giáo sư tiến sĩ, có trình độ cao về văn hóa trà, xem ra y là người tôn sùng với chè Cửu Bảo. Chủ nhiệm Thạch, lời này của anh không đúng rồi. Chè lúc nào là bốn nước phân tranh? Chè xanh Hàm Ninh, tỉnh Ngạc chúng tôi chẳng lẽ anh quên sao? Bên cạnh truyền tới một giọng nói. Ồ, tôi quên mất chủ nhiệm Hà là người Hàm Ninh, chẳng qua tôi thấy chị đều uống trà dinh dưỡng, đã bao giờ thấy uống trà pha đâu. Thạch Đức Kiến ngẩn ra rồi nói. Đúng là thú vị, hôm nay Ủy ban Kế hoạch Phát triển chúng ta ngồi liên hoan không ngờ có ba người có quan hệ sâu xa với trà. Tôi là người Thương Ngô, chủ nhiệm Hà là người Hàm Ninh, chủ nhiệm Quốc Đống không phải người N nhưng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng nhiều năm, mọi người nói có phải là có đu ẩn phận không? Tôi không uống trà cũng không có nghĩa là chủ nhiệm Thạch có thể loại chè Hàm Ninh quê tôi ra. Chủ nhiệm Triệu, anh nói một cách công bằng xem có phải như vậy không? Hà Lệ Chi là người nói tiếng phổ thông, hoàn toàn không nghe ra tiếng tỉnh Ngạc, không giống Triệu Quốc Đống và Thạch Đức Kiến, hai người thi thoảng vẫn thêm tiếng địa phương vào. Hà Lệ Chi giả vờ tức giận trông khá quyến rũ. Hà Lệ Chi mới hơn 40 tuổi nhưng chăm sóc rất tốt, nhìn qua trẻ hơn tuổi 3-4 tuổi, da rẻ vẫn tốt. Triệu Quốc Đống còn chưa kịp trả lời, Thạch Đức Kiến đã cười hì hì nói. Chủ nhiệm Hà, tôi nói như vậy cũng có lý của nó. Trên thực tế chè Hàm Ninh mặc dù có danh tiếng nhưng loại trà này chủ yếu thỏa mãn khu vực dân tộc thiểu số, nhưng ở khu vực người Hán và thị trường nước ngoài thì chè Hàm Ninh và trà xuyên biên đều không được ưa chuộng mấy. Ba người nói chuyện về trà cũng khiến mấy người khác chú ý, Thạch Đức Kiến cũng nhân cơ hội thể hiện kiến thức uyên bác của y về trà đạo. Đồ ăn của nhà hàng khá ngon, đối với người ở Bắc Kinh lâu ngày có lẽ không thấy nhưng như Hà Lệ Chi, Triệu Quốc Đống mà nói thì đúng là có mùi vị khác hẳn. Mặc dù Triệu Quốc Đống uống khá tốt nhưng lần đầu nên hắn khá khắc chế. Chẳng qua hắn vẫn mời mỗi người một chén, tám chén mao đài vào bụng mà mặt không chút thay đổi cũng làm mọi người than thở. Không khí bữa ăn khá tốt, Tăng Quyền Quân và Phó Tuyền cũng thể hiện trình độ rất cao làm Triệu Quốc Đống cảm thấy phong cách ở bộ khác với địa phương, càng nhiều thứ giấu trong vẻ tươi cười, anh rất khó từ bề ngoài mà phán đoán được tình hình là thật hay giả. Giống như trước đó hắn nghe nói Thạch Đức Kiến và Đồng Lập Quốc không quá hòa hợp nhưng ít nhất trong bữa ăn hắn thấy hai người này có quan hệ khá được. Mà Hà Lệ Chi nói năng điều độ, những lời nói ra đều trải qua suy ngẫm kỹ càng cũng chứng minh vị nữ phó chủ nhiệm duy nhất này không hề đơn giản. Ăn một bữa có đôi khi anh không thể quan sát được gì mấy. Ăn thịt dê nướng rất hợp với hứng thú của Triệu Quốc Đống sau bữa rượu, canh nấm cũng rất có đặc sắc. Nhà hàng này lấy vịt nướng để nổi tiếng có thể nấu những món kia ngon như vậy đúng là làm cho Triệu Quốc Đống mở rộng tầm mắt. Lúc làm ở bộ năng lượng, Triệu Quốc Đống mặc dù đi không ít cuộc nhưng chính thức có thể ngồi ăn thoải mái như thế này là hơi hiếm, hầu hết đều là uống đầy bụng rượu. Đến cấp độ này có lẽ phong cách sẽ dần thay đổi.
Làn gió mát từ ngoài cửa thổi vào làm đầu óc hắn trở nên rõ ràng. Tửu Lượng dù tốt nhưng uống liên tục 8 chén đúng là người bình thường không thể chịu được. Triệu Quốc Đống cũng đã lâu không uống thoải mái như vậy. Ấn tượng lần đầu rất quan trọng, có người không quá để ý thái độ uống rượu của anh, cũng có một số người muốn từ chi tiết để đánh giá một người, không khí uống rượu ít nhất cũng không lưu lại ấn tượng xấu, đây là quan điểm của Triệu Quốc Đống. Ngồi sau xe Audi, Triệu Quốc Đống im lặng không nói, xe đi khá chậm. Âu Dương Cẩm Hoa quan sát phản ứng của sếp, làm thư ký cần có tố chất cơ bản là cần mẫn, muốn làm một thư ký tốt cần phải có năng lực và linh tính. Đây là lời bạn của y đã nói khi đối phương uống say. Bạn thân của Âu Dương Cẩm Hoa ở trong đội bóng đá trường đại học bây giờ đã là phó chủ tịch huyện ở một thị xã, y chỉ cao hơn Âu Dương Cẩm Hoa một khóa. Người này làm thư ký cho bí thư thị ủy 9 năm, sau khi lãnh đạo đi, y xuống làm trợ lý chủ tịch, một năm sau thành phó chủ tịch huyện. Năng lực và linh tính, hai chữ này không có nhiều ý nghĩa, từ này không thâm ảo mấy. Nó giống như câu trong tiểu thiếu võ học. Vạn Lưu Quy Tông, có lẽ anh cũng chỉ tăng lên về cấp bậc nhưng mãi không thể tiến vào trung tâm quyền lực. Quyền 18, chương 40. Âu Dương Cẩm Hoa thấy sếp đang giơ bàn tay phải lên nhìn, ánh mắt chăm chú nhìn năm ngón tay giống như thầy tướng số nhìn chỉ tay. Điều này làm Âu Dương Cẩm Hoa có chút khó hiểu, chẳng lẽ sếp còn tin điều này? Vừa lên xe sếp đã nhìn vào tay mình, Âu Dương Cẩm Hoa không nhìn ra vẻ mặt sếp. Hội nghị đảng ủy kéo dài tới 7 giờ mới kết thúc. Thậm chí không nghỉ để ăn cơm. Ai cũng biết hội nghị tiến hành nghiên cứu phân công công việc nhưng không ai biết kết quả. Triệu Quốc Đống tuy nhìn vào bàn tay nhưng tâm tư đã bay đi tận đâu. Không thể nghi ngờ đề nghị đột nhiên hôm nay của Phó Tuyền đã phá vỡ dự định của Tằng Quyền Quân. Dự định tốt chưa chắc đã là không tốt nhưng lại chưa chắc thích hợp nhất đối với Triệu Quốc Đống. Trong ủy ban đã xác định mình phụ trách Cục Kinh tế Thương mại, Cục Đầu tư nước ngoài cùng với Cục Sản nghiệp Công nghệ Cao. Đây vốn là do Trần Cẩm Tài trước phụ trách, mình phụ trách hai mảng này cũng là bình thường. Triệu Quốc Đống không có ý kiến gì. Nhưng đột nhiên đẩy Cục Vận hành Kinh tế cùng Cục Phối hợp Ngành nghề vào tay mình, chỉ sợ Tằng Quyền Quân trước đó không có ý này. Khẽ thở dài một tiếng, hôm qua Lưu Nham gọi điện cho mình, nhắc mình nước trong ủy ban không đục nhưng tuyệt đôi không trong, đường đường là tiểu quốc vụ viện liên quan tới vô số quần thể lợi ích sao có thể là trắng tinh được. So sánh với ba cục đã được xác định trước. Công việc của hai cục sau có trọng lượng khác hơn nhiều. Cục điều tiết vận hành kinh tế nắm trong tay đại cuộc điều chỉnh và vận hành cụ thể, có quan hệ khá dày đặc với Bộ Năng lượng, Bộ Giao thông, Bộ Đường sắt và Tổng cục Hàng không dân dụng, có chức trách khống chế tổng quan các ngành kinh tế quốc dân. Mà Cục Phối hợp Ngành nghề càng không đơn giản. Lấy một ví dụ đối với bất cứ hạng mục công nghiệp nào lớn có liên quan tới các công ty nhà nước, công ty tư nhân, công ty liên doanh đều cần phải được qua Cục Phối hợp Ngành nghề xét duyệt. Đây mới chỉ là một bộ phận nhỏ trong nhiều chức năng của cục này. So sánh với ba cục kia, phạm vi công việc hai cục này bao trùm rộng hơn nhiều, liên quan tới nhiều ngành nghề, đơn vị hơn nhiều. Nói thẳng ra chính là tài nguyên quyền lực lớn hơn nhiều, đồng thời trách nhiệm và mạo hiểm cũng lớn hơn. Phó Tuyền tại sao lại giao ra mấy hạng mục công việc đó, hơn nữa thoáng cái đưa hai công việc quan trọng nhất lên vai mình, Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không rõ. Trên đời không có yêu và hận vô duyên vô cớ. Phó Tuyền quyết không thể vì y chủ động nhận công việc bảo vệ môi trường cùng với tiết kiệm tài nguyên mà giao ra công việc này. Nguyên nhân trong đó Triệu Quốc Đống chỉ có thể từ từ cân nhắc, nếu như nói Cục Vận hành Kinh tế cùng Cục Phối hợp Ngành nghề coi như ngón trỏ và ngón cái trên tay mình, như vậy công việc của Cục Kinh tế Thương mại chính là ngón giữa, ngón tay cái cùng ngón trỏ thậm chí ngón giữa phối hợp cũng có thể dễ dàng hoàn thành công việc khá phức tạp. Nhưng nếu như ngón nhẫn Cục Sản nghiệp Công nghệ Cao cùng ngón út Cục Đầu tư nước ngoài cũng có thể dung hợp được. Như vậy một bàn tay này thật sự có thể tạo ra cả thế giới. Chỉ mong mình có thể thực hiện được động tác này một cách hoàn mỹ. Lưu Nhược Đồng một mực ngồi trong phòng khách xem TV, bóng người thay đổi trên màn hình đối với cô mà nói lại không có chút tác dụng gì, cô không thấy được gì cả. Ngoài cửa cuối cùng có tiếng động, Lưu Nhược Đồng đi nhanh ra mở cửa, mùi rượu đập vào mặt làm cô nhíu mày. Nhưng nhìn ánh mắt và vẻ mặt của Triệu Quốc Đống, Lưu Nhược Đồng yên tâm hơn. Ánh mắt rất tỉnh táo. Ngoài mặt cũng không có gì khác lạ chỉ còn lưu lại vẻ mặt tự hỏi. Cầm cặp trong tay Triệu Quốc Đống, Lưu Nhược Đồng nhẹ nhàng nói. Sao về muộn như vậy anh? Hội nghị đảng ủy nghiên cứu phân công công việc đến 7 rưỡi, mọi người ngồi ăn cùng nhau nên muộn một chút. Lưu Nhược Đồng chú ý vẻ mặt Triệu Quốc Đống có chút khác lạ nên hơi khẩn trương. Chẳng lẽ hắn mới tới mà ủy ban đã có người nhầm vào hắn? Hình như không thể,
Hơn nữa với tính cách của Triệu Quốc Đống thì nếu ủy ban cố ý làm khó hắn chỉ sợ càng kích thích đấu trí của hắn. Nhưng vẻ mặt của hắn bây giờ có chút hoang mang nên cô không nhìn ra được có ý gì. Đã xác định rồi chứ anh? Lưu Nhược Đồng cảm thấy mình bây giờ càng lúc càng giống một người vợ. Trước đây cô không hứng thú biết chuyện của hắn, nhất là công việc của hắn cô càng không muốn Hoàng Mộng Chân, mà bây giờ trong lòng cô luôn thấy tò mò và mong sớm hiểu. Xác định rồi. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra thay đổi của Lưu Nhược Đồng. Ồ, em không phải cũng thấy hứng thú anh phụ trách quản lý gì đó chứ? Mặt Lưu Nhược Đồng nóng lên, chẳng biết từ lúc nào mình đã thật sự thay đổi, ngay cả hắn cũng thấy thế, như vậy nói rõ mình thay đổi quá lớn. Anh không phải khó khăn lắm mới về được sao? Lưu Nham gọi điện bảo em nhắc anh là nước ở ủy ban kế hoạch phát triển sâu mà không đục, em cảm thấy lời này có nhiều nghĩa. Lưu Nhược Đồng cố che giấu cảm xúc của mình. Sâu mà không đục. Triệu Quốc Đống cầm khăn mặt nóng Lưu Nhược Đồng đưa tới. Mùa xuân Bắc Kinh có nhiều bụi cát làm người ta luôn có cảm giác mặt không quá sạch. Hắn lau xong gật đầu nói. Ừ, những lời này rất chính xác. Có phải là anh cảm thấy gì không? Lưu Nhược Đồng khá nhạy cảm ý thức được gì đó. Chưa thể nói chẳng qua công việc trong ủy ban đúng là có chút nằm ngoài dự đoán của anh. Ừ, từ phân công công việc anh có thể cảm giác được một chút. Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế, suy nghĩ một chút rồi nói. Không thoải mái ư, hay là không quá hài lòng? Lưu Nhược Đồng nhíu mày nói. Cũng không hẳn, thoải mái hay không thì không thể hiện được công việc mình phụ trách, còn phải xem trong công việc sau này như thế nào. Hài lòng thì nói như thế nào nhỉ? Hơi khác suy nghĩ của anh. Anh vốn tưởng ủy ban sẽ để anh phụ trách mảng kinh tế địa phương và kinh tế nông thôn nhưng không ngờ lại đưa cho anh hai mảng có trách nhiệm quá nặng. Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Nếu là người khác nhìn thì nhất định là ủy ban coi trọng anh, cho nên tăng trọng trách cho anh. Nhưng đối với anh mà nói trọng trách có nghĩa trách nhiệm của anh càng lớn, mạo hiểm và nghĩa vụ cũng tăng lên. Mà em cũng có thể hiểu con người anh, làm việc phải làm tốt, nhưng nhiều khi anh chưa chắc có thể làm cho mình hài lòng. Lưu Nhược Đồng thở ra một hơi, nghe ý của Triệu Quốc Đống tức là ủy ban giao nhiệm vụ rất nặng nề cho hắn, thậm chí vượt qua dự đoán của hắn. Điều này làm hắn có chút lo lắng, đây là lần đầu cô thấy Triệu Quốc Đống có vẻ mặt không quá tự tin. Quốc Đống, lần đầu em thấy anh không tự tin vào mình, em cảm thấy anh có thể làm được. Chỉ một câu ngắn gọn nhưng thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của cô vào Triệu Quốc Đống. Hơn nữa cô tin vào Triệu Quốc Đống cũng là từ đủ biểu hiện của hắn khi kết hôn đến giờ. Bắt đầu từ khi hắn điều từ Hoa Lâm tới quận Tây Giang, gần như mỗi lần Triệu Quốc Đống điều chỉnh công việc đều có vẻ tử chiến đến cùng. Hắn làm tốt ở Hoa Lâm, người ta điều hắn tới quận Tây Giang đang dở chết dở sống, nhận chức bí thư còn cả một cơ nghiệp hủ bại. Triệu Quốc Đống chỉ dùng thời gian một năm để thay đổi tất cả, mặc dù không thể nói thực hiện thoát thai hoán cốt, nhưng ít ra tại kết cấu sự nghiệp đã đồng chí căn bản. Đến Hoài Khánh, một thị xã vốn hỗn loạn nhưng sau khi hắn làm phó thị trưởng thường trực đã xử lý hết số nợ của quỹ tín dụng, điều chỉnh kết cấu sản nghiệp, chế tạo Hoài Khánh làm thành phố công nghiệp mới, mỗi một công việc đều dùng hết nỗ lực. Có lẽ chỉ thời gian hắn tới bộ năng lượng là khá bình yên. Mà từ bộ năng lượng đến thị xã Ninh Lăng hắn từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, trong 3 năm biến Ninh Lăng thành thị xã đầu tiên của khu vực đất liền đột phá GDP 100 tỷ. Đến miền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng tạo sóng gió cực lớn. Không cần biết bên ngoài đánh giá tốt hay xấu nhưng chỉ riêng bản lĩnh này đã không dễ có người so sánh được. Triệu Quốc Đống nhìn vẻ mặt kiên định mà bình tĩnh của Triệu Quốc Đống, hắn cười nói. Em tin anh như vậy sao? Không tin anh thì em còn tin ai? Lưu Nhược Đồng nghiêng đầu hỏi. Bị Lưu Nhược Đồng hỏi lại, Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Hắn lắc đầu nói. Anh tự biết bản thân mình. Lần này đến bộ có lẽ là thử thách lớn nhất từ khi anh theo chính trị. Kinh nghiệm công tác ở địa phương đưa vào cấp bộ chưa chắc đã là chính xác hợp lý. Lúc trước sợ lãnh đạo không tin tưởng, phân công công việc ít cho mình, nhưng khi có nhiều công việc lại thấy mình không tự tin. Lưu Nhược Đồng nhìn thẳng vào mắt Triệu Quốc Đống, như muốn nhìn ra suy nghĩ thật của hắn. Triệu Quốc Đống không né tránh, chỉ lặng lẽ nhìn lại. Lúc lâu sau Lưu Nhược Đồng mới cắn môi nói. Anh có thể làm được. Em tin vào ánh mắt và sức phán đoán của mình. Quyển 18, chương 41. Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng chăm chú đọc báo cáo của năm cục mình phụ trách. Trước đó mặc dù đã có qua lại với Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, nhưng chủ yếu là cục sản nghiệp cơ sở. Khi vận động cho cao tốc Côn Văn, Triệu Quốc Đống cũng chỉ ra mặt hai lần,
còn phụ trách cụ thể là do Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh cùng thị xã phụ trách. Chẳng qua đợt chạy hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh, Triệu Quốc Đống cũng có qua lại với cục phối hợp ngành nghề mà mình phụ trách bây giờ, cuối cùng thông qua các loại thủ đoạn mới vượt qua kiểm tra, khiến hạng mục này có thể vận chuyển thành công. Bây giờ thoạt nhìn hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh mặc dù không tính là hạng mục tốt đẹp nhất nhưng hạng mục này có ý nghĩa rất lớn. Nó đột phá được sự lũng đoạn của hai tập đoàn nhà nước khổng lồ là Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng lũng đoạn ngành điện phân nhôm. Cũng bởi vì Hâm Đạt phá vỡ được tầng băng dày này khiến cho tập đoàn Hy vọng Phương Đông cũng được phê duyệt hạng mục ở Nội Mông và Tam Môn Hạp. Công ty tư nhân đã phá vỡ sự lũng đoạn của công ty nhà nước ở ngành oxy hóa, nó tạo ra hiệu ứng cực lớn đến bây giờ vẫn còn lưu truyền trong giới kinh tế tư nhân. Triệu Quốc Đống không biết mình thúc đẩy hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh vượt qua cửa có phải là cơ sở để mình lọt vào mắt lãnh đạo Trung ương hay không. Vì thế mình làm ở Điền Nam chưa đầy năm đã nhảy lên Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Nếu như thật vì nguyên nhân này thì không phải rất thú vị sao? Mặc kệ nói như thế nào thì cục phối hợp ngành nghề bật đèn xanh cho hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh và hạng mục của Hy vọng Phương Đông sau này cũng làm Triệu Quốc Đống có chút hài lòng. Cũng như lời hắn từng nói hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh, Hâm Đạt và hạng mục điện phân nhôm của Hy vọng Phương Đông ở Nội Mông, Tam Môn Hạp sẽ khiến cho thừa sản lượng và áp lực năng lượng lớn hơn, nhưng hắn cho rằng hai công ty tư nhân đột phá được sự lũng đoạn, phong tỏa của công ty nhà nước là có ý nghĩa quan trọng hơn, thậm chí vượt xa giá trị bản thân của nó. Ý nghĩa chính trị vượt xa ý nghĩa kinh tế, nó chẳng những phản kích những kẻ phát ngôn câu quốc tiến dân lui, hơn nữa cũng mang lại một tia hy vọng cho công ty tư nhân ở các ngành sản xuất khác. Ý nghĩa quốc gia sẽ mở cạnh tranh ở nhiều ngành sản xuất hơn, làm cho công ty tư nhân và công ty nhà nước có thể cùng đứng ở một bậc thang cạnh tranh nhau. Mùa đông sắp qua đi, mùa xuân còn có thể xa sao? Đây là mục đích mà Triệu Quốc Đống thấy có thể đạt được. Công việc của năm cục nhìn như phức tạp khó phân biệt nhưng các cục đều có cục trưởng, phó cục trưởng, công việc hàng ngày đều có các cục trưởng phụ trách an bài. Lãnh đạo phụ trách quản lý chủ yếu là dẫn hướng và đốc thúc. Dựa theo nguyên tắc mà ủy ban xác định rồi đưa ra ý kiến chỉ đạo chung. Đưa ra quyết định ở các vấn đề quan trọng, các việc lớn hơn thì còn có chủ nhiệm và hội nghị đảng ủy, thậm chí là phó thủ tướng phụ trách quản lý, muốn nói áp lực và trách nhiệm cũng không quá lớn. Nhưng đây chỉ là cách làm của lãnh đạo quản lý quá tầm thường, chính thức muốn đạt được mức để mọi người phục như vậy anh nhất định phải kết hợp chính sách tinh thần của Trung ương, đưa ra quan điểm của mình, hơn nữa có thể làm mọi người cảm phục. Hơn nữa áp dụng thúc đẩy tạo ra hiệu quả, chỉ như vậy anh mới coi như là một lãnh đạo phụ trách quản lý đủ tư cách. Hơn nữa anh còn cần kết hợp tình hình quốc tế và cục diện trong nước đưa ra các quan điểm sáng tạo, tiên tiến, được lãnh đạo tán thành, cấp dưới ủng hộ. Đây là đẳng cấp lãnh đạo mà Triệu Quốc Đống phân chia. Hắn yêu cầu mình ít nhất đạt cấp thứ hai, cố gắng đạt cấp một, về phần làm hòa thượng một ngày ăn cơm một ngày, gõ mõ một ngày. Ngồi đợi lấy lý lịch rồi lên chức là điều Triệu Quốc Đống khinh thường không muốn làm. Âu Dương Cẩm Hoa thi thoảng liếc nhìn cửa văn phòng đối diện, đèn ở bên đó đã bật lên, xem ra sếp đọc tài liệu quên thời gian. Bắt đầu từ chiều đến giờ sếp vẫn chăm chú đọc tài liệu báo cáo do các cục chuyển tới. Trong đó bao gồm báo cáo tình hình và ý tưởng công việc trong năm, đương nhiên còn có các hạng mục công việc quan trọng mà các cục đang cần xử lý. Mấy thứ này phó chủ nhiệm quản lý cũng cần nắm rõ. Ngày mai phó chủ nhiệm phân công quản lý Triệu Quốc Đống sẽ triệu tập năm cục trưởng đến họp, nghe các cục trình bày ý tưởng công việc. Đây coi như là đợt gặp trực quan nhất của sếp mới với mấy cục trưởng. Mặc dù chỉ là lãnh đạo phân công quản lý nhưng các cục trưởng cũng rất chú trọng. Từ chiều nay Âu Dương Cẩm Hoa nhận được điện của các cục trưởng hỏi xem sếp hỏi công việc gì nhiều nhất, chú ý tài liệu nào nhiều hơn. Bọn họ muốn xem để khi lãnh đạo hỏi còn trả lời được. Trong hai hôm nay Triệu Quốc Đống về cơ bản không ra khỏi văn phòng, ngoài xem tài liệu của năm cục cũng sẽ nghiên cứu quy định, chế độ trong mấy ngành mình phụ trách quản lý. Theo Triệu Quốc Đống thấy thực ra từ báo cáo của năm cục để biết thứ mình muốn không khó, căn cứ vào phán đoán, giải thích công việc thì mình cũng có thể đưa ra quyết sách hợp lý. Chính thức phức tạp chỉ là các việc trọng đại mà mình không thể tự quyết định, như vậy cần phải được hội nghị đảng ủy thậm chí trình lên quốc vụ viện nghiên cứu, phê duyệt. Mục tiêu công việc của mình là gì? Triệu Quốc Đống cảm thấy cần phải dẫn đạo và chỉ đạo mấy cục triển khai công việc một cách sáng tạo tiên tiến ở điều kiện không vi phạm pháp luật, nguyên tắc, làm công việc mang tính đột phá, đó là điều hắn muốn làm. Ví dụ như hạng mục của một công ty thép do cục phối hợp ngành nghề báo cáo lên, trên thực tế các loại quy định, nguyên tắc, tinh thần đã có đó. Đừng nói là mình, dù chỉ là một trưởng phòng cũng có thể nói ra điểm tốt điểm xấu của hạng mục này,
có thể đứng ra nói kết hợp chính sách tinh thần của Trung ương, là chặt hay là mở, là bỏ qua hay đè lại, chỉ như vậy mà thôi. Đương nhiên trong đó còn có rất nhiều thứ vi diệu nhưng không phải điều mà Triệu Quốc Đống cần quan tâm, đó là điều cấp cục cần cân nhắc, trừ khi hắn muốn chú ý một hạng mục cụ thể thì lại khác. Tình hình cũng không phức tạp như mình nghĩ, đương nhiên cũng không thể nào vứt bỏ không để ý gì. Vẫn là câu nói kia, nắm giữ điều độ, thăng bằng, anh vừa không thể nào chuyện gì cũng chú ý vào, cũng không thể như người đứng đầu khống chế vĩ mô lắng nghe báo cáo. Triệu Quốc Đống có kinh nghiệm làm phó, ví dụ như lúc làm phó thị trưởng thường trực ở Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống tin mình có thể làm tốt. Các cục trưởng lục tục tới, không biết phó chủ nhiệm mới tới này có phong cách gì, các cục trưởng đến rất đúng giờ, phần lớn đến trước 5 phút, chuẩn bị bản báo cáo của mình. Dù sao đây là lần đầu tiên ít ra cũng phải lưu lại ấn tượng tốt cho lãnh đạo. Phó chủ nhiệm mới đến mới hơn 30, thời gian lên cấp phó bộ chỉ có hơn 5, nhưng đã vượt qua 3 ngành đủ thấy sự bất phàm. Nguyên trưởng ban tổ chức cán bộ Điền Nam, nghe ra thì không dính gì tới kinh tế. Nhưng trước đó phó chủ nhiệm Triệu từng làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, thị xã Ninh Lăng mấy năm qua rất vinh quang, quán quân tốc độ tăng trưởng cả nước không nói, còn là nơi sản xuất quan trọng nhất của ngành năng lượng mới, bảo vệ môi trường. Bây giờ là viên minh châu chói mắt nhất ở khu vực đất liền, làm cho lãnh đạo trung ương rất chú ý. Chính vì điểm này khiến không vi cục trưởng nào dám can đảm xem thường vị phó chủ nhiệm đó, hơn nữa lần phân công công việc này khiến phó chủ nhiệm Triệu phụ trách cục vận hành kinh tế cùng cục phối hợp ngành nghề, cục kinh tế thương mại, cục sản nghiệp công nghệ cao cùng cục đầu tư nước ngoài, có thể nói coi trọng vị phó chủ nhiệm Triệu này còn hơn phó chủ nhiệm Trần Cẩm Tài. Đây là điều rất hiếm thấy ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Triệu Quốc Đống đến đúng giờ, vừa không đến trước, cũng không tới muộn, gần như bước trên thời gian đi vào. Hắn vào nhìn các cục trưởng đang ngồi, gật đầu với phó trưởng ban thư ký Viên Trường Quý ra hiệu hội nghị có thể bắt đầu. Viên Trường Quý e hèm một tiếng nói qua nội dung hội nghị, sau đó nói vài câu chính là chủ nhiệm Triệu mới tới, còn chưa quen công việc của năm cục, muốn nghe các cục trưởng giới thiệu một chút, sau đó nói đến ý tưởng công việc năm nay cùng các công việc cần xử lý gấp, yêu cầu mỗi vị cục trưởng nói không quá 8 phút. Cục trưởng Cục Vận hành Kinh tế, Khổng Tường Long nói khá ngắn gọn, trong 5 phút trình bày ý tưởng công việc, chức trách nghĩa vụ cùng mục tiêu công việc trong năm. Triệu Quốc Đống chỉ ngồi nghe, sau khi Khổng Tường Long nói xong hắn cũng đưa ra mấy vấn đề. Cục Vận hành Kinh tế có quan hệ dày đặc với Bộ Năng lượng, Bộ Giao thông, Bộ Đường sắt, Tổng cục Hàng không Dân dụng, chủ yếu phụ trách giám sát và phân tích xu thế vận hành kinh tế, đưa ra phân tích về xu thế vận hành kinh tế quốc dân cho Ủy ban, thậm chí Trung ương. Đồng thời cũng căn cứ tình hình vận hành kinh tế để đưa ra đề nghị và chế độ về dự trữ năng lượng, giao thông, vật tư, cũng phụ trách chỉ đạo. Quyển 18, chương 42. Triệu Quốc Đống lúc làm việc ở Bộ Năng lượng cũng qua lại với bên này không ít, Cục Quy hoạch Phát triển ở Bộ Năng lượng cũng là một ngành tổng hợp, khi đưa ra bố trí về công việc năng lượng cũng cần phải căn cứ theo quy hoạch tổng thể của Ủy ban Kế hoạch Phát triển, sau đó đưa ra quy hoạch của Bộ Năng lượng. Đương nhiên một vài ý kiến của Bộ Năng lượng cũng cần sớm chuyển sang Ủy ban Kế hoạch Phát triển, để bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tiến hành kết hợp, phân tích. Các công việc và quy hoạch lớn bình thường đều thông qua Hội nghị Thường vụ Quốc vụ Viện nghiên cứu, quyết định cuối cùng đều dựa trên ý kiến tổng thể của Ủy ban Kế hoạch Phát triển, sau đó các bộ sẽ dựa vào ý định của mình mà thêm vào vài điểm. Qua đó có thể thấy được tầm quan trọng của Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Không có cơ sở này thì công việc của các bộ khác cũng không dễ làm. Mà lúc ấy hắn qua lại nhiều nhất là Cục Quy hoạch Phát triển, ngoài ra là Cục Vận hành Kinh tế, phía trước tương đối bình tĩnh, phía sau hơi động, phía trước là lâu dài, phía sau là trong thời gian ngắn hơn. Khổng Tường Long nói rất tùy ý, Triệu Quốc Đống thấy đối phương giỏi ăn nói, trình độ cao, không lộn xộn. Cục trưởng Cục Phối hợp Ngành nghề, Trang Vân Lộc cũng giới thiệu qua công việc của mình trong 8 phút, chỉ thừa có 10 giây, xem ra đây là nhân vật rất mẫn cảm với thời gian. Triệu Quốc Đống khá chú trọng báo cáo của Trang Vân Lộc. Trong đó hai hạng công việc mà Trang Vân Lộc nhắc cũng làm hắn thấy hứng thú, một là giảm sản lượng thép, một là vấn đề kết cấu của ngành sản xuất phân bón. Năm cục trưởng báo cáo chỉ trong vòng 36 phút, về cơ bản đạt được mục đích mà Triệu Quốc Đống đặt ra. Nếu như thêm thời gian Triệu Quốc Đống đặt câu hỏi, các cục trưởng trả lời thì cũng không đến một tiếng. Hội nghị ngắn gọn, rõ ràng như vậy làm các cục trưởng có chút bất ngờ. Hội nghị lần đầu là hội nghị báo cáo công việc và trình bày không ngờ đơn giản như vậy, không thể nói là không giống với trước đây, mà là vấn đề phó chủ nhiệm Triệu hỏi rất dứt khoát, rõ ràng, sau đó anh trả lời, hắn cũng ghi chép,
không đánh giá là hài lòng hay không về câu trả lời của anh. Lão Trang, xem ra chủ nhiệm Triệu rất hứng thú với cục phối hợp ngành nghề của ông. Trương Vĩnh Bồi, cục trưởng. Cục sản nghiệp công nghệ cao cầm bút vở vừa đi ra vừa cười nói. Tôi tính xem nào, hỏi công việc mấy cục khác chỉ tối đa là 3 câu, chỉ riêng cục ông là 5 câu. Hắc hắc, không giống. Ông đừng ở đó mà đoán mò. Ông biết vì sao chủ nhiệm Triệu hỏi nhiều vậy không? Vì năm trước chủ nhiệm còn là bí thư thị ủy Ninh Lăng, lúc ấy chủ nhiệm Triệu không ngừng hò hét cho hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh, Ninh Lăng. Chủ nhiệm Triệu có thể nói vận dụng đủ tài nguyên, nhất là phản đối kịch liệt quan điểm quốc tiến dân lui, dư luận truyền thông không ngừng lên tiếng, nhất là ông cũng biết khi đó mới trải qua sự kiện Thiết Bản và Kiến Long, làm cho cục tôi gặp áp lực lớn. Ông cũng biết Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng nhìn chằm chằm vào hạng mục đó. Hắc hắc, chuyện này không dễ làm, cuối cùng do bên trên quyết định. Trang Vân Lộc cười khổ nói. Ai biết chủ nhiệm Triệu nhỡ đâu cảm thấy cục tôi lúc ấy là cố ý làm khó mình thì sao? Chắc không đến mức đó chứ. Trương Vĩnh Bồi vốn là phó cục trưởng cục phối hợp ngành nghề sau sang làm cục trưởng cục sản nghiệp công nghệ cao, có quan hệ tốt với Trang Vân Lộc. Tôi thấy chủ nhiệm Triệu nửa câu không nhắc đến ngành luyện kim nhưng thật ra rất hứng thú với giảm sản lượng thép và tính kết cấu của ngành sản xuất phân bón. Giảm sản lượng thép vẫn là vấn đề khó khăn, các công ty thép sau lưng đều có chỗ dựa rất cứng, đâu ai dễ đi vào khuôn khổ. Vấn đề tính kết cấu sản xuất phân bón cũng là vấn đề khó khăn, tôi không ngờ chủ nhiệm lại có hứng thú với hai vấn đề này. Bây giờ kết luận còn quá sớm, biểu hiện bề ngoài thì sao? Với độ tuổi của người ta có thể đến ủy ban ta làm phó chủ nhiệm thì có thể đơn giản được sao? Trang Vân Lộc chỉnh kính mắt lắc đầu nói. Đi một bước xem một bước. Chúng ta làm tốt công việc trong tay mình đi. Cơm phải ăn từng miếng, đường cũng phải đi từng bước. Quan điểm của chủ nhiệm mới là gì chúng ta phải cẩn thận suy xét, cuối cùng cũng nhìn ra được gì đó mà. Ừ, tôi thấy mấy người kia cũng có suy nghĩ này. Bây giờ chưa ai biết rõ quan điểm của chủ nhiệm Triệu, hơn nữa nhìn điệu bộ thì chỉ sợ không phải là muốn ngồi ở ủy ban cho tới thời gian đi xuống, nhất định phải làm ra gì đó. Người như vậy không dễ phục vụ. Trương Vĩnh Bồi gật đầu tán thành quan điểm của Trang Vân Lộc, lúc này quan sát là quan trọng nhất. Anh lại đây xem đi. Chu Đạt vào văn phòng anh trai, y lập tức bật máy tính lên web tìm kiếm gì đó. Xem gì? Chu Hâm có chút khó hiểu nói. Chu Đạt hình như không phải người rất thích máy vi tính, chẳng qua còn tốt hơn mình là Chu Đạt hay lên mạng xem các thứ. Chu Đạt cho rằng tin tức trên mạng nhanh hơn truyền thông chính thống nhiều. Anh xem đi. Chu Đạt mở một trang web, sau đó vào, cuối cùng mở ra một tin trong trang đó. Anh em đây là gì? Ừ, anh biết, Triệu Quốc Đống, ủy viên đảng ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, xếp thứ 6 trong 9 lãnh đạo của ủy ban kế hoạch phát triển. Điểm này anh sớm biết. Thực ra không phải biết từ lâu, hôm qua Chu Hâm nói chuyện với mấy người bạn ở câu lạc bộ Mỹ Châu liền vô tình nhắc đến Triệu Quốc Đống. Việc Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển không phải tin tức gì bí mật nhưng chưa có chính thức được đưa ra sớm. Chu Hâm mới biết có hai hôm nay. Hắc hắc, tin của anh lỗi thời rồi, Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm thì ai cũng biết, chủ yếu là phân công quản lý gì. Anh xem công việc hắn quản lý. Hắc hắc, thú vị không? Chu Đạt khá hưng phấn dùng con chuột bôi đen dòng công việc phụ trách của Triệu Quốc Đống. Cục vận hành kinh tế, cục phối hợp ngành nghề. Anh... Cục phối hợp ngành nghề cũng làm chúng ta khổ sở, tập đoàn ta thiếu chút nữa chết trong tay cục này. Mắt Chu Đạt sáng lên. Anh nói Triệu Quốc Đống phụ trách cục này thì sao? Em đoán chính sách có thể sẽ có chút thay đổi. Ồ, Chu Hâm biết Chu Đạt nhạy cảm hơn mình ở phương diện này nhiều. Y vừa suy nghĩ vừa nói. Hạng mục phân lĩnh của chúng ta không phải do cục phối hợp ngành nghề có thể quyết định, bọn họ nhiều lắm cũng chính là người làm việc cụ thể. Hạng mục này của chúng ta lớn như vậy sợ là ngay cả ủy ban kế hoạch phát triển cũng không có quyền quyết định. Nhưng anh không thể phủ nhận trung ương cũng bị quan điểm của bên dưới ảnh hưởng. Nếu như bên dưới hàm hồ không dám tỏ thái độ thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến quyết định của bên trên. Mà ý kiến của cấp cục sẽ ảnh hưởng đến thái độ của lãnh đạo ủy ban kế hoạch phát triển, sau đó ảnh hưởng đến lãnh đạo trung ương. Nếu như một phó chủ nhiệm phụ trách dám can đảm gánh vác trọng trách thì còn tốt, nếu gặp tên bảo thủ. Nhát gan một chút thì chuyện chỉ có thể gác lại. Lúc ấy phó tuyển phụ trách cục này, y coi như là người dám làm nhưng do tuổi lớn, hơn nữa lúc ấy có sự kiện Thiết Bản, Kiến Long ảnh hưởng lớn, còn có hy vọng Phương Đông ở bên kia chờ gia nhập cuộc chiến nên khó quyết định. Cuối cùng vượt qua được cửa cũng là rất may mắn.
Chu Hâm nhớ lại tình huống lúc đó cũng sợ. Nếu hạng mục của Hâm Đạt ở Vân Lĩnh không thành thì Hâm Đạt về cơ bản không có cơ hội xoay người, đâu có được các ngân hàng coi trọng như bây giờ. Mặc dù Hâm Đạt bây giờ không thể so sánh với các tập đoàn nhà nước khổng lồ nhưng sống qua cửa kia cũng khiến tập đoàn Hâm Đạt nghênh đón thời kỳ phát triển cực nhanh. Rất may mắn, anh, đâu có may mắn chứ. Lúc ấy chúng ta rất cố gắng, kể cả Triệu Quốc Đống cũng giúp. Mặc dù hắn giúp chúng ta có lẽ là vì nhu cầu chính trị của hắn nhưng chúng ta không thể phủ nhận hắn đã giúp chúng ta nhiều. Chu Đạt bỏ tay khỏi con chuột, đứng lên vỗ tay nói. Sự thật chứng minh nhạy cảm chính trị và sự phán đoán của Triệu Quốc Đống rất cao, hắn đặt cược mỗi lần đều có thể đạt kết quả rất lớn. Chú hai, hình như chú có ý gì? Mắt Chu Hâm lóe lên, trên mặt cũng nở nụ cười. Anh không phải đã nói sao? Đầu tư gì là lãi nhất? Đó là đầu tư người, đầu tư vào người đáng để đầu tư. Chu Đạt biết anh mình thực ra sớm có ý này. Ồ, xem ra chúng ta cùng quan điểm, chẳng qua Triệu Quốc Đống này không dễ mắc câu. Anh cảm thấy hắn là người không phải thứ bình thường có thể đả động. Anh không biết chú đưa ra đề nghị này đã điều tra chưa? Chu Hâm trầm ngâm một chút mới nói. Người này khác nhiều đám quan chức bình thường. Muốn nói hắn hoàn toàn bò lên vì quyền lực cũng không phải. Anh cảm thấy hắn khác tất cả quan chức nhà nước mà chúng ta từng gặp. Quyển 18, chương 43. Thực tế lúc Triệu Quốc Đống còn công tác ở Điền Nam, hai người Chu Hâm đã có ý này. Chẳng qua lúc ấy Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ, tuy nói đầu tư vào thị xã Văn Thành là do Triệu Quốc Đống giới thiệu nhưng Hâm Đạt đầu tư vào Văn Thành là vì lợi nhuận chứ không hoàn toàn vì Triệu Quốc Đống. Nhưng bây giờ lại khác, Triệu Quốc Đống làm phó chủ nhiệm nắm quyền to ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia. Nếu nói Triệu Quốc Đống làm trưởng ban tổ chức cán bộ chỉ có thể quyết định vận mệnh cán bộ tỉnh Điền Nam, như vậy Triệu Quốc Đống bây giờ có thể nói nắm giữ vận mệnh của bất cứ công ty, bất cứ hạng mục này. Chuyển biến này đối với một công ty như Hâm Đạt mà nói là rất khác thường. Hắn không giống quan chức nhà nước không sao, em tin hắn nhất định có nhược điểm. Ví dụ như anh nói hắn rất muốn có thành tích, đây có coi là nhược điểm không? Con người chỉ cần có nhu cầu thì đó chính là nhược điểm. Chu Đạt rất kiên quyết nói. Không, chú nghĩ quá đơn giản rồi. Hắn đúng là muốn có thành tích nhưng là người có đầu óc. Hắn không vì chú có thể sáng tạo một ít thành tích mà bỏ qua cái khác. Điểm này chú quá coi thường hắn. Từ hạng mục ở Vân Lĩnh anh có thể cảm thấy hắn nhìn như to gan, ngông cuồng nhưng lại tinh tế cẩn thận, quyết định làm gì về cơ bản đều có chút nắm chắc, hoặc là nói sức phán đoán của hắn quá kinh người. Chu Hâm không đồng ý quan điểm của Chu Đạt. Nếu nói đây không phải nhược điểm hoặc nói chúng ta không thể lợi dụng nhược điểm này, vậy hắn chẳng phải là bách độc bất xâm. Em cảm thấy tiền không có sức hấp dẫn với hắn. Chu Đạt có chút thất vọng nói. Tiền không hấp dẫn nhưng cái khác có thể có. Chu Hâm nói. Anh cảm thấy gì sao? Chu Đạt hơi động tâm. Tử sắc danh lợi, tử ở thời này không đáng nhắc tới. Danh thì vừa nãy Chu Hâm đã nói không dễ lợi dụng. Lợi, Triệu Quốc Đống không có hứng thú, như vậy có lẽ chỉ là sắc. Nhưng căn cứ biểu hiện của hắn ở Ando thì hình như cũng không dính vào việc này mà. Mai Oánh cùng Tô Hiểu cần sắc có sắc, cần danh có danh. Vậy mà Triệu Quốc Đống lại tỏ vẻ khá lạnh nhạt giống như không thích hai cô gái kia chứ. Chú nói xem. Chu Hâm cười nói. Phụ nữ, hình như hắn không phải loại này mà. Chu Đạt lắc đầu, y nhìn ra được gì đó từ vẻ mặt mập mờ của ông anh. Chú sao biết? Chu Hâm hỏi lại. Bởi vì lần trước chúng ta kéo Mai Oánh cùng Tô Hiểu đến nhưng hắn không có phản ứng gì sao? Chẳng lẽ anh có phát hiện nào khác? Chu Đạt không tin. Anh cẩn thận tìm hiểu về lý lịch của Triệu Quốc Đống. Chú nói đúng, người này không có tật xấu hay sở thích gì mấy. Không hút thuốc, không đánh bài, không thích tiền, chú nói con người sống trên đời phải có sở thích chứ. Nhất là làm quan càng phải có, hắn là thành hiền ư. Không có yêu thích gì sao, anh không tin. Chu Hâm có chút đắc ý nói. Công không phụ lòng người, anh cuối cùng tìm được một chút dấu vết. Dấu vết gì vậy? Chu Đạt sắp bị Chu Hâm làm to đầu. Triệu Quốc Đống không phải không có sở thích. Chu Hâm cười ha hả nói. Anh thông qua tin tức đáng tin cậy biết được Triệu Quốc Đống rất có hứng thú với phụ nữ xinh đẹp. Chú biết Trình Nhược Lâm không? MC của chương trình siêu cấp sâu đài truyền hình kỹ thuật số tỉnh An Nguyên. Ừ, em cũng có chút ấn tượng, là MC xinh đẹp của An Nguyên chúng ta, bây giờ hình như mở công ty điện ảnh. Chu Đạt suy nghĩ mùi vị trong đó. Đúng là mở một công ty điện ảnh, nghe nói làm ăn rất tốt. Chu Hâm vuốt cằm nói.
Người phụ nữ này nghe nói dính vào Triệu Quốc Đống khi hắn làm chủ tịch Hoa Lâm, sau đó ả rời khỏi Hoa Lâm, tới An Đô phát triển. Anh đánh giá không chừng hai người này có qua lại. Anh, chúng ta muốn nói chính là bây giờ. Hắn có quan hệ với người phụ nữ nào không quan trọng, vấn đề là chúng ta làm như thế nào để được hắn nhận gái, để thắng được hắn. Chu Đạt hơi nhấn mạnh một chút. Ừ, thắng được gì của hắn? Hữu Nghị hình như quá đơn thuần, ấn tượng tốt, giải thích ủng hộ đều quá trung dung. Tín nhiệm, ừ, anh cảm thấy dùng từ này khá thích hợp. Chu Hâm Quy không chú ý đến ý mà ông em muốn nói, y tiếp tục nói theo dòng suy nghĩ. Tin tưởng lẫn nhau, thủ đoạn này chẳng qua là để kéo gần tình cảm hai bên. Người như Triệu Quốc Đống không phải dùng phương pháp này có thể đối phó. Phụ nữ, hừ, phụ nữ đẹp hơn nữa thì sao chứ? Ngủ xong là thấy chán, đến bây giờ mà nói anh chỉ là muốn dùng phương pháp này để hóa giải sự xa lạ, chính thức quyết định quan hệ giữa chúng ta là phải dựa vào lợi ích chung. Lợi ích chung mới tạo thành tin tưởng lẫn nhau. Chu Đạt không hiểu nổi hết ý của ông anh. Triệu Quốc Đống bây giờ đã lên cao, coi như là có chút quan hệ với chúng ta trước đây nhưng bây giờ chưa chắc đã có thể lọt vào mắt hắn. Chúng ta phải nhanh chóng tạo lại quan hệ, thậm chí đốt cháy hơn nữa. Tập đoàn nếu muốn lớn mạnh thêm ở trong giai đoạn hiện nay thì không có bao con đường. Thỏ hôn có ba hang, chúng ta không tính thỏ khôn nhưng cũng nên học tập, nếu không chết trong tay thợ săn cũng chết trong tay sói. Trong mắt Chu Hâm hiện lên một tia hung ác và cố chấp. Khi đối đầu với cơ quan hành chính và công ty nhà nước, y không thể không lựa chọn mình phải dựa vào cơ quan hành chính, chỉ khi được cơ quan hành chính quốc gia cho phép thì mới có thể chống đối lại được các tập đoàn nhà nước khổng lồ. Phải để cho cơ quan hành chính ý thức được công ty tư nhân có sức sống mãnh liệt hơn công ty nhà nước, công ty tư nhân cũng có thể cống hiến cho xã hội, giải quyết công ăn việc làm nhiều hơn. Hạng mục điện phân nhôm Vân Lĩnh đã chứng minh điểm này. Nếu không được thị xã Ninh Lăng, tỉnh An Nguyên ủng hộ mạnh thì Hoa Lữ cùng Ngũ Quáng đã sớm ăn tươi nuốt sống hạng mục này. Vì sinh tồn không ai không thể phục tùng thực tế, người thông minh sẽ dùng nhiều thủ đoạn để thay đổi thực tế. Chu Hâm hy vọng mình có thể là người thông minh. Bà nói gì? Khấu Linh nhướng đôi mi thanh tú, cô kinh ngạc nói làm ngay cả đồng nghiệp mới vào cũng ngạc nhiên vì biểu hiện của cô. Điện thoại là Mê Á gọi tới, nói Triệu Quốc Đống đã chính thức rời khỏi Điền Nam để lên Bắc Kinh, trở thành ủy viên đảng ủy, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển. Mê Á, bà không gạt tôi đó chứ? Hắn mới đến Điền Nam bao lâu? Chưa đầy năm, vào Bắc Kinh, có quá như vậy không? Khấu Linh không quá tin lời Mê Á nói. Không chừng Mễ Á cảm thấy quan hệ kia của mình và Triệu Quốc Đống nên cố ý trêu mình. Nghe nói Mễ Á nửa năm nay ở Điền Nam khá lâu, hình như quốc tế hắn đang có không ít nghiệp vụ ở Điền Nam. Chẳng qua Mễ Á này hình như là toàn đi theo Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống lúc làm bí thư thị ủy Ninh Lăng, quốc tế hắn đang đầu tư vào công ty sản xuất chất đa tinh thể silicon ở Ninh Lăng. Bây giờ Triệu Quốc Đống đến Điền Nam làm trưởng ban tổ chức cán bộ, Mễ Á này cũng đến Điền Nam. Nói là ngành công nghệ sinh học của Điền Nam rất được quỹ đầu tư mạo hiểm ưu ái. Còn tình huống thật là như thế nào thì chỉ người trong cuộc mới biết. Hừ, Khấu Linh, bà ngồi cạnh máy vi tính chứ, tự mà mở ra xem trong các lãnh đạo của Ủy ban Kế hoạch Phát triển có tên hắn không? Hay là trực tiếp gọi điện hỏi hắn càng đơn giản, tôi tin hắn không cần nói dối ở vấn đề này. Mễ Á hừ một tiếng. Bỏ máy, Khấu Linh gần như dùng tốc độ nhanh nhất bật máy. Tìm được mục tiêu theo lời Mễ Á nói. Ảnh chụp của Triệu Quốc Đống có vẻ khá cũ, ánh mắt đó như đang mỉm cười với cô làm cô xuất thần. Một lúc sau Khấu Linh lấy lại tỉnh táo chỉ cảm thấy mặt mình nóng ran. Lấy máy ấn số của Triệu Quốc Đống, một cảm giác đầy quen thuộc mà lại xa lạ làm Khấu Linh thấy do dự, cuối cùng cô vẫn gọi. Quyển 18, chương 44. Triệu Quốc Đống không để ý tiếng chuông điện thoại cá nhân vang lên nhất định là một cá nhân gọi. Lúc đang nói chuyện công việc hắn không muốn ai làm phiền. Tháng trước tôi cùng với một tham tán thương mại Úc nói chuyện, đối phương mặc dù không rõ ràng đề cập giá cả khoáng sản tăng lên NSNG tôi cảm thấy đối phương có chuẩn bị mà đến, đối phương có thái độ rất cứng, cho rằng nhu cầu năm nay của Trung Quốc chúng ta có thể tiếp tục tăng trưởng, kiên trì cho rằng nhu cầu hàng hóa của nước ta càng lúc càng tăng, giá quặng sắt sẽ tiến vào giai đoạn tăng lên trong thời gian dài. Tôi nói với y trong nước đang nghiêm khắc chỉnh đốn các ngành lạc hậu. Căn cứ chúng tôi điều tra thì sản lượng thép trong nước thực tế đã thừa, năm nay các công ty thép sẽ gặp một năm rất khó khăn, yêu cầu nhất định phải đưa ra quyết định hợp lý. Cục trưởng Cục Phối hợp Ngành nghề, Trang Vân Lộc dần dần tìm được điểm mà Triệu Quốc Đống hứng thú.
vị phó chủ nhiệm phụ trách quản lý này rất hứng thú với các công ty thép và quặng mỏ, tìm tài liệu về sản lượng thép trong các năm qua, thậm chí còn đọc cẩn thận về nội dung đàm phán của các công ty trong nước và nước ngoài về mua quặng mỏ. Trang Vân Lộc không ngờ được một phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển lại cẩn thận, chăm chú bỏ thời gian ra nghiên cứu từng vấn đề chi tiết trong các cuộc đàm phán của các công ty như vậy. Khi đối phương dành nhiều tâm tư vào vấn đề này như vậy, Trang Vân Lộc liền ý thức được xem ra Triệu Quốc Đống muốn chạm đến việc khó giải quyết này. Vấn đề này không dễ sờ vào. Trang Vân Lộc không tin Triệu Quốc Đống không hiểu được tính phức tạp của vấn đề này, mỗi một năm đàm phán với các tập đoàn quặng mỏ nước ngoài đều khá căng thẳng, đều như chó rơi xuống nước mà về. Ai đi đàm phán cũng đều đạt được kết quả không như ý, đây đã là thông lệ. Đối phương nếu cảm thấy đây là việc khó giải quyết mà vẫn chạm vào đương nhiên là đã chuẩn bị tư tưởng, hơn nữa dù lúc trước không nắm rõ tình hình nhưng trong thời gian này chủ nhiệm Triệu tiếp xúc, đọc nhiều tài liệu như vậy mà vẫn không chịu bỏ qua, Trang Vân Lộc biết đối phương đã sớm có quyết định. Thái độ của đối phương thế nào? Triệu Quốc Đống từ chối cho ý kiến. Thái độ của đối phương rất cứng rắn, nói sẽ về nghiêm túc nghiên cứu đề nghị của tôi, thực chất đây chỉ là lý do để thoái thác. Trang Vân Lộc lắc đầu nói. Những người này cho đến bây giờ chưa bao giờ lo lắng gì khác, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào lợi ích. Nhà kinh doanh không nhìn vào lợi ích thì có thể nhìn gì? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Anh muốn nói bọn họ có tầm nhìn nông cạn, xúc phạm đến các công ty thép trong nước thì sẽ ít nhập quặng của bọn họ ư? Hừ, ở tình hình sản xuất thép của nước ta hiện nay dù các tập đoàn quặng có làm khó hơn nữa chúng ta cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Trang Vân Lộc nghe ra được Triệu Quốc Đống không quá hài lòng với cách thức đàm phán hiện nay. Y suy nghĩ có phải đối phương dự định sẽ thay đổi phương pháp đàm phán không? Nhưng đó là việc của bên Bộ Thương mại mà. Ngành thép là ngành trụ cột của nước ta, có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân. Nhưng kết cấu ngành thép không được tốt, tuy có nguyên nhân lịch sử lưu lại nhưng cá nhân tôi cảm thấy nó có quan hệ lớn đến việc Trung ương không hạ quyết tâm chỉnh đốn ngành thép. Mà không chỉnh đốn các công ty thép lạc hậu, sản lượng thấp, gây ô nhiễm môi trường thì sẽ càng làm cho các công ty nước ngoài chèn ép chúng ta hơn nữa. Triệu Quốc Đống một bên suy nghĩ một bên nói ra quan điểm của mình. Hắn cũng không có thói quen co tay co chân trước mặt người khác. Mấy hôm nay thông qua tìm hiểu ngành thép Trung Quốc, hắn biết nhiều hơn về ngành thép, cũng không khác mấy so với tình huống hắn biết chẳng qua càng đọc càng thấy giật mình hơn. Sản lượng thép thừa hơn 100 triệu tấn, sản lượng gang hơn 50 triệu tấn. Ở tình huống này thị trường cần phải đào thải các công ty có sản lượng thấp, như vậy tại sao các công ty đó vẫn còn tồn tại được? Ngoài công ty nhà nước khổng lồ có thể được chính sách quốc gia ủng hộ thì công ty vừa và nhỏ sẽ như thế nào? Triệu Quốc Đống như dẫn dắt mấy người đang ngồi đây tự hỏi thực tế vấn đề này cũng không cần tự hỏi. Thực ra tất cả mọi người chúng ta đều biết công ty thép phụ thuộc nhiều vào ưu thế quy mô, càng lớn trình độ quản lý càng cao, giá thành sản phẩm càng thấp. Hàm lượng kỹ thuật càng cao thì con đường tiêu thụ càng rộng, như vậy sẽ quyết định sức sống của công ty này. Ngược lại công ty nhỏ từ quy mô, sản phẩm đến kỹ thuật đều có khuyết điểm lớn, trình độ quản lý hầu hết cũng khó đạt được trình độ như các công ty lớn. Như vậy tại sao bọn họ vẫn có thể sống sót? Một phần do chủ nghĩa GDP thịnh hành, chính quyền địa phương toàn lực giúp đỡ về chính sách, đưa ra trợ cấp, phần khác các công ty này lấy hy sinh bảo vệ môi trường để đạt được không gian sinh tồn. Chính quyền địa phương không phải không biết điểm này, cũng không phải không hiểu. Mà cơ chế khảo hạch và lên chức quyết định lãnh đạo địa phương biết rõ các công ty thép nhỏ kia có thể gây họa ngàn năm, biết sẽ ảnh hưởng tới lợi ích của đông người nhưng có quan hệ gì đến bọn họ. Họ cần thành tích tốt đẹp, cần số liệu đẹp, khóa sau là có thể lên chức. Về phần chuyện sau này thì để cho người phía sau đau đầu. Tôi thấy đây là điểm quan trọng nhất. Cán bộ từ địa phương đi lên đúng là khác, Trang Vân Lộc thậm chí có suy đoán ác ý này. Thoáng cái nói ra được mặt âm u trong lòng lãnh đạo chính quyền địa phương, không biết vị chủ nhiệm Triệu này trước làm bí thư thị ủy, thị trưởng có suy nghĩ này không? Tôi nói hơi xa nhưng vấn đề đặt ra trước mắt chúng ta là sản lượng quá thừa, đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến thị trường thép Trung Quốc hỗn loạn. Tôi tin ủy ban đã ra không ít văn bản nhưng việc áp dụng vào thực tế là như thế nào? Tôi thấy rất mơ hồ. Triệu Quốc Đống nói mặc dù nhẹ nhàng nhưng không hề khách khí. Ủy ban chúng ta không thể chỉ đưa ra văn bản đốc thúc, cần phải có hành động. Câu cuối cùng này của Triệu Quốc Đống đầy sát khí làm Trang Vân Lộc và ba phó cục trưởng khác đều run lên. Cục trưởng Trang, câu nói cuối cùng của chủ nhiệm Triệu làm tôi lạnh sống lưng. Phó cục trưởng Bành Dũng tiến theo sát phía sau Trang Vân Lộc. Chủ nhiệm Triệu rất chú trọng giảm ngành thép,
anh cần phải bố trí người căn cứ theo ý của chủ nhiệm Triệu mà đưa ra bản thảo. Tôi cho rằng chủ nhiệm Triệu rất chú trọng vấn đề này thì có phải là Trung ương có ý tưởng gì không? Trang Vân Lộc có chút xúc động nhíu mày. Cục trưởng, đây thực ra không phải vấn đề mới. Như chủ nhiệm Triệu vừa nãy nói chủ yếu nằm ở chứng thực, vấn đề chứng thực thì phải có cơ chế trách nhiệm, mà cơ chế này ai thực hiện, ai giám sát. Đây không phải điều mà Ủy ban Kế hoạch Phát triển chúng ta có thể quyết định. Bành Dũng Tiến không cho là đúng. Địa phương cũng có khó xử của bọn họ. Anh cứ đi xuống đâu người ta cũng có thể vứt cả đống vấn đề ra, không dễ làm. Trang Vân Lộc dừng lại trừng mắt nhìn Bành Dũng Tiến làm đối phương không hiểu nổi. Bành Dũng Tiến, tôi nói với anh là câu này về sau tốt nhất đừng để chủ nhiệm Triệu nghe được. Chủ nhiệm Triệu nếu muốn làm gì thì anh muốn ngăn cản hoặc gây rối thì tôi nói với anh không có kết quả tốt đâu. Bành Dũng Tiến có chút oan ức nói. Cục trưởng, tôi có bao giờ ngăn cản hay gây rối đâu. Tôi nói thật thôi mà, chứ vấn đề trách nhiệm chứng thực cục ta đâu thể giải quyết được. Chủ nhiệm Triệu nếu thật sự có thể xin được Thượng Phương Bảo Kiếm thì chúng ta muốn tìm còn không được, không giống như trước đây đi quanh một vòng có tác dụng gì. Mất lòng người không nói, còn không có hiệu quả gì. Trang Vân Lộc đương nhiên biết Bành Dũng Tiến nói là thật, nhưng chủ nhiệm Triệu đang nhiệt tình nếu ai tạt gáo nước lạnh cho hắn đúng là tự chuốc họa. Phải để chủ nhiệm Triệu đâm vào tường mới biết lợi hại. Nhưng Triệu Quốc Đống cũng là cán bộ từ địa phương đi lên, làm bí thư, thị trưởng nhiều năm, đã làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy một năm thì có thể không biết nước ở địa phương sâu như biển sao. Lá mặt lá trái, lừa dối, thủ đoạn này quá phổ biến ở địa phương. Anh đến kiểm tra thì bọn họ sẽ rút vào hoạt động bí mật, anh vừa đi thì bên kia sẽ làm tiếp, đây là trò mèo vờn chuột, mèo chuột không cùng đi. Hơn nữa lực độ chỉnh đốn và cơ chế giám sát không kiện toàn thì sao có thể thực hiện được. Triệu Quốc Đống không phải người sơ suất, không phải người có đầu óc đơn giản. Hắn mặc dù chỉ lộ ra một câu như vậy nhưng cũng nói rõ hắn quyết tâm và tự tin có biện pháp với việc này. Dũng Tiến, lần này anh đừng làm loạn đó, phân tích rõ hiện trạng ngành thép và sự lạc hậu của ngành này theo ý chủ nhiệm Triệu, không ngại chọn một hai nơi khá nghiêm trọng sau đó đưa ra ý kiến thay đổi, đưa tôi xem. Tôi đoán chỉ trong hai hôm là chủ nhiệm Triệu hỏi việc này. Chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý. Trang Vân Lộc hít sâu một hơi, y có một dự cảm vị chủ nhiệm Triệu này tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển nhất định sẽ tạo ra mưa gió. Quyển 18, chương 45. Mãi tới khi mấy người Trang Vân Lộc rời đi, Triệu Quốc Đống mới mở máy ra xem là ai gọi. Cũng giống như ở Điền Nam, hắn vẫn dùng số điện thoại cá nhân của mình từ hồi ở An Nguyên. Ở bên Điền Nam hắn chủ yếu lưu số điện thoại thứ hai, chỉ có một ít bằng hữu, đồng nghiệp thân là mới có số điện thoại thứ nhất của hắn. Là Khấu Linh gọi tới, Triệu Quốc Đống không khỏi thấy xúc động. Khấu Linh này đúng là, mình vừa nghĩ sẽ tới. Triệu Quốc Đống xoay xoay điện thoại trong tay giống như đang đùa giỡn bộ ngực của Khấu Linh vậy. Dựa lưng vào ghế, Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút mới thở dài một tiếng. Vào Bắc Kinh có nhiều thứ phải thu lại, bây giờ khác lúc mình còn ở địa phương. Khi đó có lên Bắc Kinh cũng không mấy người nhận ra. Bây giờ, chỉ riêng số điện thoại thứ hai trong tay Âu Dương Cẩm Hoa đã suốt ngày bị gọi cho nóng lên. Đồng nghiệp ngày xưa, đối tượng công việc bây giờ, rất nhiều. Mỗi ngày Âu Dương Cẩm Hoa không thể không thay đổi vài loại giọng điệu trả lời điện thoại. Ủy ban Kế hoạch Phát triển là cơ quan rất quan trọng, điều này có thể thấy từ một số hội nghị đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã có đại biểu đề cập việc cải cách. Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia là cơ quan quản lý hành chính quá khổng lồ cũng bị nhiều người lên án. Nghe nói Quốc vụ viện vẫn không ngừng thảo luận điều chỉnh các ngành nghề của Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Cục phối hợp ngành nghề vốn có tên là Cục Công nghiệp, năm nay mới đổi thành Cục phối hợp ngành nghề, có lẽ đây là chuẩn bị cho việc cải cách sau này. Ví dụ như Cục Kinh doanh thuốc lá vốn do Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia quản lý nhưng bây giờ đang có tranh luận và thảo luận. Nghe nói Quốc vụ viện có ý muốn tách Cục Kinh doanh thuốc lá và Tổng công ty Kinh doanh thuốc lá ra. Bây giờ tuy Phó Tuyền kiêm chức Cục trưởng Cục Kinh doanh thuốc lá cùng thuốc lá nhưng trên thực tế Cục Kinh doanh thuốc lá cùng thuốc lá và Tổng công ty Kinh doanh thuốc lá đã có vận hành độc lập, do một Phó Chủ tịch thường trực phụ trách công việc Tổng công ty kia. Bất cứ cử động nào của một người bên trong Ủy ban Kế hoạch Phát triển đều có thể dính dáng tới rất nhiều thị phi, bất cứ một nhân vật có danh tiếng nào đó đều bị vô số cặp mắt nhìn chằm chằm vào. Triệu Quốc Đống vốn gây nhiều phong ba ở Điền Nam, bây giờ tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia chỉ sợ càng khiến vô số người chú ý, hơi không cẩn thận sẽ lưu lại hậu họa vô cùng. Ngón tay vô thức ấn số, Triệu Quốc Đống lúc này mới có phản ứng chẳng qua hắn không quá để ý.
Đến Bắc Kinh không thể nào không liên lạc với Khấu Linh, như vậy càng không bình thường, cũng không phù hợp tính cách của hắn. Về phần khác, hắn không nhịn được thở dài một tiếng. Căn nhà kia vẫn còn lưu lại sự ấm áp của cả hai, mình nên đối mặt như thế nào? Khấu Linh hôm nay rất chú ý ăn mặc, ai không muốn thể hiện vẻ xinh đẹp nhất trước mặt hắn chứ? Hắn còn chưa tới, Khấu Linh lấy kính tử ví ra cẩn thận ngắm mình một chút. Mi nhược như xuân, mắt sáng đầy tình cảm, đôi môi anh đào vểnh lên lộ rõ vẻ quyến rũ. Mái tóc cô hơi tùy ý để buông sau vai, Khấu Linh biết thực ra Triệu Quốc Đống rất thích tóc mình buộc lên nhẹ nhàng nhưng cô thấy cách ăn mặc và để tóc như thế này đủ để giết chết ánh mắt bất cứ người đàn ông nào, Triệu Quốc Đống cũng không ngoại lệ. Chiếc áo sơ mi trắng bó sát người được chiếc áo len màu vàng bọc lại phô bày đường cong của cô, bên dưới là chiếc quần jean bó sát tôn lên cặp mông căng tròn của cô. Bộ đồ này là do lần trước Khấu Linh đi Tokyo công tác thấy, cô thấy nó rất hợp với mình nên mua. Cô mặc vào trông không khác gì người mẫu chuyên nghiệp. Khấu Linh đoán không sai, khi Triệu Quốc Đống xuất hiện ở hành lang quán cà phê, hắn nhìn chằm chằm vào cô không rời. Điều này làm Khấu Linh khá tự hào, không ai có thể chống lại sức hấp dẫn của mình. Triệu Quốc Đống giật mình vì cách ăn mặc của Khấu Linh. Khấu Linh đầy sức thanh xuân, hoàn toàn không giống một người phụ nữ 34, 35 tuổi mà như cô gái 27, 28 tuổi, môi đánh màu nhạt cùng ánh mắt mê ly kia làm cả người cô đầy tính gợi cảm. Nếu cô muốn hấp dẫn mình, Triệu Quốc Đống không thể không thừa nhận cô đã làm được. Khấu Linh chọn vị trí gần cửa sổ, hai bên đều ô che chắn, phía trước cũng có rèm nếu cần có thể hạ xuống. Ở đây vừa có thể thưởng thức đàn piano trên sảnh biểu diễn, cũng tạo được hoàn cảnh khiến người khác trầm mê. Chỉ cần nhân viên phục vụ mang cà phê lên, nơi đây chỉ còn là thế giới của hai người. Trên môi Khấu Linh thoáng hiện nghiên cứu, Triệu Quốc Đống đi tới trước mặt cô, ngừng lại một chút rồi mới ngồi xuống trước mặt cô. Em còn tưởng anh thật sự không dám tới gặp em nữa chứ? Khấu Linh nghiêng đầu cười nhìn hắn. Có phải sợ em nhờ vả gì không chủ nhiệm? Triệu Quốc Đống cười khổ không nói, lúc này muốn giải thích là vô ích. Phụ nữ mà coi là thật thì sẽ không nói lý, cũng may Khấu Linh hình như không phải người như vậy. Sao không nói gì thế? Khấu Linh chu môi lên, Triệu Quốc Đống thấy không khỏi ngứa trong lòng. Có thể nói gì, anh nói xong cũng không được gì tốt, không bằng không nói. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói. Không nói là có thể qua cửa sao? Khấu Linh nhướng mày, trong giọng mang theo một tia hờn dỗi. Triệu Quốc Đống nhìn lướt trên cổ cô, chiếc cổ áo màu trắng có phong cách Nhật Bản, dây tơ tằm chạy dọc xuống ngực trông có điểm lãng mạn, mặc dù bên ngoài mặc chiếc áo len bó sát nhưng vẫn như cũ lộ ra non nửa bộ ngực trắng nõn kia, một chiếc vòng bạch kim nằm trong cổ áo như muốn ánh mắt người ta nhìn sâu xuống. Qua cửa, ai nói anh muốn qua cửa? Triệu Quốc Đống cười nói. Anh! Khấu Linh sẵn giọng. Tại sao không nghe điện của em? Không phải anh giải thích rồi sao? Đang họp, hơn nữa do anh chủ trì nghe cục bên dưới báo cáo công việc, ở tình huống đó anh bình thường đều không nghe điện. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói. Ở tình huống đó anh nghĩ bộ trưởng bên em cũng thế. Khấu Linh trừng mắt đẹp. Anh lấy bộ trưởng ra dọa em à? Ha ha, Khấu Linh, đây là em nói đó. Anh không biết bộ em có lãnh đạo nào thì lấy gì ra mà dọa. Hơn nữa có thể dọa được em sao? Triệu Quốc Đống cười cười hỏi lại một câu, mắt lại nhìn vào cổ tay Khấu Linh đang đặt lên bàn. Hai tay Khấu Linh đan thành hình chữ thập, khuỷu tay chống lên bàn, chiếc đồng hồ cô đeo tuy không quá đắt nhưng có thể nói rất hợp với cô. Chiếc đồng hồ màu bạc cùng làn da trắng kết hợp khá tốt, ống tay áo màu trắng hơi vén lên lộ ra hoàn toàn thể hiện bàn tay đẹp của cô. Khấu Linh không thèm nói nữa. Chỉ lắc lắc cốc, ngửi mùi cà phê quanh quẩn giữa hai người. Sao không nói? Triệu Quốc Đống có chút buồn cười, Khấu Linh sao lại nũng nịu như trẻ con vậy? Hừ, em bị dọa nên không dám nói. Khấu Linh trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt đẹp nhìn sang bên không thèm nhìn hắn. Dáng vẻ này của cô làm Triệu Quốc Đống rung động, nhất là người Khấu Linh hơi nghiêng tới làm bộ ngực ưỡn lên, chiếc vòng cổ đong đưa trước ngực làm người ta muốn đứng lên nhìn vào khe sâu trong ngực cô. Thấy Triệu Quốc Đống một lúc lâu không nói, Khấu Linh có chút khó hiểu nghiêng mắt nhìn sang mới phát hiện mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào ngực mình. Lúc này cô mới có phản ứng, má lúm đồng tiền đỏ lên. Cô vô thức che ngực tức giận nói. Anh làm gì đó? Không thấy gì mà. Mặt Triệu Quốc Đống cũng nóng lên, người vốn hơi nghiêng tới cũng một lần nữa khôi phục tư thế bình thường, giống như cảm thấy lời vừa rồi của mình hơi mềm yếu, hắn nói tiếp. Anh không thể nhìn sao?
mặt Khấu Linh càng nóng như lửa đốt. Khấu Linh chỉ thấy cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng mình, hai má đỏ ửng, mắt lắc linh như chảy nước, Triệu Quốc Đống muốn điên lên. Tay đưa tới cầm tay Khấu Linh, khẽ kéo, cả người Khấu Linh rời khỏi ghế lao vào lòng hắn. Không, không được. Mặc dù sớm muốn nhưng Khấu Linh vẫn còn tỉnh táo đôi chút. Thân phận của hắn giờ đã khác, nếu bị ai đó nhìn thấy hoặc chụp ảnh thì đó là thảm họa. Triệu Quốc Đống khẽ lắc đầu ra hiệu Khấu Linh yên tâm. Hắn không đến mức không thể kiềm hãm làm ra hành vi quá mức, nếu muốn thì cũng không thể ở nơi công cộng như thế này. Quyển 18, chương 46. Dễ dàng ôm lấy Khấu Linh, tay Triệu Quốc Đống đặt vào eo cô, điểm này làm Khấu Linh có chút xấu hổ. Chẳng qua ánh sáng nơi đây hơi tối, mà người Triệu Quốc Đống cũng vừa vặn che khuất nơi duy nhất người ta nhìn thấy nên không lo ai thấy. Chỉ là ở nơi đông người có hành vi này làm Khấu Linh không chịu được. Chẳng qua cô biết đây là do cách ăn mặc của mình gây, hỏa. Cũng may Triệu Quốc Đống không có hành vi thêm nữa, chỉ dùng hành vi mập mờ đó khiêu khích cô. Bị hành vi này của Triệu Quốc Đống làm xấu hổ, Khấu Linh dần tỉnh ra, Triệu Quốc Đống dùng cách này để hấp dẫn lại cô. Mùi cà phê thơm ngát làm tâm trạng hai người tốt lên nhiều. Triệu Quốc Đống khá vui, Khấu Linh dùng sức hấp dẫn của cô để dụ mình, kích thích mình. Cách ăn mặc này cùng với trang điểm của cô, kèm theo đó là mùi nước hoa Pháp đúng là muốn hắn phải đi vào khuôn khổ. Chẳng qua chiêu phản kích của hắn lại làm cô có chút không chống đỡ được. Điều này làm Triệu Quốc Đống rất đắc ý. Đàn ông và phụ nữ giống như không ngừng dùng các loại thủ đoạn để chứng minh mình. Công việc ở cục có tốt không em? Triệu Quốc Đống vốn không muốn phá vỡ loại không khí này nhưng hắn biết mình phải làm như vậy. Cũng được, khá phong phú, cũng thấy mình rất thoải mái. Khấu Linh rất không tình nguyện đi ra khỏi không khí kia. Dựa vào vai Triệu Quốc Đống rất thoải mái, đây là cảm giác nhiều năm qua cô không có. Dựa vào hắn làm người ta có cảm giác kiên định như dựa vào núi, chỉ tiếc. Có lẽ sau này thời gian chúng ta qua lại sẽ nhiều hơn. Triệu Quốc Đống liếc nhìn Khấu Linh vẫn đang chìm đắm trong tâm trạng sung sướng, trên khuôn mặt xinh đẹp kia khó làm người ta tin đó là người phụ nữ 34, 35 tuổi, mà giống như một cô gái mới biết yêu. Em biết, em đã xem công việc anh phụ trách quản lý, rất nhiều đều có liên hệ với Bộ Thương mại. Cục em có nhiều công việc cần bên anh ủng hộ. Nói tới công việc của mình, Khấu Linh tỉnh táo lên nhiều nhưng cô vẫn không dãy dụa ra khỏi lòng hắn, cảm giác này rất tuyệt diệu, không nghĩ gì cả, cứ thế dựa vào nhau. Không cần biết hắn đã có vợ, cũng không cần biết hắn có quan hệ kia với Mễ Á không, giống như cô không muốn nghĩ gì cả. Giọng của Khấu Linh mang theo một tia xấu hổ làm Triệu Quốc Đống run lên trong lòng, ở tình huống này muốn nói nữa là rất khó, Triệu Quốc Đống cũng có chút đau đầu, đây là tự mua dây buộc mình. Lưu Nhược Đồng đi Iran, cô cùng với Ban Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, người của Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cùng đi. Iran cùng Pakistan năm ngoái đã thành quan sát viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, bây giờ đã chính thức đề nghị thành thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Quyết định chấp nhận một quốc gia gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cần phải tất cả các thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thông qua, nhưng hai nước chung, Nga vẫn có tác dụng mang tính quyết định. Iran cùng Pakistan cũng đã đề nghị với Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, đây là vấn đề mang tính khiêu chiến và khó khăn lớn cho Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Pakistan bởi vì liên quan tới chiến dịch chống khủng bố của mình, bây giờ thành đồng minh chiến lược của Mỹ chống lại phần tử khủng bố ở Afghanistan, hơn nữa lại có xung đột với Ấn Độ ở khu vực Kashmir nên cả Nga hay Trung Quốc đều có thái độ cẩn thận. Nhưng Iran lại khác. Iran đều được Nga, Trung Quốc chú ý. Nga có thể thông qua Iran để tăng cường sức ảnh hưởng với khu vực Trung Đông thậm chí thế giới Ả Rập. Mà Trung Quốc cũng có lợi ích kinh tế ở đó. Nguồn dầu mỏ phong phú của Iran cùng với cơ sở vật chất lạc hậu cũng hấp dẫn các công ty năng lượng, xây dựng của Trung Quốc. Mà nếu có thể xây dựng đường ống dẫn dầu từ Iran qua cảng Wada, Pakistan sẽ càng đảm bảo nguồn cung năng lượng cho Trung Quốc hơn. Nói tóm lại Iran được gọi là đồng minh chiến lược với Trung Quốc và Nga, nhất là lập trường kiên định chống Mỹ của Iran cũng làm hai nước Trung Quốc, Nga có cảm giác gần gũi. Chính vì như vậy khi Iran đưa ra đề nghị muốn gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, dù là Trung Quốc hay Nga đều khá ủng hộ, nhất là bên quân đội cũng rất ủng hộ Iran tham gia Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Nhưng ở trình độ nào đó Tổ chức Hợp tác Thượng Hải thực chất là một tổ chức dựa vào quân đội là chính, mặc dù danh nghĩa là chống khủng bố nhưng đến lúc quan trọng là thành viên trong tổ chức thì anh khó có thể nói mình đặt ngoài sự việc, cho nên ở vấn đề này hai nước Trung Quốc, Nga cũng gặp áp lực tương đối lớn. Tình huống này Triệu Quốc Đống từ Trầm Đông Chiêu nói cho biết.
hắn về Bắc Kinh đương nhiên phải tụ tập với mấy người này, không say không về. Chuyến đi này của Lưu Nhược Đồng mất gần 10 ngày, Nga cũng sẽ phái đoàn đại biểu bí mật tới Tehran, hai nước sẽ nói chuyện với lãnh đạo Iran. Việc gia nhập tổ chức hợp tác Thượng Hải của Iran không phải chuyện một hai ngày là xong, trước đó có không ít công tác chuẩn bị. Lưu Nhược Đồng đưa ra sự phán đoán khá chính xác về tình hình Iran nên được Bộ Tổng tham mưu tin tưởng, vì thế lần này cô không thể không đi. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cảm thấy Lưu Nhược Đồng khá hưng phấn, cô thấy vinh dự vì được tham dự công việc quan trọng này. Sau cơn mưa, Khấu Linh như một bông hoa hồng nở rộ. Người phụ nữ ngủ say lộ ra đôi chân trắng lõn bên ngoài váy ngủ bằng lụa chỉ che được mấy chỗ nguy hiểm. Lát sau như vừa tỉnh táo lại từ mộng cảnh, nhìn hắn đang chống tay nhìn mình, Khấu Linh không nhịn được kêu lên như nhớ ra gì đó. Cô vội vàng đứng lên gần như không kịp che đậy, cứ như vậy cầm lấy áo lót và quần lót chạy vào phòng tắm. Sao, còn định mặc như vậy ngủ à? Ở đây có váy ngủ đó. Triệu Quốc Đống nhẹ nhàng nói. Lúc này Khấu Linh mới có phản ứng, cô xoay người lấy tay che ngực, tay kia dùng quần lót, áo lót. Đưa hộ em muốn rửa. Một chất màu trắng từ bên dưới chảy ra, ướt sũng làm cho Khấu Linh vừa chạy vào phòng tắm không nhịn được khẽ kêu lên. Đóng cửa phòng, Khấu Linh cứ như vậy nhảy thật mạnh, tay che ngực cũng đã hạ xuống. Người phụ nữ trong gương vẫn đẹp như vậy, dán sát vào gương, trên mặt không có bất cứ tì vết nào, có chỉ là một đôi môi đẹp hơi nhòe màu, đôi mắt sinh động, đây là kết quả sau cơn ân ái. Nhìn dọc theo cổ xuống dưới là bộ ngực đang run rẩy, lực hấp dẫn như không có tác dụng gì cả. Bên dưới là vùng bụng phẳng lì, cuối cùng là hình tam giác phát sáng. Khấu Linh khẽ thở dài một tiếng, trên thực tế lúc tỉnh lại cô có chút hối hận. Lưu Nhược Đồng nếu ở Bắc Kinh có lẽ cô và Triệu Quốc Đống có quan hệ cô còn thấy dễ chịu. Hoặc là nói cô và Triệu Quốc Đống nếu rời khỏi Bắc Kinh, có việc này ở Ando hoặc Côn Châu thì cô thấy tự nhiên hơn. Nhưng tình huống hôm nay làm cô cảm thấy nguy cơ. Mà cơn điên cuồng vừa rồi làm cô nghĩ tới là sợ. Cô đang ở lúc nguy hiểm, kết quả quên dùng bao, mai chỉ có thể uống thuốc khẩn cấp. Một lần nữa trở lại giường, tâm trạng Khấu Linh không quá tốt. Triệu Quốc Đống nhạy cảm nhận ra điểm này. Hắn thoáng nghĩ cái là hiểu nhưng vấn đề này hắn không tiện mở miệng nói, chỉ có thể dùng vấn đề khác để phân tán sự chú ý của cô. Khấu Linh, bạn học của em, Lý Vĩnh Cương vẫn còn làm ở Ủy ban Kế hoạch Phát triển. Còn, Cục Công nghiệp đổi thành Cục Phối hợp Ngành nghề, y hình như là Phó trưởng Phòng Công nghiệp Luyện Kim. Khấu Linh không ngờ Triệu Quốc Đống nhớ kỹ như vậy. Ừ, anh còn chưa thấy y, nghe nói y đi Thượng Hải công tác, chưa về. Triệu Quốc Đống rất tự nhiên nói. Ồ, phòng y hình như chủ yếu phụ trách ngành thép, rất bận. Sản lượng thép thừa quá nhiều, đào thải các công ty nhỏ, lò nhỏ chưa tiến triển. Lý Vĩnh Cương cũng nói hoàn cảnh đặc thù trong nước và quốc tế khiến chính quyền địa phương không muốn bỏ khối này. Chỉ có thể thông qua việc đổi mới kỹ thuật, quy luật thị trường mà ép các lò nhỏ bị đào thải, nếu không khi cơ quan chức năng mạo muội dùng biện pháp mạnh thì dễ làm người ta cho rằng chèn ép công ty tư nhân, tạo thành không khí xấu. Khấu Linh thoáng khôi phục tinh thần. Cô dựa lưng vào đầu giường. Vậy y cũng cho rằng bây giờ đào thải các công ty nhỏ lẻ kia chưa đúng thời cơ. Không khí chính trị xấu. Ai nói đào thải nhất định là công ty tư nhân. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Lý Vĩnh Cương này không ngờ nói việc giảm sản lượng có thể biến thành khí hậu chính trị. Mình còn có chút không ý thức được sự nguy hiểm trong đó. Trên thực tế Triệu Quốc Đống sau khi biết tin mình tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển vẫn cân nhắc việc này. Lần gặp ngẫu nhiên kia làm hắn nhớ rất kỹ. Bạn của Khấu Linh làm ở tập đoàn thép quốc tế Bắc Kinh có ý đồ với Lý Vĩnh Cương. Triệu Quốc Đống có một dự cảm mình tới Ủy ban Kế hoạch Phát triển, phụ trách quản lý Cục Phối hợp Ngành nghề, chẳng lẽ coi như là sắp đặt cho mình. Quyển 18, chương 47. Khấu Linh có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống, cảm thấy giọng điệu hắn hơi lạ. Triệu Quốc Đống cũng ý thức được điểm này nên vội vàng che giấu. Căn cứ anh hiểu thì công ty Sa Cương, Nhật Chiếu có lợi nhuận hơn xa so với các công ty nhà nước khổng lồ, đào thải công ty lạc hậu không chỉ nên nhắm vào công ty thép tư nhân. Đào thải cơ sở sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ không chỉ nhằm vào công ty tư nhân, mà đối với những công ty nhà nước từ những năm 50, 60 mà nói thì cũng có thể là mục tiêu loại bỏ. Nhưng không thể không phủ cơ sở sản xuất nhỏ lẻ chủ yếu là do công ty tư nhân chiếm. Khấu Linh không cho là đúng. Trong tình hình chính trị hiện nay các công ty tư nhân khá mẫn cảm với điều này. Năm ngoái và mấy năm trước việc chỉnh đốn mấy ngành khác cũng tạo tiếng vang lớn,
Hơn nữa Bộ Năng lượng cùng Ủy ban Kế hoạch Phát triển đã đưa ra tiêu chuẩn rất cao ở ngành năng lượng, đây được coi là cửa thủy tinh chặn công ty tư nhân ở bên ngoài, dùng cửa hành chính để thúc đẩy sự lũng đoạn của sở hữu quốc gia, đây là sự không công bằng lớn nhất. Triệu Quốc Đống không nghĩ Khấu Linh lại có quan điểm khắt khe ở vấn đề này như vậy. Theo hắn thấy cô phải hô hào cho công ty tư nhân mới đúng chứ.